thản nhiên cười, Trác Phàm trong hai con ngươi đột nhiên lộ ra ngập trời nộ khí, mắng chửi lên tiếng, ta tại hoàng vực sinh trưởng, hao hết tâm lực theo trong tay người khác cướp đoạt tài nguyên tu luyện, mới có thể một đường hướng về phía trước, đạt tới hoàng vực chí cao đỉnh phong, ma hoàng địa vị. Ta không có cảm kích qua bất luận kẻ nào, cũng không có xem bất luận kẻ nào vì đồng loại, bởi vì ta có thể đạt tới vị trí kia, đều là ta liều mạng cướp tới. Nhưng là ta không có yêu, lại có hận, hận thì là các ngươi những thứ này cao cao tại Thượng Thánh Sơn người. Dựa vào cái gì các ngươi được hưởng tối ưu tư nguyên, dựa vào cái gì các ngươi không cần làm cái gì, liền có thể cao cao tại Thượng Thánh Sơn người, lại hạ đẳng thể chất cũng có thể đạt tới người khác khó có thể với tới địa vị cùng thực lực. Bát Hoàng muốn đem Hoàng vực một nửa trở lên tài nguyên tu luyện vận chuyển về Thánh Sơn, còn lại mới có thể chính mình hưởng dụng, cùng phân cho thủ hạ còn những cái kia chân chính khai thác mỏ, trong tay lưu lại thì cơ hồ hơi. Những cái kia nhàn tản tu giả, như ta đồng dạng thì càng là không có chút nào hy vọng. Hừ, thì tính sao? Thánh vực thực lực phi tôn, hèn mọn người không có tư cách hưởng dụng bất kỳ vật gì, có bản lĩnh ngươi đến đoạt a. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Hạ Vân Sơn hét lớn một tiếng nói. Bật cười gật gật đầu, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cười nói, ngươi nói đúng, từ khi ta làm Bát Hoàng sau mới hiểu được, nguyên lai thuộc hạ lẫn nhau chém giết, khốc liệt đến đâu cũng là con kiến hôi, bị cao cao tại thượng người chế giễu. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, liền không thể lẫn nhau đánh cướp, muốn cướp thì xông về phía trước mặt giàu nhất cái kia. Cho nên, ta hiện tại thì mở đoạt, như ngươi mong muốn, ha ha ha. Chưa phát giác trì trệ, Hạ Vân Sơn nhất thời tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng, hắn vừa mới chỉ bất quá nhất thời khí lời, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để dưới đáy tạo phản đến đoạt hắn, riêng là mẹ hắn thật đúng là xuất hiện một cái có thực lực tới. Liếc mắt liếc một cái Na Long Đế mỉa mai ánh mắt, Hạ Vân Sơn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Trác Phàm, nhân loại phản đồ, dẫn long tộc xâm lấn, không phải thứ gì đồ chơi. Cho nên... ngươi cũng đừng lại dùng nhân loại long tộc đến phân chia chúng ta. Tại ta trong mắt, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân mà thôi. Thế mà, trong lòng của hắn chính oán thầm, Trác Phàm lại là ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa nói, các ngươi ngày bình thường dùng hạt vừng hơi lớn tiểu tài nguyên tu luyện, thì dẫn tới toàn bộ hoàng vực tu giả chém giết cùng một chỗ, đợi đối phó long tộc linh thú lúc, lại sử dụng bọn họ làm pháo hôi, tổ thành nhân loại đồng minh. Nhưng bây giờ, ta đã đem hoàng vực người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành người rồng liên minh, cộng đồng đối phó, thì là các ngươi Thánh Sơn. Ngươi đánh giám, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, hám lợi đen lòng, giúp long tộc đến đối kháng người loại đỉnh phong chỗ có ở đây không? Đúng vậy a, là không có nhiều người, bọn họ ngay từ đầu cũng là cự tuyệt. Nhưng là rất nhanh, ta nói đánh hạ Thánh Sơn về sau, chỗ đó cao giai công pháp và tất cả tài nguyên tu luyện liền tất cả đều là bọn họ liền vui vẻ đồng ý. Không khỏi giật mình, tất cả Thánh Sơn cao thủ đều cảm thấy lo sợ lên, cái trán dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Nhìn lấy mọi người cái kia âm trầm khuôn mặt, Trác Phàm hơi hơi nhún nhún vai, cười đùa nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Cùng là nhân loại, không có người sẽ giúp ngoại tộc đối phó bản tộc. Nếu như xuất hiện loại sự tình này lời nói, các ngươi cái kia để tay lên ngực tự hỏi, ngày bình thường sở tác sở vi. Nếu như các ngươi có thể đem tài nguyên tu luyện càng nhiều thả cho hoàng vực mọi người trong tay một số, những cái kia cao giai công pháp cũng số lượng vừa phải địa tại hoàng vực lưu thông một số, mọi người có tăng lên hy vọng, liền có làm người phòng tuyến cuối cùng. Nếu không mà nói, trong thiên hạ liền cái bụng đều điền không đầy người, muốn cái gì đạo đức, cái gì mặt mũi. Hôm nay kết quả, toàn diện là các ngươi một tay tạo thành, chẳng trách người khác. Không, Thánh Sơn nếu muốn trường tồn, liền không thể để cao thủ xuất từ gian ngoài, chúng ta không có sai. Chậm rãi lắc đầu, Hạ Vân Sơn lộ ra cực kỳ tỉnh táo, Trác Phàm, ta thừa nhận ngươi là một cái khó được nhân tài. Nhưng cũng tiếc, ngươi không phải Thánh Sơn người, càng là nhân tài, chúng ta liền càng phải mạt sát, nếu không Thánh Sơn thì sẽ phải chịu uy hiếp. Cái nguyên tắc này, vĩnh viễn không thể biến. Các ngươi nguyên tắc, là các ngươi đưa đào mộ mộ. Thủy tĩnh tới chết, dòng nước mới thông. Các ngươi đem Thánh Sơn bảo hộ quá lâu, các ngươi đệ tử vừa ra đời liền được đến tất cả, nhưng cũng mất đi tất cả. Không có lịch luyện, không có kinh lịch, liền không có phát triển. Đây cũng chính là vì sao, Thánh Sơn thánh giả nhiều, lại không có một cái nào đế cảnh, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều không có nguyên nhân. Các ngươi chỉ là tư nguyên đắp lên cao thủ, thể nội trừ dồi dào nguyên lực,
không một là xử nữ. Chính ngược lại, những cái kia nguyên bản có xương đế khả năng người, lại là bởi vì không có có công pháp cùng tư nguyên, bị các ngươi bóp chết. Đồng thời, các ngươi bóp chết cũng là cả nhân loại tiền đồ. Cái kia như thế nói đến tột cùng người nào là nhân loại tội nhân đâu. Da mặt không ngừng co rút lấy, Hạ Vân Sơn lại là cười lạnh không ngừng, Thánh Sơn cao thủ tu luyện là mạnh nhất công pháp, có đại lượng tư nguyên làm cơ sở, cũng liền không cần bốn phía bôn ba, có thể an tâm tham ngộ thiên đạo, đây mới là bồi dưỡng đế cảnh cao thủ lớn nhất đường tắt đường lối. Cùng đem tất cả tư nguyên phân tán cho tục nhân, còn không bằng tập trung lại cho tài trí chi sĩ, miễn cho lãng phí. Đương nhiên, cái này mới có thể thế hệ, cũng nhất định phải bỏ vốn Thánh Sơn, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ha ha, lấy cớ. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, quát to, thượng quan phi hùng, đến bên cạnh ta. Hiu. Một đạo phá không, thượng quan phi hùng xuất hiện tại hắn trước người, Trác Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn về phía còn lại người nói, hắn tư chất không tính xuất sắc, nhưng bây giờ hoàng giai cũng đủ mà đối kháng các ngươi thánh cảnh nhất lưu, muốn thử xem sao. Cái này sao có thể? Nheo mắt. Hạ Vân Sơn khinh thường nói, thánh cảnh cùng hoàng cảnh ở giữa chênh lệch đẳng cấp, tuyệt đối không thể lấy đạo lý mà tính, cho dù là bát hoàng cũng vô pháp động thánh cảnh một cọng tóc gáy. Vậy liền thử một chút xem sao. Nhẹ nhàng đẩy thượng quan phi hùng cánh tay, hắn liền đột ngột địa bay ra ngoài. Minh bạch hắn ý tứ, Hạ Vân Sơn quay đầu cho một tên đệ tử đưa cái ánh mắt, người kia cũng là vội vàng bay ra, thân thể lắc một cái 100 trượng cự thân đã là ầm vang lập tại cửu thiên phía trên. Đây là chúng ta Thánh Sơn kém cỏi nhất thánh giả, ta cũng không làm khó ngươi, liền để hắn. Oanh! Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, nhưng nghe một đạo chấn thiên hoàn toàn tiếng vang phát ra, một chùm đỏ thẫm ánh sáng đã là đột ngột được từ cái kia cự thân ở ngực xẹt qua, lúc này lui một cái to lớn đại động khẩu. Tên kia Thánh Sơn đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã miệng phun máu tươi, giống như diều đứt dây giống như ngã xuống, thánh thân sớm đã phân mảnh. Khó có thể duy trì. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt hung hăng co lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo hồng sắc kiếm ảnh trên không trung đi một vòng, lại trở lại thượng quan phi hùng thể nổi. Trùng thiên kiếm ấn, đắc tội. Nhẹ liếc mọi người liếc một chút, thượng quan phi hùng thoải mái địa chuyển một cái bài, trở lại Trác Phàm trước mặt, khom người liền ôm quyền, thì lại đi xuống. Đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, những lão đầu tử kia thực sự không thể tin được. Cái này hoàng giai tu giả làm sao có thể trong nháy mắt trọng thương thánh cảnh cao thủ đâu. Long đế đang run lên chứng về sau, lại là nhịn không được cười to, kính phục nói, Trác quản gia thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, lúc trước ta long tộc trưởng lão trở về bẩm báo, cũng đã nói Trác quản gia thủ hạ cao thủ đều người phi thường, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, mấy cái cùng ta long tộc đệ tử không khác, thậm chí còn hơn, bây giờ thấy một lần, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, bội phục a. Ha ha ha. Long đế khách khí. Hơi gật đầu, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, sau đó lại chuyển hướng những cái kia trợn mắt hốc mồm lão giả, lạnh lẽo nói, đây là ta thủ hạ kém cỏi nhất một cái, nhưng là thông qua không ngừng nhân sinh cảm ngộ, cũng đã tu đến chính mình kiếm đạo, đạo võ hợp nhất, người phi thường có thể đụng. Các ngươi một đám thánh sơn ngồi không ăn bám người, chiếm lấy nhiều như vậy tư nguyên, thì là lãng phí, không có một chút tác dụng nào. Nếu như các ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói, tốt nhất liền đem tư nguyên tan hết, sau này quy ẩn sơn lâm, chớ có lại lấy cường quyền cướp bóc người tu bình thường nên có tu luyện tư cách. Rear map hơi hơi run run một chút, Hạ Vân Sơn dương mắt hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, quay người rời đi, Trác Phàm, Long đế, chúng ta chiến trường gặp. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, đều đã đối lý, còn tại kiên trì tự mình. Hừ hừ, cái kia càng tốt hơn. Thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta liên hợp đại quân, đến lúc đó để hắn muốn khóc cũng khóc không được, hắc hắc. Cười lạnh, Long đế vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, lần này không chỉ là ta long tộc, còn có thật nhiều chim bay cá nhảy, tại thánh thú đại nhân hiệu triệu dưới, cũng sẽ lần lượt chạy đến. Lần này chúng ta đem thánh sơn trừ tận gốc ra, không cần tốn nhiều sức. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm cũng là ngăn không được bật cười một tiếng, nhân loại A. Thật sự là chút dối trá động vật. Muốn vĩnh chiếm lợi ích, nhưng lại chán ghét tà ác, biên ra chút đường hoàng lấy cớ. Chờ dối trá áo ngoài đều bị lột sạch lúc, lại đùa nghịch lên vô lại. Ha ha ha.
ta còn thực sự là lấy làm người làm hổ thẹn a. Vậy đơn giản a, Trác quản gia nguyện ý thêm vào ta Long tộc sao? Ngài được đến Long tổ đại nhân cải tạo thân thể, lại có Kỳ Lân đại nhân thần tí ra thân, sớm đã không thể tính toán nhân loại đi. Nhưng dù vậy, ta vẫn là muốn làm nhân loại. Vì sao? Không khỏi sững sờ, Long đế kỳ quái nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới không phải đem nhân loại bỡn cợt không còn gì khác a? Đúng vậy a, có điều, còn có chút người. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới trong thành cái kia từng chương chăm chú chú ý hắn, quen thuộc mà đáng tin khuôn mặt, Trác Phàm mỉm cười, lẩm bẩm nói, dù sao, ta bây giờ không phải là một thân một mình, ha ha ha. Một phương diện khác, Thánh Sơn một đám xám xịt địa về núi chuẩn bị chiến đấu đi. Một đường lên, mấy cái lão đầu đều sắc mặt âm trầm cực kỳ. Râu dài lão giả nhìn về phía Hạ Vân Sơn nói, lão gia hỏa, thật muốn khai chiến sao? Vậy cái kia cái Trác Phàm, đến tột cùng Thủy Kính tiên sinh có hay không? Khẳng định không có, diệt đệ Lục Thánh Sơn, cũng nhất định là hắn tìm Long tộc một đám giúp vài chuyện. Hắn cùng Thủy Kính tiên sinh, khẳng định không có nửa xu quan hệ, yên tâm đi. Ngươi làm sao xác định như vậy? Hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Sơn dừng lại một trận, thở dài nói, trong truyền thuyết Thủy Kính tiên sinh thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, cao thâm mà chắc. Từ trước tới giờ không cùng người kết bè kết đảng. Nếu là Thủy Kính tiên sinh xuất thủ, một người đủ để tiêu diệt ta Thất Thánh Sơn, cần gì lại tìm Long tộc đến cắm một chân. Có thể đã Long đế mang theo Long tộc đại quân xuất hiện tại hắn bên người, thì chứng minh Long tộc mới là hắn tránh thức chỗ dựa, mà không phải Thủy Kính tiên sinh. Há, nói có lý. Không sai gật đầu, râu dài lão giả chưa phát giác lại ngưng trọng lên, thế nhưng là cho dù không phải Thủy Kính tiên sinh, Long tộc cũng không tiện gây a. Bây giờ hoàng vực lớn như vậy cái tiền tuyến đều cho ném, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn đối kháng chính diện, chỉ sợ tổn thất nặng nề a. Coi như tổn thất lại lần nữa, cũng muốn đánh. Sắc một tiếng, Hạ Vân Sơn hung hăng nắm lại quyền đầu, trong mắt kiên định lạ thường, như cái này chỉ là bình thường trả thù cùng Thánh Sơn thể diện, chúng ta còn có thể hòa giải. Nhưng là ngươi không nghe thấy Trác Phàm ý đồ chân chính sao? Tiểu tử kia là muốn tiến hành tư nguyên lại phân phối, triệt để rút ra chúng ta Thánh Sơn tại Thánh vực căn cơ. Nếu như một trận chiến này chúng ta thua, chẳng khác nào thiên cổ bá nghiệp, nhất triều đổ sụp, Thánh vực lại không phải ta nhóm chấp trưởng thiên hạ chi địa. Đây là chúng ta tuyệt đối không cho phép sự tình, hừ. Rõ ràng địa gật gật đầu, bọn người người cũng là lộ ra mãnh liệt đấu trí. Muốn từ chúng ta trong miệng đoạt thức ăn, còn muốn nện chúng ta bát cơm. Không cửa. Hừ. Kết quả là, sáu vị sơn chủ lập tức mỗi người trở về chính mình Thánh Sơn, bắt đầu bố trí. Bởi vì không có hoàng vực làm giảm sóc chỗ, giống như trước một dạng ngăn cản Long tộc đại quân tốc độ, chính ngược lại, hiện tại còn trở thành bọn họ hậu viện. Thánh Sơn tiền tuyến, liền bỗng dưng thành vì lần này đại chiến chiến trường chính. Kết quả là, chiến trường chật hẹp, nhân số đông đúc, liền đã định trước lần này là cái cỡ nào thảm liệt chiến sự. Mà lại đây cũng là từ thượng cổ đại chiến về sau, trước đó chưa từng có Thánh vực đại chiến. Chiến trường song phương, bao quát hoàng vực tu giả, Long tộc, Thánh Sơn, linh thú các thế lực lớn, có thể nói là có thể động sinh vật, tất cả đều tại phía trên chiến trường này xuất hiện. Kể từ đó, nương theo lấy âm thanh tiếng điếc tai nhức óc rung mạnh, một số khủng bố ba động, liền đủ để đem những cái kia thực lực thấp tu giả cùng Long tộc chiến sĩ đánh chết, biến thành vạ lây. Thất Thánh Sơn như thể chân tay, đem các núi thủ hộ đại trận liên hợp, bố thành phòng tuyến, Trác Phàm cùng Long Đế, thì là chỉ huy Long tộc đại quân mãnh liệt trùng phong. Bất quá, Thất Thánh Sơn cao thủ cũng không ít, chỉ dựa vào Long tộc, chỉ tương đương với ba tòa Thánh Sơn chiến lực, lại là đối phương thủ thế, Long tộc bên này nhất thời rơi vào bất lợi, thương vong thảm trọng. Nhưng Trác Phàm cũng không để ý, cứ như vậy chậm rãi cọ sát, rằng co lẫn nhau. Đợi đến linh thú đại quân đuổi tới, chim bay cá nhảy cùng nhau gào thét lúc, Trác Phàm phát huy thời điểm đến. Tay cầm cửu u bí lục, thông hiểu thiên hạ trận thức. Bất quá nửa tháng công phu thôi, Trác Phàm liền đem 6 tòa thánh sơn hợp lại hộ sơn đại trận tất cả đều bài trừ. Chỉ một thoáng, như rồng vào biển rộng, hổ vào núi rừng, một đám mãnh thú nổi điên hướng trước phi nước đại, nhất thời liền đem một đám thánh sơn cao thủ đạp chết một mảnh. Cao giai linh thú cùng Long tộc mãnh thú gót sắt chỗ thực sự chỗ, thi hài khắp nơi, thương vong một mảnh. Lục Thánh núi liên quân, lúc này đánh tơi bời, quân lính tan rã.
Trác Phàm bọn người thì là một đường hát vang tiến mạnh, lấy mấy lần chiến lực, nghiền ép đối phương. Đứng sững ở thánh vực mấy chục triệu năm bất bại Thánh Sơn, nhân loại huy hoàng kiêu ngạo, tựa hồ liền muốn như vậy vẫn lạc. Thế nhưng là ngay tại cái này ồn ào trên chiến trường, chín đạo thần bí bóng người, lại là đột nhiên xuất hiện tại vân giữa không trung, mỗi người trong mắt đều tản ra giống như đâm thủng bầu trời lợi mang, cái kia cuồn cuộn chấn động, như có như không hư vô khí thế cường đại, cùng toàn bộ bên trong ngọn Thánh Sơn bất kỳ một cái nào thánh cảnh tu giả đều hoàn toàn khác biệt. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng liên tiếp, phảng phất như sóng biển, đem chiến trường huyên náo bao phủ bên trong, liền song phương khàn cả giọng tiếng la giết đều rốt cuộc nghe không được. Mọi người lỗ tai một mực tại ong ong thét lên, tựa như mất nghe được. Gần một triệu điều cự long, có lớn có nhỏ, bay lượn cửu thiên. Cuồng bạo móng vuốt, đem đối diện địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Mấy trăm ngàn chỉ bóng người to lớn, thân cao 100 trượng, dường như chiến thần tại cùng cái này hung mãnh dã thú chém giết, trong đôi mắt, tràn đầy đỏ bừng. Theo từng tiếng kêu rên không ngừng, bóng người to lớn từng cái tiêu tán thành hư vô, to lớn thân rồng cũng rất nhanh phủ đầy huyết độc, nện rơi xuống đất, hấp hối. Toàn bộ chiến trường, đã sớm bị núi thây biển máu chỗ bổ sung, lại là không có một người chú ý mảnh này cảnh tượng thê thảm. Bởi vì tại cái này máu tanh cảm nhiễm dưới, mọi người sớm đã rơi vào điên cuồng, trong mắt trừ giết hại, lại không hắn. Vù vù. Hai đạo màu đen kiếm cương lóe qua, hai cái bóng người to lớn rất nhanh ngã xuống, Trác Phàm tay cầm kiếm đồng biến thành ma kiếm, mang theo ma đế cự thân, một đường tiến vào, ngày càng ngạo nghễ. Những cái kia Thánh Sơn cao thủ cản đường, đều là bị hắn từng cái giết sạch. Đan Thanh Sinh bọn người mặc dù không có thánh thân chi uy, nhưng bằng đặc thù hoàng cực thiên ấn, cũng là theo sát ở phía sau, giết hại lấy những cái kia thánh giả sơ kỳ nhân vật còn lạc ra còn lại tướng sĩ, thì là đều đâu vào đấy nhặt Thánh Sơn người yếu khai đao, tương đương với quét dọn chiến trường. Dù sao, đối với Thánh Sơn dạng này cao thủ như mây địa phương, bọn họ muốn tìm mấy cái tay mơ ngược một chút, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà bọn họ đều là như thế vận mệnh, còn lại những cái kia điều động đến hoàng vực lâm thời đại quân, muốn đến kiếm một chén canh, thì càng tìm không thấy chính mình có thể phía dưới tay đối tay. Ta dựa vào, nguyên lai lạc gia thâm tàng bất lộ, có nhiều cao thủ như vậy à. Hơn nữa còn liên hợp long tộc cùng linh thú cùng một chỗ tiến công Thánh Sơn, khó trách lúc trước hắn dám công nhiên tuyên chiến, quả nhiên không phải không vô nghĩa. Mắt thấy cái kia từng mảnh huyết mang rơi xuống, một tên linh vương cao thủ đã hưng phấn lại kích động, đồng thời lại có chút lo lắng, có chút chân tay luống cuống bộ dáng, thế nhưng là... Chúng ta đi tới nơi này làm gì đến? Có vẻ như không có nhúng tay chỗ trông a. Quay đầu nhìn xem phía sau mình cái kia một đám đồng dạng không có việc gì huynh đệ, tựa như đến xem náo nhiệt giống như, chỉ là mở to mắt to xem chừng phía trước chiến thế, chính mình lại là liền bước ra một bước dũng khí đều không có. Dù sao, lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần đi vào vòng chiến, cũng không cần có người đặc biệt tới đối phó, chỉ là dư âm là có thể đem bọn họ giết chết. Nói trắng ra, bọn họ đi lên cũng là pháo hôi, không có bất kỳ giá trị gì. Không khỏi cười khổ một tiếng, một người khác mở to hai mắt tìm nửa ngày, vẫn như cũ không công mà lui địa dao động cái đầu, tính toán huynh đệ, Thánh Sơn cũng là Thánh Sơn, yếu gà thật đúng là khó tìm. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật, chờ bọn hắn đánh xong về sau, đi quét sạch chiến trường đi. Phải biết, đây chính là cái công việc béo bở a, người suy nghĩ một chút những người kia đều là ai, trong tay có thể thiếu đến đồ tốt à. Uy, các người ngây ngốc lấy làm gì, còn không đi hỗ trợ. Chợt, hét lớn một tiếng vang lên, chúng người thân thể lắc một cái, quay đầu nhìn lại, lại chính gặp một cái vừa mới nhận biết không lâu quen thuộc bóng người đi tới, đuổi vội cúi đầu, Lạc đại tiểu thư, chúng ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, không xen tay vào được a. Ai bảo các ngươi nhúng tay chỗ đó, ta nói là đến hậu cần giúp vài chuyện. Các ngươi biết rõ không biết có bao nhiêu liệu thương đan cần phân phát, nhiều ít người bị thương cần chiếu cố, chúng ta chỗ đó đều bận tối mày tối mặt. Các ngươi còn ở nơi này ngốc đứng đấy làm gì, xem kịch tới sao? Ây, hậu cần. Cảm thấy trì trệ, người kia ra mặt ngăn không được co lại, có chút ngượng nghịu nói, Lạc tiểu thư, tốt xấu chúng ta cũng là linh vương cao thủ, ta Bắc Lâm cuồng đao tên tuổi cũng không phải loạn đắp, ngài để cho chúng ta về phía sau chuyên cần có phải có chút. Chúng ta là đến đánh Thánh Sơn kiến công lập nghiệp, không phải. Tốt, các ngươi lên a. Không chờ hắn nói hết lời. Lạc Vân Thường đã là gật gật đầu,
ra hiệu nói, đi lên giết địch kiến công lập nghiệp, thời điểm đưa ngươi một tòa thánh sơn tu luyện thế nào? Ây, cái này! Nhìn trộm nhìn một chút cái kia đạo đạo đen nhánh vết nứt không gian liên tiếp bộ dáng, gãy tay gãy chân đầy trời bay tứ tung cảnh tượng thê thảm, người kia nhìn không được nuốt ngụm nước bọt về sau, xám xịt địa cúi đầu hướng về đi, ta xem chúng ta vẫn là đi chiếu cố người bị thương, làm hậu cần a, tiền tuyến quá nguy hiểm. Nói, một đám người đã là từng cái theo rời đi, đều là ủ rũ, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hưu quạnh. Tất cả mọi người có anh hùng mộng, cái này đạp đổ thánh sơn sử thi thời khắc, bọn họ cũng muốn danh lưu sử sách, giết địch kiến công, không biết sao chính mình thực lực không được, vẫn là an tâm làm cái tiểu nhân vật tốt. Phốc, một tiếng cười khẽ, Sương Nhi nhìn lấy mọi người cái kia không cam lòng bộ dáng dần dần đi xa, vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, Vân Thường tỷ, bọn họ bất quá muốn thành lập công huân, chạy cái tiền đồ, người không cần đến nói móc a, quá hại người tự tôn. Hừ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, khó thành đại khí. Còn cái gì Bắc Lâm cuồng đao, không phải liền là lớn chừng bàn tay khu vực một cái trại chủ sao? Trại nơi này xin vào máy, ta như trễ dừng lại, không thể nói được hắn thật đúng là dám không muốn sống dẫn người phía trên đi chịu chết, không biết trời cao đất rộng. Khinh thường bĩu môi, Lạc Vân Thường vừa nhìn về phía nơi xa Trác Phàm cái kia to lớn hắc ảnh, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nào giống nhà ta Trác Phàm, làm việc vĩnh viễn có chừng mực. Cái kia ngoi đầu lên, không nên ngoi đầu lên thời điểm, co lên đến lại như thế nào. Đại trượng phu co được giãn được, chúng ta Lạc ra một đường cũng là như thế tới. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên. Cười nhẹ gật gật đầu, Sương Nhi nhìn về phía Trác Phàm cái kia to lớn thánh thân, không khỏi lại là có chút ngưng trọng lên. Bây giờ Trác đại ca càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, người kia chỉ sợ cũng sắp xuất hiện, ai? Đụng. Một phương diện khác, theo một đầu cường hãn kim sắc cái đuôi lớn quét ngang, sáu đại sơn chủ lần nữa cùng nhau bại lui xuống tới, đang đăng đăng lui về phía sau năm bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. To lớn kim sắc cự long tại bầu trời gào thét, phát ra tùy tiện mỉa mai, ha ha ha. Sáu cái lão gia hỏa, thánh sơn xong, các ngươi cũng xong, sau này thánh vực lại không có các ngươi nơi đặt chân. Nghi mắt ngăn không được run run, Hạ Vân Sơn nhìn khắp bốn phía, nơi này đã tràn ngập cự long cùng linh thú, thánh sơn đệ tử đã càng ngày càng ít. Riêng là Trác Phàm phía trước mở đường, Lạc ra mấy cái hoàng giai lão đầu cũng mạnh như vậy, lại là để hắn bất ngờ. Long tộc cùng linh thú liên hợp, từ xưa đến nay chưa hề có, đã để bọn hắn sứt đầu mẻ chán, lại thêm Trác Phàm bài binh bố trận, càng là làm bọn hắn dệt hoa trên gấm, chiến lực đại tăng, thánh sơn đường cùng chi thế đã thành, lại không thay đổi chi năng. Chỉ là hắn không hiểu là, vì sao cái này hai cái xúc sinh đại quân hội hợp đến cùng một chỗ, trước kia bọn họ thế nhưng là cả đời không qua lại với nhau a. Hạ lão đầu, rút lui đi. Lúc này, dâu dài lão giả nhìn về phía hắn, trên mặt ngưng trọng một mảnh. Đôi mắt suýt híp mắt, Hạ Vân Sơn quay đầu nhìn hắn người liếc một chút, chỉ gặp bọn họ cũng là không ngừng gật đầu, ai thán liên tục. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nắm chặt bắt bả vai hắn, dâu dài lão giả tiếp tục nói, coi như ném thánh sơn lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta mấy cái còn sống, thánh sơn đệ tử còn có hỏa chủng lưu lại, thì cuối cùng cũng có phản công hy vọng. Lão gia hỏa, chúng ta đã bại, đừng có lại ngạnh kháng, không muốn đem nội tình nhi đều ném, mới hối hận không kịp. Bờ môi rung động nhẹ nhẹ lấy, Hạ Vân Sơn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chăm chú nắm lại quyền đầu. Nhưng rất nhanh, lại ánh mắt nhất định, gật gật đầu, giống to lên tiếng, tất cả thánh sơn đệ tử nghe lệnh, rút lui. Tiếng nói kết thúc, sáu cái lão đầu dẫn đầu một bước chân, hướng nơi xa bay đi. Còn lại đệ tử nghe đến, đã sớm không muốn tái chiến tiếp chịu chết các đệ tử, cũng là ào ào thu thánh thân, một mạch hướng nơi xa bay đi. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đuổi theo cho ta. Trác Phàm nhìn thấy, nào có dễ dàng như vậy để bọn hắn như vậy an ổn che giấu. Hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu xẹt qua một đạo ánh đen, theo thật sát đi. Bọn người người cũng là một mạch như cuồng phong dũng mãnh lao tới, tiếng la giết không giảm chút nào. Hô! Cuồng mãnh gió lốc lần nữa kêu khóc lên, long đế long đuôi lóe lên, đã là trong nháy mắt đi vào cái kia sáu cái lão đầu sau lưng, sắc bén long chảo giống như tinh cương, không có không chỉ trệ địa vồ xuống đi, mang theo từng đạo chói tai oanh minh. Ha ha ha,
muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Long đế, chớ có quá tuyệt tình, thật không cho đường sống sao? Trong mắt Ngăn không được co rụt lại, Hạ Vân Sơn cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy hận ý, giống to lên tiếng, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là vô tận e ngại. Dù sao Long đế chính là Long tộc tối cao đế vương Long, cấp 12 linh thú đỉnh phong, tương đương với chuẩn đế thực lực. Trước kia bọn họ thất thánh sơn 7 vị sơn chủ hợp lực, còn có thể cùng tranh tài một phen, dựa vào hợp lực trận thức vững vàng ép một đầu. Nhưng bây giờ, 7 người đi một, lại là lúc này chiến lực đại tổn, không phải cái này mãnh thú đối thủ. Bây giờ bị như thế một cái chuẩn đế cao thủ cuốn lấy, bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ. Nhịn không được cười lớn một tiếng, Long đế nghe đến Hạ Vân Sơn cái kia giống như uy hiếp cũng không phải là uy hiếp lời nói, lại là càng thêm mỉa mai lên. Đồng thời trong mắt sinh ra còn hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ, giống như phệ nhân, tuyệt tình. Lão tử cùng các ngươi có dám giao tình có thể nói, tại sao tuyệt tình câu chuyện? Các ngươi đừng quên, lúc trước các ngươi là như thế nào quấn lấy bổn tọa, lấy nhân số ưu thế đổ sát ta Long tộc con cháu, bây giờ muốn bổn tọa lui một bước, không dễ dàng như vậy. Oanh! Vừa mới nói xong, Long đế cái kia đáng sợ vùng đuôi không khỏi lại thêm 7 phần lực đạo. Ngay cả bầu trời đều nói vỡ vụn ra, lộ ra sơn màu đen. Khóe miệng Ngăn không được co lại, 6 người trên mặt đều tràn đầy nặng nề, đối mặt cái này mạnh mẽ nhất kích, chỉ đành chịu lần nữa liên thủ ngăn cản. Bất quá cứ như vậy, mặc kệ cản không chống đỡ được, bọn họ đều rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn. Đợi đằng sau truy binh đem bọn hắn vây quét, bọn họ cho dù không chết trong tay Long đế, cũng sẽ bị mọi người mài chết. Chỉ có thể cười cái này ban đầu là đối phó Long tộc chiến thuật, bây giờ lại sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Cảm thấy Ngăn không được ai thán, 6 cái lão già từng cái sắc mặt như cho tàn, lại là đã tuyệt vọng. Đụng! Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo tiếng vang phát ra, không biết từ nơi nào bay tới một cái vô hình kiếm cương, nhất thời đụng vào Long đế cái kia to lớn vung đuôi phía trên, lúc này liền đem cái này một cái đuôi lớn cho đánh bay ra ngoài. Long đế cái kia khổng lồ thân hình, càng là liên tiếp trên không trung lật 10 lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn mình cái đuôi lúc, một đạo đỏ thẫm máu ấn, đã là thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao có thể, trong nhân loại còn có chuẩn đế cao thủ. Siêu! Một cái lắc mình, không biết từ nơi nào xuất hiện lão giả, một mặt màu đỏ râu quai nón, toàn thân cao thấp cũng hiện ra hơi hơi hồng mang, ánh mắt sắc bén. Giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, chỉ là hướng về phía trước nhìn lên một cái, liền Long đế đều có loại vạn kiếm xuyên tâm cảm giác. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Long đế từ trước tới nay lần đầu, biến đến ngưng trọng dị thường lên. Người này, không dễ chọc, giống như đến từ thượng cổ cường giả. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, tại một chuỗi dài to lớn bạo hưởng bên trong, còn lại các ngõ ngách, cũng ào ào dơ lên cát bụi. Khí thế cường đại giống như vòi rồng giống như ùn ùn kéo đến, bao phủ thương khung. Trác Phàm dẫn theo những cái kia thừa thắng xông lên các tu giả, cũng là chợt bị cái này không gì sánh kịp khí thế cường đại làm cho khí tức trì trệ, lúc này dừng lại, trong mắt chỗ sâu chưa phát giác tản mát ra kinh hãi ánh sáng. Chờ hạt bụi rơi xuống, hết thảy lần nữa rõ ràng về sau, thu vào tất cả mọi người tầm mắt, lại là hoặc tuổi trẻ hoặc già nua 7 cái khí thế mãnh liệt cường giả, mỗi một cái đều là phong mang thầm liếm. Nhưng cũng tản ra cực kỳ khí tức nguy hiểm. Tựa như một thanh chứa ở phong cách cổ xưa trong vỏ kiếm danh kiếm, nhìn qua tựa hồ không có gì, nhưng là kiếm mang vừa lộ, tất nhiên sơn băng địa liệt, máu tươi 6 thước, giết người vực vô ảnh trong lúc vô hình. Chuẩn đế cảnh. Cảm thấy run lên, Trác Phàm sắc mặt không khỏi trầm xuống, dương mắt quét 7 người liếc một chút, càng là tay chân đều có chút phát lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thánh Sơn thế mà còn cất giấu 7 cái chuẩn đế cao thủ. Phải biết, đây chính là cùng Long đế một cái cấp bậc tồn tại, mặc dù cũng là thánh giả đỉnh phong tu vi, nhưng lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì những người này, đều là tại chính mình trên đường lớn lĩnh ngộ đỉnh phong tồn tại, vận dụng lên lực lượng đến, tự nhiên cùng bình thường thánh giả đỉnh phong không thể so sánh nổi. Chỉ là lúc trước ấn Long đế nói, thất thánh sơn hẳn không có dạng này tồn tại a. Hắn cũng đi qua đệ lục thánh sơn, cũng không có gặp phải dạng này cao thủ. Nếu không mà nói, cái kia Long tức đan có thể sẽ không dễ dàng ném ra. Có thể là vì sao tại thời khắc mấu chốt này, Thánh Sơn lại vẫn cứ chạy ra 7 cái chuẩn đế đến đâu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, Trác Phàm nội tâm lúc này do dự lên,
còn lại những cái kia mọi người gặp này, cũng là từng cái đứng lặng tại chỗ, không dám lên trước một bước. Trước mặt bảy người này tựa hồ rất lợi hại, không phải dễ trêu tồn tại a, còn những long tộc kia cùng linh thú nhóm, thì càng là trời sinh cảm giác, tiên đoán được bảy người không giống bình thường, cũng tất cả đều dừng lại, không muốn tiến lên. Chỉ một thoáng, cơ hồ là nghiêng về một bên liên hợp đại quân, chính tại truy đuổi tan tác Thánh Sơn đệ tử, lại là chợt bị bảy cái thần bí khó lường cao thủ ngăn lại đường đi, dọa đến không nhúc nhích, cứng tại nguyên chỗ. Những cái kia bị thua các đệ tử nghe phía sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn một chút, cũng là có chút sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. À, mình Thánh Sơn còn cất giấu dạng này cao thủ à, chúng ta làm sao không biết. Bỗng dưng, những người kia cũng không chạy, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mặt này quỷ dị tràng cảnh, chậm đợi tình thế phát triển. Lão cha, mấy người này khí tức có chút quen thuộc. Lúc này, Kiếm Đồng lặng lẽ tới gần Trác Phàm bên người, nhẹ giọng lầm bầm. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tỉ mỉ dò xét, cũng là đạm mạc gật gật đầu, không sai, xác thực quen thuộc, tựa như là năm thanh kiếm thần khí tức. Chợt, Đan Thanh Sinh, Mộ Dung Liệt mấy người cũng tiếp cận đến, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, chúng ta đều là lấy thần kiếm ngộ đạo tu luyện, quen thuộc nhất dạng này khí tức. Kình Thiên, Trùng Thiên, Phong Thiên, Bá Thiên, Phần Thiên, tại trong bảy người này, tựa hồ cũng đến đông đủ. Chỉ là so với chúng ta, bọn họ tựa hồ càng sâu một tầng. Không phải tu vi, mà chính là một vốn một lời thân kiếm nói lĩnh ngộ. Bình tĩnh gật gật đầu, Kiếm Đồng cũng lập tức nói theo, không tệ, bằng vào ta ngũ kiếm hợp nhất cảm giác đến xem, bọn họ một vốn một lời thân kiếm nói trưởng khống, cảnh giới nhập hóa, khó trách đạt tới chuẩn đế thực lực. Tuy nhiên ta diệt thế kiếm đạo đạt tới chuẩn đế tu vi, cũng có thể cùng nhất chiến, đáng tiếc hiện tại còn không phải lúc. Lão cha, chúng ta muốn hay không rút lui trước lại nói. Mấu chốt là, bây giờ không phải là chúng ta quyết định có rút lui hay không. Ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Trác Phàm chăm chú nhìn đối diện bảy người không thả, Kiếm Đồng bọn người nghe đến, trầm ngâm một chút, không sai gật đầu, cảm thấy chưa phát giác ai thán một tiếng. Không sai, phải chăng ngưng chiến, đều là cường giả nói tính toán. Nếu nói lúc trước bọn họ liên quân còn có thể chi phối chiến thế phát triển, như vậy hiện tại cái này bảy cái chuẩn đế xuất hiện về sau, thì cái gì đều không phải do bọn họ. Chỉ là không biết, cái này bảy cái chuẩn đế phải chăng Thánh Sơn người, cản tại trước mặt bọn hắn, lại là ý muốn như thế nào. Giúp Thánh Sơn, vẫn là nói, phe thứ ba cắm vào. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Oanh! Bỗng nhiên, đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời phát ra, một nói bóng người to lớn bay ngược lấy từ không trung rơi xuống, lúc này đập xuống đất, dẫn tới một mảnh thanh thế to lớn. Đợi định thần nhìn lại lúc, tất cả mọi người lại là chưa phát giác cùng nhau giật mình. Người này không là người khác, đúng là bọn họ nơi này cao thủ mạnh nhất, Long Đế không thể nghi ngờ. Thế nhưng là giờ này khắc này, Long Đế bộ dáng lại là có chút chật vật, lung lay cự đại long đầu đứng lên, trên thân đã là nhiều chỗ bị thương. Quen biết Kiếm Đạo Trác Phàm bọn người thấy một lần, lập tức liền nhận ra, cái kia vết thương không phải hắn vật gây thương tích, mà chính là sắc bén nhất kiếm ngân. Hưu, một đạo tiếng xé gió lần nữa truyền ra, một cái tóc đỏ râu quai nón lão giả rơi xuống mọi người tại đây trước mặt. Trác Phàm bọn người gặp, cảm thấy chưa phát giác lần nữa trầm xuống. Đáng chết, lại là một cái chuẩn đế. Mà cùng lúc đó, cái kia vừa mới còn tại chạy trối chết sáu vị sơn chủ, cũng rất là vui vẻ địa cản trở về, nụ cười trên mặt đều sắp biến thành một đóa sô cúc. Hiện tại bọn hắn đã nhìn ra, những thứ này chuẩn đế cao thủ cũng là đến giúp bọn hắn. Thật không biết bọn họ bình thường làm cái nào chuyện tốt, thiêu nhiều ít cao hương, như thế nguy nan trước mắt, thế mà còn có thể trên trời rơi xuống dạng này tuyệt thế cao thủ tương trợ, thật sự là tích tám đời phúc a, ha ha ha. Giống, gầm lên giận dữ, Long Đế hung tợn nhìn về phía cái kia lão già tóc đỏ, quát, ngươi là ai, vì sao muốn giúp cái này sáu cái lão gia hỏa. Không để ý tới hắn, cái kia lão già tóc đỏ nhấc dương mắt, từ chối cho ý kiến. Cùng còn lại thất cao thủ song song đứng chung một chỗ, giống như người gỗ giống như, xếp thành một hàng, cản tại mọi người trước người, nhưng cũng không nói một lời. Coi thường, trần trụi coi thường. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy hồ nghi, con người hai bên đi loanh quanh, suy nghĩ giải quyết con đường. Rất hiển nhiên, lấy tám người này trước mắt bộ dáng đến xem,
cũng không phải là muốn đối địch với bọn hắn, chỉ là không muốn bọn họ đang đuổi giết Thánh Sơn người thôi. Nói như thế, toàn thân bọn họ trở ra cũng là có khả năng. Dù sao, ai cũng không muốn cùng tám cái chuẩn đế đọ sức. Ách, Long Đế đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có phải cái kia. Không quản các ngươi là ai, Long tộc cùng Thánh Sơn ân oán, hôm nay nhất định phải, cái kia sáu cái lão đầu phải chết. Thế mà, Trác Phàm thuyết phục ngữ điệu còn chưa nói xong, Long Đế đã là nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này phi thân lên, hướng tám người phóng đi, Long tộc con cháu nghe ta hiệu lệnh, xé nát bọn họ, ai cản ta thì phải chết. Long Đế, không muốn. Trác Phàm giống to, nhưng là đã ngăn cản không hắn. Cái kia lão già tóc đỏ dương mắt nhẹ nhàng nhìn xem hướng bọn họ vào tới bóng người to lớn, cùng còn lại bảy người liếc nhau, bọn họ đều là một dạng lạnh nhạt, không có một tia biểu lộ có thể nói. Nhưng là sau một khắc, bọn họ lại là đồng loạt ra tay. Nhưng gặp từng đạo to lớn thánh thân bỗng dưng phát lên, mỗi một cái cự thân trong tay đều cầm lấy một thanh dị dạng trường kiếm, hoặc liệt diễm thiêu đốt, hoặc lạnh lẽo thấu xương, cái kia lão già tóc đỏ cự thân trong tay, càng là một mảnh hồng mang chói mắt, lưỡi kiếm phong minh, chấn động đến toàn bộ thương khung đều đang chấn động. Sau đó, lóe lên một cái, tại Long Đế cái kia thật không thể tin trong ánh mắt, tám nói bóng người to lớn đúng là cùng nhau đi vào bên cạnh hắn, đem hắn bao bọc vây quanh, sắc bén kiếm mang giống như thiểm điện vạch một cái mà qua. Phốc phốc phốc, to lớn Long chảo hơi khẽ run run, Long Đế to lớn trong mắt hung hăng lay động, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng không kịp động một cái, chỉ nghe từng đạo trầm đục phát ra, đỏ tươi dòng máu đã là đột ngột được từ hắn toàn thân cao thấp mãnh liệt phun ra. Ngay sau đó, soạt một tiếng, Long Đế toàn bộ thân rồng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, biến thành từng đạo cục máu. Chỉ bất quá có huyết nhục đã đông thành băng xương, có liền dòng máu đều không có, chỉ có cái kia một mảnh cháy đen, dẫn vào nhìn chăm chú. Nhìn lấy đây hết thảy, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng ngăn không được hít vào lấy hơi lạnh. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là Long Đế A, trong Long tộc mạnh nhất chuẩn đế cao thủ, thế mà người khác miểu sát. Chỉ có Trác Phàm, sớm đã ngờ tới kết cục này, một trái tim lần nữa trầm xuống. Long Đế mặc dù là chuẩn đế, nhưng tám người kia cũng là như thế thực lực A. Giống nhau thực lực, lấy một địch tám, vốn chính là nguy hiểm nhất sự tình. Hắn thấy, Long Đế nguyên bản khả năng muốn lấy nhân số thủ thắng, nhưng cũng tiếc hắn nhìn sai tám người này. Bọn họ không phải phổ thông chuẩn đế, mà chính là từ năm thanh thánh binh lĩnh hội tu luyện thành chuẩn đế. Nói cho cùng, thì cùng Thánh Sơn đệ tử bọn họ là kiếm đế tay đem tay mang ra, há có thể giống nhau mà nói. Sau đó, ngay trong sát na này công phu, Long Đế bị phút chốc xử lý. Rắn không đầu không được, Long Đế vừa chết, Long tộc còn lại người cũng là đám người ô hợp, rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Bá bá bá, giơ tay chém xuống về sau, tám người rất gọn gàng địa lần nữa rơi xuống mọi người trước người, thu hồi thánh thân, dường như cái gì cũng không làm giống như, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đan Thanh Sinh tại ở một lúc về sau, vừa nhìn về phía Trác Phàm, gật đầu ra hiệu, quả nhiên là năm loại kiếm đạo. Đúng vậy a, năm loại kiếm đạo cực hạn, thở ra một hơi thật dài, Trác Phàm chưa phát giác than nhẹ, nếu là bất bại kiếm tôn đi tới nơi này, đoán chừng tu luyện tới cực hạn, cũng là như vậy bộ dáng đi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à a, tám cái bất bại kiếm tôn chặn đường, thật khiến cho người ta nhức cả trứng. Còn lại Lạc Gia mọi người nghe, cũng là càng không ngừng gật đầu, rất tán thành. Năm đó ở Phàm Giai, một cái bất bại kiếm tôn liền đã vô địch thiên hạ, hiện tại ngược lại tốt, đi ra tám cái. Tuy nhiên nơi này là thánh vực, nhưng bất bại kiếm tôn, vẫn là bất bại kiếm tôn. Bọn họ có thể khẳng định, thì coi như bọn họ cũng tu luyện tới chuẩn đế thực lực, cũng chưa chắc có tám người này cường hãn, đây chính là yêu nghiệt cùng thiên tài khác nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ chỉ là thiên tài, mà tám người này, lại là giống như bất bại kiếm tôn, mấy trăm ngàn năm đều không ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không phải bọn họ có thể so sánh với tồn tại. Dù sao, sự thật bày ở trước mắt, đồng dạng kiếm đạo, người khác nhau tu luyện, thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Nghĩ tới đây, Đan Thanh Sinh bọn người lại nhìn tám người liếc một chút, đều là nhìn không được nắm lại quyền đầu. Cái này tám cái là mình chỗ tu kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, cũng là bọn hắn nhất định phải siêu việt mục tiêu. Tính, giống như chết tính. Mọi người đều một mặt giật mình lo lắng mà nhìn trước mắt tràng cảnh,
đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đường đường Long Đế, thế mà chết thê thảm như thế, liền cái kia thế gian lớn nhất thân thể cường hãn đều không phải là bọn họ kiếm chiêu tiếp theo chi địch. Riêng là những long tộc kia con cháu, càng là hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong mắt lửa giận đã cháy hừng hực. Chỉ có Thánh Sơn Hạ Vân Sơn những lão đầu tử kia, nhìn thấy như thế nghịch chuyển tình cảnh, chưa phát giác nhất thời vui mừng quá đỗi. Bọn họ là vạn không nghĩ tới a, đại nạn lâm đầu, thế mà còn có dạng này cao thủ từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bọn họ ở trong cơn nguy khốn, thật sự là trời có mắt mà nhìn a, tổ tông che chở a. Kết quả là, mấy cái lão đầu rất là vui vẻ địa tiếp cận đi, một mặt sùng bái địa ôm lấy quyền đạo, không biết chư vị tiền bối cao tính đại danh. Hôm nay xuất thủ cứu giúp ta Thánh Sơn chi tình, đám người lão phu vô cùng cảm kích. Đồ hỗn trướng, các ngươi dám hại chết chúng ta Long Đế đại nhân, chúng ta Long tộc con cháu sẽ không bỏ qua các ngươi, toàn diện để mạng lại. Thế mà, còn không đợi bọn hắn tiếng nói kết thúc, một tiếng hét to đã là đột ngột đến từ trong đám người khàn giọng liệt phế mà giống lên ra, tràn đầy kích động oán giận. Sau một khắc, nhưng nghe từng đạo long ngâm gào rú không ngừng, chúng long tộc con cháu đã là lần nữa hóa thành 100 trượng cự long, hàng trăm hàng ngàn hướng tám người kia dũng mãnh lao tới. Một mảnh đen kịt, khí thế mãnh liệt, rất nhiều đem trước mặt tất cả mọi thứ vỡ nát thành cặn bã xu thế. Thế nhưng là tám người kia gặp này, lại là vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cái này khí thế bằng bạc, sắc mặt không buồn không vui, cùng lúc trước bình thản cực kỳ. Thậm chí, hoàn toàn không nhìn những thứ này cự long phẫn nộ, liền xuất thủ ý tứ đều không có. Có ỷ lại, không sợ gì. Mí mắt chưa phát giác nhẹ nhàng run run, Trác Phàm cảm thấy chấn động, vội vàng kêu to, dừng tay, cho ta toàn dừng lại, nơi này có kỳ quặc. Đáng tiếc, Long Đế chết thảm đã kích thích những thứ này dã thú cuồng tính, đối với Trác Phàm khuyên can, lại là rốt cuộc nghe không vô một câu. Cái kia thân thể khổng lồ, vung vẩy lấy sắc bén cái đuôi lớn, song đồng tản ra khát máu màu sắc, một đi không trở lại. Oanh! Bỗng nhiên, trên 9 tầng trời, một đạo kiếm cương bỗng nhiên nện xuống, chớp mắt là tới. Cái kia cuồng bạo long tộc đại quân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã tại một tiếng chấn thiên hoàn toàn tiếng vang bên trong, vỡ nát tan tành thành cặn bã, cuồn cuộn máu tươi, phảng phất lạc vũ giống như vung vãi một mảnh. Phân mảnh thân rồng, trong nháy mắt, liền như mưa đá đồng dạng tung tóe bắn đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, khó có thể tính toán. Mà lại, cái kia rớt xuống thân rồng cặn bã còn 10 phần nhỏ vụn, đại thể lớn chừng ngón cái. Phải biết, đây chính là chiều cao 100 trượng cự long, một kiếm phía dưới, thế mà toái thi đến tình trạng như thế, cái kia uy lực này. Da mặt ngăn không được hung hăng run run, Trác Phàm bọn người nhìn lấy đây hết thảy, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người sắc mặt đều dọa đến trắng bệch, lại anh hùng hảo hán, thân thể cũng bắt đầu không tự giác địa run rẩy lên. Cho dù là Thánh Sơn những người kia, cũng là cả kinh miệng đều nhanh rơi xuống. Dù nói thế nào, đó cũng là mấy ngàn điều cự long, sát cái kia công phu, vỡ thành cảnh tượng như vậy, thực lực này. Cứng ngắc đầu, theo cái kia toái thi rơi xuống, tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn lại, lại chính gặp một cái trung niên đại hán, mặt như kiếm tước địa chậm rãi rơi xuống, chỉ là hắn cánh tay trái vắng vẻ, lại là cái cụt một tay người. Mà nhìn thấy hắn rơi xuống, lúc trước cái kia tám vị chuẩn đế, cũng là cùng nhau cúi đầu thân thể, trở nên rất là cung kính, lại không là lúc trước mặt không biểu tình. Lại là một cái chuẩn đế. Song đồng hơi hơi co lại, Trác Phàm nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt trở thành nặng nề, mà lại so với cái kia tám cái đến, cái này chuẩn đế càng đáng sợ nhiều lắm. Thậm chí, tám người kia cùng hắn đều là cách nhau một trời một vực, khó có thể với tới. Trong lòng cả kinh, Đan Thanh Sinh lại nhìn về phía cái kia cụt một tay đại hán, trong lòng dè chừng sợ hãi càng làm sâu sắc nặng. Tám người kia đã là bất bại kiếm tôn cấp bậc cao thủ. Cái này cụt một tay người thế mà còn mạnh hơn bọn họ được nhiều, vậy hắn lại là như thế nào yêu nghiệt a? Mà lại, cùng tám người kia khác biệt, hắn kiếm đạo không phải ngũ đại kiếm đạo một trong, nhưng là trong cõi u minh tựa hồ lại cùng bọn hắn kiếm đạo không có sai biệt, có chút quan hệ, điều này không khỏi làm Đan Thanh Sinh bọn người càng thêm trịnh trọng lên, suy nghĩ lấy người này đường đi. Kiếm đồng tại chăm chú nhìn người kia sau một hồi, tiến đến Trác Phàm bên cạnh nói, phụ thân. Cái này nhân khí khí tức, so với tám người kia đến, ta tựa hồ quen thuộc hơn được nhiều. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác,
là tám người kia khí tức quen thuộc hơn đâu. Nghi mắt lắc một cái, Trác Phàm lầm bầm, dù sao bọn họ đều là ngũ đại kiếm đạo truyền thừa, nhưng người này giống như giống lại như không giống, tựa hồ có chút ngọn nguồn, nhưng lại hoàn toàn không phải. Ách! Chợt, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt chỗ sâu, nhiều rất nhiều tính toán cùng nặng nề. Không thể nào, còn là đụng phải a, vẫn là ta nhạy cảm. Tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm người kia thân hình rơi xuống, hoặc kinh dị, hoặc e ngại, hoặc vui sướng, hoặc phẫn hận, không hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn không có để ý chúng người ánh mắt, cái kia trong mắt người giếng cổ không gợn sóng, phảng phất lỗ trống, lạnh lùng quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút về sau, đạm mạc mở miệng, không cần đánh, song phương ngưng chiến. Lời vừa nói ra, song phương lẫn nhau nhìn một chút, đều là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Hạ Vân Sơn bọn họ là may mắn rốt cục có người ra mặt, giúp bọn hắn Thánh Sơn vượt qua một kiếp, nếu không mà nói, bọn họ Thánh Sơn không phải bị người ta chém tận giết tuyệt không thể. Trác Phàm thì là cảm khái, còn tốt những người này là tới khuyên khung, tạm thời trung lập, cũng không phải tới giúp Thánh Sơn đánh nhau. Không phải vậy thì mấy cái này hung thần ác sát xuất thủ, đoán chừng bọn họ người lại nhiều cũng phải chết thảm trọng. Cái kia tám cái bất bại kiếm tôn trước không đề cập tới, thì cái này so tám người kia càng mạnh quái vật, càng làm cho người đau đầu nhân vật. Bây giờ có thể không chiến, không thể tốt hơn, chỉ là Long Đế, lại là bị chết có chút oan. Đến mức ngày sau dự định, vẫn là trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Thế nhưng là, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, thiên hạ hai bước sung sướng nhiều. Bây giờ thật vất vả song phương đều cảm giác trốn qua một kiếp may mắn, lại vẫn cứ có người không biết thời thế, ngược gây án. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta cũng đã gần đem Thánh Sơn cầm xuống, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, dựa vào cái gì? Người rồng liên quân bên trong, phát ra một đạo không hài hòa thanh âm. Trác Phàm nghe đến, nhất thời trong mắt chừng một cái, quay đầu nhìn lại, đã thấy đó là cái hoàng vực vừa đưa tới hoàng giai cường giả, ngày bình thường cũng coi như nhất phương hào cường, phách lối quen. Hiện tại thấy đối phương bất quá chỉ là 9 người mà thôi, chính mình cái này mấy triệu cường giả tụ tập, có gì có thể sợ. Hắn nhưng là vì đến đoạt Thánh Sơn bảo vật, người không cho đánh, hắn đoạt ai đi. Hoàn toàn minh bạch những thứ này kẻ đầu cơ tâm tư, Trác Phàm thật hận không thể có loại bóp chết bọn họ xúc động. Người ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta mạnh hơn ta, người ta hảo ngôn khuyên bảo, mình đương nhiên không thể lại tùy hứng, khác đến lúc đó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một mình ngươi muốn chết không tính, còn liên lụy tất cả mọi người. Lại nói, đánh Thánh Sơn theo ngươi có dám quan hệ a? Bằng ngươi cái kia chút thực lực, xông pha chiến đấu cũng không phải là ngươi. Ngươi tới, cho ta đem hắn lôi đi, chôn sống, đừng để ta gặp lại hắn. Trác Phàm hướng về phía người kia gào thét lên tiếng. Lập tức liền có Lạc gia đệ tử tiến lên, trong nháy mắt phong hắn tu vi, như kéo chết như heo kéo đi. Chỉ là người kia vẫn không rõ chính mình phạm cái gì sai, vẫn như cũ đại hống đại khiếu, chờ một chút, Trác quản gia, ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngài, ngài muốn đối với ta như vậy. Liền sai ở đâu cũng không biết, càng là chết chưa hết tội, khác lưu cho ta hắn toàn thây, thiêu hắn. Vâng, cái kia hai cái Lạc gia con cháu cùng nhau hét lớn. Trên mặt một trận lạnh lùng, còn cái kia phách lối tiểu tử, lại là nhanh muốn khóc lên, đồng thời trong đầu vẫn như cũ một đống dấu chấm hỏi, ta chỗ nào sai đâu. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cái kia cụt một tay nam nhân khóe miệng khó được địa xẹt qua một đạo mỉm cười, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, riêng là Trác Phàm nói, tại hạ kiếm tâm, thủy kính tiên sinh cận thị, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái gì, thủy kính tiên sinh? Không khỏi giật mình. Thánh Sơn các lão đầu tử cùng Trác Phàm cùng nhau đại hô ra tiếng, một trái tim ngăn không được run run. Có thể là người khác nghe đến cái tên này, lại là một mặt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không hiểu giống như. Thủy Kính tiên sinh, đây là người nào, thánh vực cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a? Làm sao, hắn thế lực rất lớn sao? Tất cả mọi người tất tất dẫn dẫn địa thảo luận, đối với 9 người kia chỉ trỏ, tuy nhiên bọn họ không phải Thủy Kính là thần thánh phương nào. Nhưng nhìn hắn thủ hạ liền đã minh bạch, đây tuyệt đối là cái nhân vật nghiêu bức. Hạ Vân Sơn bọn người suy nghĩ một chút về sau, càng là đi vào kiếm tâm bên người, cung cung kính kính bái hạ đến, làm phiền Thủy Kính tiên sinh xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, ta Lục Thánh núi vô cùng cảm kích.
ngày sau như có sai khiến, muôn lần chết không từ. Không có trả lời hắn, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều không có, Kiếm Tâm chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Ách, Trác quản gia, ngài nhận biết Thủy Kính người này sao? Một phương diện khác, Đan Thanh Sinh nhìn thấy Trác Phàm khuôn mặt cùng bọn người người mê mang hình thành so sánh rõ ràng, không khỏi thăm thẳm hỏi, ta gặp những thứ này thánh vực tiền bối cao thủ nhóm, tựa hồ đối với người này rất lạ lẫm a. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đôi mắt khẽ híp một cái, tựa hồ rơi vào nhớ lại, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, Thủy Kính tiên sinh đại danh tại thánh vực cơ hồ không có ai biết, đại khái là không cược danh lợi ẩn thế cao thủ đi. Vậy ngài là như thế nào biết được đâu? Ta há có thể không biết. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, dù sao, hắn cũng coi như ta nửa cái lão sư. Cái gì? Không khỏi giật mình, Đan Thanh Sinh bọn người cùng nhau lên tiếng, Trác quản gia lão sư. Một cái lảo đảo, cái kia đang cùng Kiếm Tâm A Dua nỉnh hót địa Hạ Vân Sơn bọn người, đột nhiên nghe đến cái này âm thanh kêu gọi, kém chút dọa đến không có ngã nhào một cái lấy xuống đi, đụng cái đầu rơi máu chảy. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, tràn đầy vẻ không thể tin được. Thủy Kính tiên sinh là Trác Phàm lão sư, cái kia những cao thủ này tới đây là giúp hắn, vẫn là giúp chúng ta Thánh Sơn A. Muốn là giúp tiểu tử kia, chúng ta nhưng là càng không đường sống A. Dọa đến sắp khóc đi ra, Hạ Vân Sơn sáu người tại Trác Phàm cùng Kiếm Tâm hai người trước người vừa đi vừa về băn khoăn, muốn tìm được đáp án. Thế nhưng là, Kiếm Tâm lại là cười nhạt không nói, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Điều này không khỏi làm cái kia sáu cái lão đầu càng là lo sợ, một trái tim đều chăm chú nắm chặt lên. Ta nói Thủy Kính tiên sinh, 1000 vạn năm trước thù ngài còn như thế canh cánh trong lòng a. Trước cho chúng ta hy vọng, lại cho chúng ta tuyệt vọng, không mang theo chơi như vậy a. Đồng dạng tại giữa hai người trên mặt nhìn xem, lại là vẫn như cũ nhìn không ra cái nguyên do về sau. Đan Thanh Sinh vội vàng nhẹ giọng hỏi, Trác quản gia, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nếu là cái này Thủy Kính tiên sinh là ngươi lão sư, chính là mình người đi. Vậy cũng chưa chắc. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm lẩm bẩm nói, thật nói là lão sư, cũng bất quá là ta trong lòng mình cho rằng như vậy thôi, cũng không có song phương tránh thức nhận có thể qua. Mà lại khi đó cũng bất quá nói chuyện phiếm, cũng không chính thức truyền thụ, vô danh cũng không phần, cho nên ta nói là nửa cái lão sư. Càng nghe càng hồ đồ, Đan Thanh Sinh vội vàng nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trác quản gia ngài nhưng muốn nói minh bạch, bởi vì nước này kính thủ hạ đều quá mức cường hãn, cùng bọn hắn liên hệ, chúng ta về sau thái độ có thể phi thường trọng yếu. Thực cùng người xa lạ cũng không có gì khác biệt, các ngươi tốt nhất vẫn là cùng bọn hắn kính sợ tránh xa đi. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm không khỏi thở sâu, lại nói cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước tình. Lúc đó ta vẫn là thần chiếu cảnh tu vi, tại thánh vực cơ bản cũng là con kiến hôi. Thế nhưng là tuổi trẻ khí thịnh, gây không ít kẻ thù, thân chịu trọng thương, sau cùng gặp rủi ro đến Kính Nguyệt tiểu trúc, bị Thủy Kính tiên sinh cứu, dưỡng thương nửa vầng trăng. Tại cái kia đoạn thời kỳ, Thủy Kính tiên sinh cùng ta đánh đàn đánh cờ, tâm tình ma đạo tâm đắc. Khi đó ta mới chính thức đối ma đạo có chút hiểu biết, tùy ma nhập đạo, bắt đầu tránh thức ngộ đạo, mà không phải đơn giản phá phách cướp bóc thiêu. Có thể nói, nếu là không có cái kia nửa vầng trăng tâm sự, thì không có hiện tại Trác Phàm, đoán chừng ta cùng ma sách bốn quỷ một dạng, chính cướp bóc đốt giết đâu. Không sai gật đầu, Đan Thanh Sinh mọi người rõ ràng, thì ra là thế, Trác quản gia cùng Thủy Kính tiên sinh cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên mới xưng là nửa cái lão sư đi. Đó cũng không phải, lúc đó ta bất quá mới ra đời thằng nhãi con, cái nào có tư cách cùng Thủy Kính tiên sinh luận đạo xưng bạn. Chỉ là một mực lắng nghe hắn răn dạy thôi, nếu nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, cuối cùng vẫn là cùng viên lão quan hệ càng dán gần một chút. Dù sao khi đó, hai người chúng ta đối ma đạo tâm đắc, cũng có thể trao đổi lẫn nhau một hai. Nhưng ở Thủy Kính tiên sinh chỗ đó, ta lại còn không có chính ta đạo, chỉ có thể lắng nghe, không có cãi lại lý lẽ. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm dương mắt nhìn về phía bọn họ lời nói, có lẽ các ngươi không biết. Ta sở dĩ gọi hắn là lão sư, là bởi vì tại cái kia trong nửa tháng, hắn dạy dỗ ta cái gì là ngang dọc âm dương chi đạo, cũng chính là tâm đạo mưu lược, quan sát cục diện thế. Hắn nói tiểu ma đều là pháo hôi, không thành tài được. Nếu muốn trở thành sự thật ma, tất yếu biết rõ nhân tâm chi ma, lấy ma khống tâm, thong dong tự tại. Đến tận đây,
ta mở ra chính mình ma đạo, cho nên hắn xem như ta nhập môn ân sư, nhưng hắn nhưng lại không thế nào nhìn kỹ ma đạo, cho nên cũng không thể tính toán người trong đồng đạo, coi như nửa cái lão sư đi. Không sai gật đầu, Đan Thanh Sinh mọi người rõ ràng, cái kia sau đó thì sao? Về sau ta thương thế khỏi hẳn, liền rời đi chỗ đó. Đợi ta thành bát hoàng đứng đầu, muốn lần nữa bái phỏng Thủy Kính tiên sinh, cảm tạ đề điểm lúc, lại cũng tìm không được nữa cái chỗ kia. Trong mắt chưa phát giác sinh ra một chút giật mình lo lắng đến, Trác Phàm sâu xa nói, có rất nhiều lần, ta đều muốn vậy có phải hay không một giấc mộng, trên đời căn bản không có cái gì Kính Nguyệt tiểu trúc, cũng không có Thủy Kính tiên sinh. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi thứ đều là thật. Mà lại không phải ta đi tìm hắn, là hắn tìm tới ta, tránh cũng tránh không rơi. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, đột nhiên nhìn về phía Kiếm Tâm chỗ đó. Kiếm Tâm cũng là chăm chú nhìn hắn, tựa hồ sớm có chủ ý giống như, lộ ra mê đồng dạng nụ cười, Trác Phàm, Thủy Kính tiên sinh muốn gặp ngươi, chỗ cũ. Biết, bình tĩnh gật gật đầu, trên mặt lại trở nên ngưng trọng xuống tới. Quay đầu hướng mọi người dặn dò, ta hiện tại đi gặp cái kia nửa cái lão sư, nếu là không có trở về lời nói, các ngươi liền mang theo Lạc gia lập tức ở ẩn, không muốn lại tham dự thánh vực bất luận cái gì phân tranh. Mi mắt lắc một cái, Đan Thanh Sinh cả kinh nói, thế nào, ngươi cảm thấy đi gặp cái kia Thủy Kính gặp nguy hiểm. Ai biết được, hết thảy gặp rồi nói sau. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm không nói gì nữa, liền đạp chân xuống, trong nháy mắt bay về phía không trung. Hướng về trong trí nhớ cái hướng kia bay đi. Kiếm Đồng gặp, cũng là lập tức đuổi theo, nhưng là còn không đợi bay bao xa, một đạo to lớn thân hình đã là đột ngột đến cản ở trước mặt hắn, dương mắt xem xét, lại chính là Kiếm Tâm không thể nghi ngờ. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Kiếm Đồng không khỏi lui về phía sau hai bước, cảm thấy không lý do địa phát lên một tia e ngại. Mà lại, đây không phải từ thực lực áp chế, mà chính là trời sinh. Tựa hồ trước mặt nam nhân này, trời sinh chính là hắn kẻ thù, để hắn không dám tùy tiện chống đỡ. Thật sâu liếc hắn một cái, Kiếm Tâm lại là lộ ra một tia mỉm cười, người đi cũng vô dụng, Thủy Kính tiên sinh muốn gặp người, vô luận là ở đâu bên trong đều gặp được, hắn không muốn gặp, coi như ngươi đến bên cạnh hắn, cũng không gặp được hắn. Ta là lão cha bội kiếm, cùng hắn một tấc cũng không rời. Ánh mắt nhất định, Kiếm Đồng mười phần kiên quyết. Hơi hơi gật gật đầu, Kiếm Tâm tán thưởng nói, cũng vậy. Ta cũng là Thủy Kính tiên sinh bội kiếm, nhưng ta không biết thủ tại tiên sinh bên cạnh, bởi vì không cần thiết, ta chỉ cần hướng về phía trước giết địch là được. Nhìn chằm chằm hắn, Kiếm Đồng song quyền hung hăng nắm nắm, nhưng cũng không dám động. Người này quen thuộc mà lại nguy hiểm, khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại là hắn trước đây chưa từng gặp đối thủ. Trong lúc rảnh rỗi, hai chúng ta đem bội kiếm nói chuyện đi. Nhìn lấy đứa nhỏ này cảnh giác ánh mắt. Kiếm Tâm khó được lộ ra thoải mái nụ cười, thản nhiên nói, có lẽ Thủy Kính tiên sinh đối ngươi có hứng thú, sẽ để cho ngươi trở lại Trác Phàm bên người. Vừa dứt lời, Kiếm Tâm đã xoay người một cái, siêu một chút, bay đi. Kiếm Đồng liếc hắn một cái, cũng là theo chân dậm chân một cái, vội vã đuổi theo. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ có đối chiến song phương còn có cái kia tám cái tuyệt thế cao thủ ở chỗ này, dương mắt lạnh lẽo bọn họ không thả. Hạ Vân Sơn do dự nửa ngày, nhìn về phía bọn họ cười khan nói, vừa mới Thủy Kính tiên sinh tìm Trác Phàm trò chuyện, không biết nói những gì. Ha ha ha, Kiếm Tâm đại nhân cũng đem cái kia thằng nhóc con mang đi, cái kia chư vị đại nhân các ngươi muốn. Toàn bộ hồi Thánh Sơn đại sảnh tập hợp. Bỗng nhiên hơi vung tay, cái kia lão già tóc đỏ rốt cục nói chuyện, còn lại thất vị cao thủ, cũng không còn như lúc trước như thế không nhúc nhích, ngược lại lộ ra lạnh lẽo ánh mắt. Điều khiển một đám Thánh Sơn cao thủ tụ tập cùng một chỗ, hướng một chỗ đi đến, không biết muốn làm gì. Nhất thời không rõ ràng cho lắm, Hạ Vân Sơn bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, liền chỉ có thể mặc cho những cao thủ này xua đuổi, hướng về trên núi tiến lên, ai bảo bọn họ đánh không lại những thứ này hung thần ác sát đâu. Chỉ có thể phục tùng, miễn cho chọc giận bọn họ. Đan Thanh Sinh mọi người, suy nghĩ một chút về sau, thì là dựa theo Trác Phàm nhắc nhở. Đem Lạc gia cùng liên hợp đại quân tất cả đều mang về, yên lặng chờ tin tức. Chỉ là thỉnh thoảng, trong lòng bọn họ vẫn là tràn ngập tâm thần bất định. Dù sao ấn Trác Phàm mưu tính sâu xa, còn chưa từng như hôm nay lưu lại giống như di ngôn lời nói. Có thể thấy được ở đáy lòng hắn chỗ sâu, đã đối Thủy Kính lần này mời, đáp lại xấu nhất dự định.
Riêng là theo Trác Phàm nói, Thủy Kính còn là hắn nhập môn ân sư, điều này càng làm cho mọi người lo lắng. Trước kia Trác Phàm đối thủ, đều là Trác Phàm có thể nhanh chuẩn hung ác cầm chắc lấy người, nhưng lần này đối mặt lại là hắn người dẫn đường, cái này không thể không khiến mọi người đối với hắn chuyến này tràn ngập lo lắng. Hy vọng là Trác quản gia lo ngại, cái này Thủy Kính tiên sinh cũng không có ác ý a, ai. Ngửa mặt lên trời thở dài, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn người người nghe, cũng là một mặt ngưng trọng, thở dài không thôi. Một phương diện khác, bay vào núi non trùng điệp, lật qua nguy nga sơn mạch, Trác Phàm nương tựa theo ngày xưa trí nhớ, cuối cùng đi vào cái kia quen thuộc trong sơn cốc, nhìn thấy cái kia to lớn thác nước chảy xuống cảnh trí. Còn có một gian tinh xảo lầu các, yên tĩnh địa đứng sừng sững ở bên cạnh thác nước một bên, lộ ra có một phong vị khác. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm đôi mắt suýt híp mắt, khẽ gật đầu, rốt cuộc tìm được, cùng lúc trước một dạng, chỉ là vì sao lúc trước lại về tới đây, liền không tìm được đâu. Hiu! Một cái lắc mình, Trác Phàm xuất hiện tại lầu các trước, chỉnh một chút quần áo, hướng về lầu các cung kính ôm ôm quyền nói, Thủy Kính tiên sinh ở trên, vãn bối Trác Phàm, đáp ứng lời mời mà đến, còn mời thấy một lần. Trác Phàm! Thế mà, hắn vừa dứt lời. Một đạo quen thuộc thở nhẹ lại là đột ngột mà vang vọng bên tai, là như vậy êm tai. Trác Phàm cũng là sững sờ, kêu lên, Khuynh Thành. Đạp đạp đạp, một đường chạy chậm, chấn động đến lầu các két vang lên, Sở Khuynh Thành vội vã chạy ra đến, gặp thật sự là Trác Phàm đến, không khỏi đại hỉ, thả người nhảy một cái liền bổ nhào vào trước người hắn, ngươi là tới tìm ta à, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta không biết, ta là tới tìm Thủy Kính tiên sinh. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm ôm lấy Sở Khuynh Thành thân thể, đầy mặt ý mừng, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một hồi, không sai nói, thì ra là thế, lúc trước đem ngươi theo đệ lục thánh sơn mang đi, cũng là Thủy Kính tiên sinh. Mi mắt hơi nhíu nhăn, Sở Khuynh Thành lại là đầy mặt mê mang địa lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta tại đệ lục thánh sơn hôn mê về sau, tỉnh lại lần nữa, ngay ở chỗ này. Vậy liền khẳng định là Thủy Kính tiên sinh làm. Toàn bộ thánh vực có thể có như thế thông thiên chi năng, thì ta hiện nay gặp, chỉ có hắn. Chỉ là, hắn đưa ngươi mang đến là ý gì? Chẳng lẽ cũng thế? Hai con ngươi hơi hơi suýt híp mắt một chút, Trác Phàm suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía trong phòng nói, nơi này chỉ có ngươi một người à, Thủy Kính tiên sinh tại không ở bên trong. Hai gò má một đỏ, Sở Khuynh Thành giận dữ địa nguyết hắn một cái, ngươi nói cái gì đó, ta trong phòng sao có thể còn có khác nam nhân? Hừ! Ách không, ta không phải ý tứ này, Khuynh Thành. Ta nói là Thủy Kính tiên sinh, không ở nơi này. Không tại, hơn mấy tháng, trừ lần đầu tiên gặp qua hắn bên ngoài, về sau cũng không thấy hắn. Một mặt nghi ngờ suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành lầm bầm, sau đó chặn lại nói, Trác Phàm, chúng ta nhanh rời đi nơi này rất quỷ dị, mặc kệ theo phương hướng nào đều không thể rời bỏ nơi này, ngươi là làm sao tiến đến. Quỷ dị? Lông mày nhíu lại. Trác Phàm quay người lại nhìn đường đi, lại là chợt hoàn toàn biến dạng. Đồ vật hai bên, dường như đối xứng giống như, soi gương hoàn toàn giống như đúc. Lúc trước một đường bay tới, cái kia núi đá lởm chởm đường, thoáng cái không thấy. Huyễn cảnh sao? Trong miệng lầm bầm, Trác Phàm sắc mặt nhất định, mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm phạch một cái, sáng rực bốc cháy lên, làm cho toàn bộ không gian đều sinh ra vặn vẹo. Diệt thế lôi viêm đồng tử. Đốt cháy hết thảy, cho dù là huyễn cảnh, cũng có thể xuyên thủng, nhìn thấy thế giới bản chất chân tướng. Hô hô hô, màu đen liệt diễm tại trong hốc mắt một trận lao nhanh, phát ra chói tai gào thét, Trác Phàm hướng bốn phía xem một vòng, lại là không có cái gì tiến triển, lại thu hồi thần đồng. Sở Khuynh Thành ở một bên nhìn đến khẩn trương, thế nào, có thể phá kết giới này sao? Nếu như là kết giới lời nói, hẳn là có thể phá. Khẽ cau mày. Trác Phàm lại là nghi ngờ lắc lắc đầu, thế nhưng là ta nhìn cái này không giống kết giới, cũng không phải huyễn cảnh, nếu không ta lôi viêm nhất định có thể phân biệt chân tướng, xua tan hư vô. Sờ lên cằm, Sở Khuynh Thành lần nữa rơi vào do dự, vậy liền kỳ quái, thật chẳng lẽ gặp quỷ. Đúng, Khuynh Thành, Thủy Kính tiên sinh nhưng có nói qua với người cái gì không? Chợt, Trác Phàm hỏi lần nữa. Truyền cái đầu suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành bỗng dưng hai mắt tỏa sáng. Gật gật đầu, hắn giống như nói, hắn lấy đạo tâm thể, không có bố kết giới. Còn nói vây khốn ta là ta tâm, không phải hắn.
đem chính mình vây khốn. Khẽ cau mày, Trác Phàm vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, nhẹ giọng nỉ non, thế nhân tâm niệm tạp nặng, chỗ sâu mê mang mà không biết. Chỉ có bài trừ tạp niệm, tâm quy thiên chỗ, mới có thể đi ra mông lung, thấy rõ hết thảy, là vì không minh. Nói như thế, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, nhắm lại hai con ngươi, đứng lặng tại chỗ. Sở Khuynh Thành thì ở một bên nhìn lấy, không rõ ràng cho lắm. Ông! Bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhẹ phong minh vang vọng bên tai, Trác Phàm quanh người cũng là một đến phát lên nói đạo vô hình gợn sóng khuếch tán ra, phảng phất gợn sóng. Mà lại mỗi một đạo gợn sóng xẹt qua, toàn bộ thế giới đều dường như vặn vẹo một chút giống như. Cho dù là người thân thể, cũng tại hư huyễn địa dẫy giụa. Sở Khuynh Thành nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy một trận ngạc nhiên, thế nhưng là còn không đợi nàng tiếp tục xem tiếp, một cái bao quát bàn tay to đã là kéo nàng lại tay ngọc, cất bước liền đi. Một tiếng duyên dáng gọi to, Sở Khuynh Thành theo luồng sức mạnh lớn đó, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Thế nhưng là làm hắn đứng lên, nhìn về phía bốn phía hết thảy lúc, lại là càng thêm kinh dị. Nguyên lai lúc trước bọn họ chỗ tại sơn cốc kia không thấy, thác nước không thấy, liền cái kia lầu các cũng không thấy. Bọn họ nơi ở, chỉ là cái không đủ trăm bình tiểu viện tử, sau lưng một gian xương phòng, mười phần tinh xảo, lại là cùng cái kia trong lầu các gian phòng giống như đúc. Không khỏi hung hăng nháy mắt mấy cái, Sở Khuynh Thành nhìn xem đỉnh đầu trời xanh, kinh ngạc nói cái này. Cái này, đây chính là ngươi một mực đi ra không được sơn cốc kia. Vòng bài nhìn bốn phía, Trác Phàm không khỏi cười nhạo nói, thực chỉ là cái viện tử mà thôi, ngươi một mực khốn trong sân đảo quanh, lại cho là mình tại thiên nam hải bắc phi hành, tất cả đều là có người mini tâm trí. Ngươi bị chính mình tâm vây khốn, xua tan không trong lòng mông lung, liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt. Trên mặt không khỏi giật mình chứng, Sở Khuynh Thành giật nảy cả mình, trên đời còn có dạng này thần thông sao? Vậy sao ngươi? Sở Khuynh Thành vòng bài nhìn về phía Trác Phàm, lại là nhất thời trì trệ, chỉ thấy giờ này khắc này, Trác Phàm phải đồng tử bên trong đúng là tản ra ba nói vầng sáng màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ. Có lẽ ta cùng người thi thuật vốn là đồng nguyên đi. Nháy mắt mấy cái, đem không minh thần đồng thu hồi, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, trấn an địa vỗ vỗ Sở Khuynh Thành tay xui xẻo. Lúc này, một đạo du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên. Sở Khuynh Thành nghe xong, lúc này giật mình, có chút sợ hãi lôi kéo Trác Phàm ống tay áo, thấp thỏm nói, là hắn, cái kia đem ta quan ở chỗ này là Thủy Kính. Không ngại, cái kia đến dù sao cũng nên đến. Than nhẹ một tiếng, Trác Phàm mang theo Sở Khuynh Thành theo âm thanh tiếng đàn một đường hướng về phía trước, đợi đi vào một cái tiểu viện tử về sau, nhất thời nhìn thấy một vị chừng 20 người trẻ tuổi chính thẳng an ủi trong tay cầm âm, khoan thai tự đắc, lại chính là Thủy Kính không thể nghi ngờ. Sở Khuynh Thành nhìn thấy hắn có chút sợ hãi, trốn đến Trác Phàm sau lưng. Trác Phàm thì là tiến lên một bước, cung kính hướng phía dưới cúi đầu, vãn bối Trác Phàm, bái kiến Thủy Kính tiên sinh. Tiếng đàn im bặt mà dừng, Thủy Kính cũng theo chính mình trong lấy lại tinh thần. Những năm này lịch luyện, để ngươi tâm cảnh tiến triển rất nhiều, nhanh như vậy liền đi ra cái kia trong lòng mông lung chi địa, không tệ không tệ. Không có nhìn hắn, Thủy Kính khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Trác Phàm nghe đến, mỉm cười, không để bụng, tiên sinh quá khen, vãn bối so với tiên sinh còn kém rất xa. Thì như lúc trước, vãn bối cũng không biết lúc nào, bị tiên sinh trung hạ tâm neo, khốn trong lòng mê địa chi bên trong, tiên sinh mới thật sự là càng cao thêm một bậc a. Ha ha ha, không giống trước kia như thế ngông cuồng, quả nhiên thành thục rất nhiều. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Thủy Kính nhạt cười một tiếng, cầm trong tay cổ cầm thu hồi, sau đó vung tay lên. Trước mặt liền bày làm ra một bộ bàn cờ đến, cờ đen trắng để ở một bên trong hộp, chúng ta thật lâu không đối dịch, đến một ván A, để ta nhìn ngươi tiến bộ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm gật gật đầu, xin chỉ giáo. Nói, hắn đã là tại Sở Khuynh Thành đồng hành, ngồi đến đối diện, nhìn về phía Thủy Kính cái kia thần bí nụ cười. Sau đó, từng viên cờ đen trắng rơi vào trong bàn cờ, người lấy ta đoạt, lẫn nhau chém giết. Nửa canh giờ về sau, một cuộc cờ đã là giết đến khó phân thắng bại, khó phân trên dưới. So với trước kia đến, trầm ổn rất nhiều, không còn như vậy liều lĩnh. Ba một tiếng, đem một cái bạch tử rơi xuống, Thủy Kính lại cười nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm cũng là rơi xuống một khỏa hắc tử, lạnh nhạt nói, nhận được tiên sinh ngày đó dạy bảo,
một đứa con được mất không đủ treo, xem đại cục, mới có thể thành đại sự, vãn bối khắc trong tâm khảm. Ngươi cũng không chỉ ghi khắc, còn phát dương quang đại. Cùng lúc trước ngươi so ra, hiện tại ngươi quả thực tưởng như hai người. Tiên sinh khách khí, nhiều lại tiên sinh nhập môn tri ân. Bất quá đáng tiếc a, ngươi còn có một cái tật xấu không có đổi. Thế mà, Thủy Kính lần nữa liếc hắn một cái về sau, lại là mỉm cười lấy lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ngươi vẫn là như vậy ưa thích đi nhầm đường, làm nhanh nhẹn linh hoạt sự tình, đây đối với một cái người thành đại sự tới nói, là 10 phần nguy hiểm. Dù sao càng là đi lên, đối thủ của ngươi càng là thủ đoạn thông thiên nhân vật, khôn khéo không dưới ngươi, thậm chí còn hơn. Cái này thời điểm còn dám thông minh, cũng chỉ có đem chính mình tử huyệt bại lộ cho đối phương, một con đường chết. 3. Một quân cờ hung hăng đập vào trong bàn cờ, Thủy Kính khóe miệng một phát, đem Trác Phàm quân cờ từng cái bỏ đi, lại là giết hắn một mảng lớn, thắng bại lúc này sáng tỏ, thành chiều hướng phát triển. Trác Phàm sắc mặt hơi hơi nặng nề, lộ ra một nụ cười khổ, đúng vậy a, tiên sinh nói có lý, ta vốn là một tiểu nhân vật mà thôi, cùng thủ đoạn thông thiên đại nhân vật không so được. Nhưng là vì sao các ngươi những đại nhân vật này, lại nhất định phải tại ta tiểu nhân vật này trên thân tính toán đâu? Thiên đế đại nhân, thế nào, đã biết không? Dương mắt liếc một cái hắn, Thủy Kính không có bất kỳ cái gì vẻ ngạc nhiên, ngược lại dị thường bình tĩnh. Chỉ có Sở Khuynh Thành, nhịn không được che miệng, khó có thể tin nói, thiên đế. Thượng cổ thập đế đứng đầu thiên đế, không thể nào, không phải thập đế đều đã vẫn lạc sao? Liên minh đế đều chỉ có thể lấy du hồn tư thái ở vào minh hải bên trong, thiên đế thế mà còn sống sờ sờ ở chỗ này, làm sao có thể? Đúng vậy a, còn lại mấy cái đế đều đã vẫn lạc, bị mọi người thảo phạt thiên đế làm sao có thể sống sờ sờ đâu. Chưa phát giác bật cười một tiếng, Thủy Kính lại là không nhìn nữa Sở Khuynh Thành, mà chính là chăm chú để mắt tới Trác Phàm hai con ngươi, làm sao mà biết. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm bình tĩnh nói thật, từ khi đến thiên đế đại nhân không minh thần đồng truyền thừa về sau, ta vẫn rất tâm thần bất định, sợ hãi sau này bị đại nhân tìm tới. Phế ta cái này học trộm đại nhân thần thông ra hỏa. Thế nhưng là về sau ta dần dần phát hiện, đây hết thảy tựa hồ cũng là một cái bẫy, không chỉ là thiên đế đại nhân, còn lại mấy vị đế quân lại đều là ở bên cạnh ta xuất hiện, dẫn ta hiểu ra, dốc lòng dạy bảo. Ta tự hỏi không có bản sự này, để nhiều như vậy đại nhân vật coi trọng, khi đó ta thì đang hoài nghi, đây hết thảy phải chăng đều có người đang thao túng. Không tệ, ngươi là so trước kia mạnh hơn, có thể cảm giác ra kỳ quặc, tiếp tục. Mỉm cười, Thủy Kính khoát tay một cái nói. Khẽ nhả chọc khí, Trác Phàm tiếp tục, lúc trước vừa mới đụng phải đại nhân mấy cái kia yêu nghiệt thủ hạ, cũng hẳn là theo Phàm giai tới đi. Bởi vì bọn hắn trên thân, có 5 thanh thánh binh khí tức. Đến lúc đó ta cũng có chút cảm thấy không lành, tựa hồ ta thật muốn đụng tới đại nhân, đem ta cái này thâu học giả xé nát. Thế nhưng là nghe tới bọn họ là ngài thủ hạ lúc, ta nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mới hiểu được hết thảy. Thiên đế ngài không phải muốn xé nát ta, mà chính là muốn sử dụng ta. Không tại lời nói, lúc trước ngươi liền không biết cứu ta, dẫn ta nhập đạo. Ba ba ba. Vỗ vỗ tay, Thủy Kính cười nói rất có đạo lý, nhưng tất cả những thứ này đều là ta là thiên đế trên cơ sở mới thành lập, nếu ta không phải đâu. Hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy thành không, không minh đại đạo. Dương mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía hắn, Trác Phàm cười nói, đại nhân, ngài sớm đã cho thấy thân phận, chỉ là không ai dám nghĩ tới phương diện này thôi. Ai có thể nghĩ tới, thượng cổ đệ nhất đế quân, bây giờ hội lấy Thủy Kính thân phận, dạo chơi nhân gian đâu. Mà lại vừa mới ngươi để Khuynh Thành cùng ta vây ở viện kia bên trong bản sự, không phải là không minh thần đồng tầng thứ 3, huyễn không sao. Ông nói. Trác Phàm phải đồng tử bên trong đã lóe lên 3 nói vầng sáng màu vàng óng, chỉ bất quá ta công lực còn thấp, đối không rõ ràng đại đạo lĩnh hội cũng không sâu, chỉ có thể ở nhất định trong không gian chế tạo huyễn cảnh. Nhưng ngài đã có thể đem huyễn cảnh cắm vào người trong lòng, nếu không phải ta cũng lĩnh hội không minh đại đạo lời nói, có thể không dễ dàng như vậy theo ngài cái kia huyễn cảnh trốn tới, đúng không? Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, thiên đế chưa phát giác cười nói, ngươi lần này đi phàm giai. Thật đi đúng, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đa tạ đế quân nâng đỡ, nhưng là vãn bối còn có một tia không rõ, muốn xin hỏi đế quân. Lúc trước ngươi tại cửa ra vào cứu tại hạ nhất mệnh, còn dẫn tại hạ nhập ma đạo cửa chính,
không phải trùng hợp đi còn về sau vãn bối được đến cửu u bí lục, sử dụng bí pháp chuyển thế trùng sinh, hẳn là cũng tại ngài trong dự liệu đi. Chỉ là tại hạ không biết, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật, nhìn chằm chằm vào ta tiểu nhân vật này, đến tột cùng là muốn làm gì. Hiện tại thân tại hang hổ, Trác Phàm cũng liền không thèm đếm xỉa, giống to. Nếu là hắn nhìn trời đế không dùng lời nói, coi như A Dua nịnh hót cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là hắn còn có giá trị lợi dụng, như vậy thì nhờ vào đó xác minh chân tướng, cũng không quan trọng. Trác Phàm kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trong lòng mê mang càng ngày càng sâu, cũng rốt cục cổ khí dũng khí, cùng đế quân ngả bài. Nhẹ nhàng liếc hắn liếc một chút, thiên đế lại là lộ ra một tia tà dị tiếu dung, dường như trào phúng giống như, đã biết mình là cái tiểu nhân vật, là tất cả mọi người nhìn chằm chằm một con cờ, thì cần phải minh bạch, người không có quyền lực lựa chọn, chỉ có bị bài bố phần, cũng căn bản không cần biết vì cái gì. Huống chi, con đường này không phải chính ngươi tuyển A, đệ đệ ta A. Ngươi, có ý tứ gì, thân thể ngăn không được chấn động, Trác Phàm không khỏi giật mình. Không có trả lời, thiên đế chỉ là cười khẽ lắc đầu, chuyện cũ không dám nhớ lại, ngươi cũng không cần rõ ràng. Tóm lại ngươi phải hiểu được, đã ta hiện tại theo ngươi thừa nhận bố công, cũng liền cho thấy, ngươi cái kia làm việc cho ta. Ngươi làm sao lại khẳng định, ta nhất định sẽ nghe ngươi. Ta nói qua, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Khẽ liếc một chút Sở Khuynh Thành phương hướng, thiên đế cười nhạo nói. Cảm thấy trầm xuống, Trác Phàm minh bạch hắn ý tứ, quyền đầu hơi nắm, giữ im lặng. Nhấc phung tay lên, nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ, không gian một cơn chấn động, bỗng nhiên nứt ra một cái một người chiều cao thông đạo, đối diện là mảnh chim hót hoa nở rừng cây. Thiên đế chỉ chỗ đó, nhìn về phía Trác Phàm, đây là tình đế đạo tràng sở tại, người đi đem hắn đế cảnh đại đạo cầm về. Tình đế, thập đế bên trong tối thần bí tình đế. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm mi mắt nhẹ nhàng run run, cảm thấy trầm ngâm. Tình này đế cho dù tại cửu u bí lục bên trong đều chỉ có cái tục danh, lại là không có quá nhiều giới thiệu, thì càng không nói đến thế gian truyền ngôn. Chỉ là, đế quân đại đạo, có thể dễ dàng như vậy cầm tới. Thản nhiên cười, thiên đế từ chối cho ý kiến, người khác có lẽ không được, người nhất định có thể. Dù nói thế nào, người đi lấy đế đạo, cũng tại bọn họ trong kế hoạch, yên tâm đi. Bọn họ, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cảm thấy càng thêm nghi hoặc, bọn họ là chỉ minh đế bọn họ sao? Bọn họ để cho ta lấy đi đường lớn, ngươi cũng để cho ta đi lấy, các ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Nếu là bọn họ biết ngươi phái ta đi, sẽ còn lại cho ta. Trác Phàm, ngươi nghĩ quá nhiều, ha ha ha. Ngăn không được cười khẽ một tiếng, thiên đế khoan thai nhìn chút trời hư không, nhớ đến ta trước kia dạy qua ngươi, càng là đi đến cao tầng, âm mưu quỷ kế càng không có tác dụng. Tất cả mọi người là thẳng thắn đến đấu, so phải là chi tiết cùng đại cục trưởng khống. Người ta hôm nay một màn, bọn họ những lão gia hỏa kia tất nhiên từ lâu ngờ tới, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hội chấp hành kế hoạch, ta cũng giống vậy. Tựa như trước mặt ván cờ này, ai cũng có thể nhìn thấy cục thế cải biến và quân cờ đi hướng, nhưng vẫn là hội phân ra thắng bại. Người một mực cũng là gỗ dầu, mà không phải cờ ẩn, hiểu không? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm không cãi lại. Sau đó lại nhìn xem Sở Khuynh Thành cái kia lo lắng khuôn mặt, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, trực tiếp từ xuyên qua cái kia cái lối đi vào trong rừng. Một đường lên dế mèn kêu khẽ, phi điểu ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui, cực kỳ linh động, ngược lại là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không có túc sát, không có nhiếp người khí thế, càng không có quỷ dị chỗ, hoàn toàn không giống như là cao thủ ẩn cư chỗ, càng giống là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Chỉ bất quá vẫn còn có chút kỳ quái là, nơi này mỗi một hạng sự vật, bao quát thực vật cũng giống vậy, đều là có đôi có cặp địa cùng một chỗ. Thật giống như phi trùng hai cái song song phi hành, sóc hai cái cùng một chỗ nhảy lên, liền cỏ dại đều là một đôi đối nhau lớn lên, liền gốc cùng một chỗ, có chút kỳ dị. Chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh đầu mặt trời, là người cô đơn, một vòng lẻ loi trơ trọi địa treo đi. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời, Trác Phàm bật cười một tiếng. Nhưng rất nhanh lại sững sờ, nhìn về phía một bên khác, đúng là một vầng trăng sáng cũng thăng lên tới. Không hổ là tình đế chỗ, đều là thành đôi nhập đúng A, ngay cả nhật nguyệt đều là đồng huy một chỗ. Không khỏi mỉm cười, Trác Phàm tiếp tục tiến lên, một đường lên cũng không có gì trận thức ngăn cản, ngược lại là kỳ quái. Đường đường đế quân đạo tràng,
trừ có chút hiện tượng kỳ dị bên ngoài, không có nửa phần thủ hộ kết giới, cũng là quái, liền mảy may khí chàng đều không có a. So với Minh Hải cái kia âm u khủng bố không khí, tình này đế đạo chàng ngược lại càng bình dị gần gũi, dường như thế tục tầm thường nhân gia đồng dạng. Chỉ là như thế bình thường địa phương, thiên đế thần thông quảng đại, làm sao lại chính mình không đến, càng muốn ta đến đâu. Thật sự là kỳ quái. Trác Phàm trong lòng không hiểu, một đường lên cũng nghĩ đến thập đế không giống bình thường chỗ, chính mình đối bọn hắn đến tột cùng có cái gì giá trị lợi dụng. Thế nhưng là muốn rất lâu, không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ, đúng lúc cũng đi đến đầu, đúng là một cái thâm thúy sơn động, ngẩng đầu nhìn lên, tơ tình động ba chữ to, thình lình thu vào hắn tầm mắt. Vãn bối Trác Phàm, bái kiến đế quân đại nhân. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm không dám mạo hiểm phạm, tại cửa động liền thật sâu bái hạ, cao hô ra tiếng. Không có động tĩnh, trong động lặng ngắt như tờ, Trác Phàm kỳ quái, trong lòng oán thầm, là tình này đế không ở nhà, vẫn là thiên đế chỉ sai đường. Sau đó trầm ngâm một chút, đợi muốn lần nữa lên tiếng. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, trong động đã truyền ra một đạo đạm mạc giọng nữ, ngươi. Sốt cục đến. Ách, đúng a, hơi chậm lại, Trác Phàm gật gật đầu, cũng càng thêm xác định thiên đế nói, nguyên lai mệnh vận hắn vẫn tại những thứ này đế quân trong tay nắm trong tay, mỗi một vị đế quân đều đang đợi hắn đến. Là ai để ngươi đến? Chợt, trong động lần nữa truyền thanh. Trác Phàm cũng không giấu giếm, cười tâu tuét nói, khởi bẩm đế quân, là thiên đế để cho ta tới lấy ngài đế cảnh đại đạo. Thật sao, quả nhiên, thời gian dài như vậy. Thiên đế như còn không có phát giác, thì thật sự là kỳ quặc. Vẫn là cửu u nói đúng a, sau cùng thắng bại, làm thật vẫn còn muốn xem thiên ý. Trong sơn động truyền ra một đạo cười nhạo, Trác Phàm không rõ nàng đang nói cái gì, liền lầm bầm, đế quân. Nếu là ngài không muốn cho lời nói, ta cái này liền trở về. Không, ta chờ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi người thật vất vả đến, há có không cho lý lẽ. Thế mà, hắn vừa dứt lời. Trong sơn động liền lập tức truyền ra một đạo quát, ngay sau đó, siêu một tiếng, một đạo thất thải hào quang bỗng dưng từ trong sơn động bay ra. Trác Phàm còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái kia đạo ánh sáng liền đã trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân trên dưới sờ sờ, Trác Phàm một mặt kinh dị cái này. Vậy liền coi là cho sao? Đương nhiên, người bây giờ có thể đi. Thế nhưng là... Làm sao cùng Minh Đế bọn họ không giống chứ? Gãi đầu một cái, Trác Phàm ngược lại cảm thấy trọng yếu như vậy đồ vật, muốn được quá dễ dàng điểm, ngài không cần đối với ta có cái gì khảo nghiệm sao? Hoặc là dạy bảo, cái này, có phải quá tùy tiện một chút? Đã đồ vật đều cho ngươi, ngươi còn nói lời vô dụng làm gì, mau cút. Ây, tốt a. Thân thể trì trệ, Trác Phàm nghe đến bên trong gầm thét, lại là càng thêm mê hoặc, lần nữa khom người cúi đầu. Liền quay người rời đi, muộn như vậy bối cáo tử, đế quân bảo trọng. Kết quả là, hắn dễ dàng địa cầm lấy tình đế đại đạo rời đi, bất quá một phút công phu, liền lại trở lại cái lối đi kia trước mặt. Quay đầu lần nữa nhìn một chút cái này kỳ dị địa phương, Trác Phàm dài ra ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đạp nhẹ một bước, tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, hắn không biết là, ngay tại hắn rời đi trong tích tắc. Cái này lúc trước còn cùng hòa thuận an tường địa phương, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từng đôi phi điểu côn trùng không thấy, nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh cũng không thấy, chỉ có âm phong trận trận, một mảnh đen kịt đám mây đen, che hư không che nguyệt, khắp nơi đều là thi hài đầy đất, chó đất phi nước đại, quả đen tại ồn ào lấy bay lượn, không đương thời đến gặm nuốt mặt đất thịt nát. Lúc trước thiên đường, trong nháy mắt hóa thành địa ngục. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong sơn động vang lên khẽ than thở một tiếng, trời như có tình, trời cũng lão, một cái chữ tình là trên đời này độc nhất độc dược. Năm đó thiên đế đánh đâu thắng đó, sau cùng bên trong ta tình cổ, cũng không dám tiếp tục bước vào ta tình này tia trong kết giới một bước. Như hôm nay đế để hắn lấy đi ta đế cảnh đại đạo, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ giải cổ, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Bách Lý Ngự Vũ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trong sơn động. Yên tĩnh đứng vững một cái mặt như phủ băng băng lãnh thiếu nữ, lại chính là biến mất đã lâu Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Trầm ngâm một chút, nàng đạm mạc gật gật đầu. Ông! Một đạo nhỏ nhẹ chấn động vang lên, trong sơn động dần dần tràn ngập lên hào quang màu phấn hồng. Chúng ta lập tức liền muốn xuất thủ,
ta nhắc lại ngươi một lần. Ta một tia tàn niệm dựa vào đại đạo thần uy, cầu thả còn sót lại ở đây, đem đại đạo đưa ra ngoài ngày, chính là ta tiêu tán thế gian thời điểm. Bất quá ta mượn ngươi thân thể thần hồn, còn có thể lại trưởng khống đại đạo một lần. Nhưng cùng lúc, thân thể ngươi cũng sẽ chống cự không nổi đại đạo thần uy, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngươi thật nguyện ý không? Các ngươi không phải muốn ngăn cản thiên đế a, hiện tại cái này thời điểm, còn nói những thứ này làm gì? Dương mắt nhìn xem này sơn động, Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nói. Trầm mặc một lát, sơn động vang lên lần nữa giọng nữ kia, chúng ta cùng thiên đế không có có cửu hận, trăm phương ngàn kế ngăn cản, chỉ là đạo bất đồng thôi, cùng thế tục ân oán tình cừu không có bất cứ quan hệ nào. Người nguyện ý tự mình hy sinh, ta rất vui mừng. Nhưng với tư cách tình đế đạo tổ, ta nhất định phải liên tục xác định ngươi tâm ý. Dù sao tình mà cùng cực, vàng đá cũng tan, muốn trưởng khống tình đạo, tất yếu cực hạn chi tình mới có thể. Minh đế để ngươi tìm đến ta, nhất định là cảm thấy ngươi có tư cách này, nhưng là ta cũng rõ ràng, ngươi tình chỉ là mong muốn đơn phương thôi, có thể hay không cực hạn. Ta chỉ biết là, ta tuyệt không thể để hắn chết tại phía trước ta. Thế mà, không giống nhau nàng nói xong, Bách Lý Ngự Vũ đã là bình tĩnh lên tiếng, khóe miệng khó được địa nhếch lên một tia khó được ý cười. Rõ ràng hết thảy, trong sơn động rốt cuộc không có tiếng nói. Ngay sau đó oanh một tiếng, chỉnh sơn động bỗng dưng dâng lên hoàn toàn mông lung ánh sáng, sau đó lại bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt liền ép vào Bách Lý Ngự Vũ thể nội. Thân thể lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ co rút hai lần, sắc mặt co quắp một trận, tựa hồ tương đương thống khổ, nhưng rất nhanh liền thư giãn xuống tới, hai con ngươi mở ra, một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế bỗng nhiên phóng xuất ra. Ầm ầm. Toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ, phạm vi ngàn dặm, giống như biển động đồng dạng quay cuồng lên, đại địa toái nứt, xôn xao. Bách Lý Ngự Vũ một bước cước bộ, đã là giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt bay ra, nháy mắt không thấy tăm hơi. Một phương diện khác, Kính Nguyệt Tiểu Trúc ngoài trăm dặm, theo từng viên thánh linh thạch xuống đất, một đạo quỷ dị trận thức đã nhất thời triển khai. Vân Sương đứng ở bên trong, thở sâu, bắt đầu kết động ấn quyết. Lệ Kinh Thiên bọn người ở tại một bên nhìn lấy, sắc mặt nghiêm túc, Sương Nhi cô nương, bằng cái này trận thức, thật có thể cứu Trác quản gia sao? Thế nhưng là lấy Trác quản gia đối với trận pháp tạo nghệ, đối mặt cái kia thủy kính đều là không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói, ngươi. Cái này trận thức không là đối phó thủy kính, mà chính là vì hắn dẫn đường. Da mặt hơi hơi run run, Sương Nhi tựa hồ tương đương thống khổ, đây là lão tổ giao cho chúng ta Vân gia sứ mệnh, vì Trác đại ca mở ra sau cùng sinh lộ. Vừa mới nói xong, nhưng gặp từng đạo thất thải hào quang tràn ngập ra, Sương Nhi thể nội ngột đến phun ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế, thẳng đem bên cạnh mọi người làm cho một trận khí trệ, trợn mắt hốc mồm. Cao ngất núi cao vút tận tầng mây phía trên, tiếng gió liệt liệt. Kiếm Tâm chậm chậm đi hướng sườn núi đỉnh, nhìn về phía cái kia sắp xuống núi trời chiều, khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt, sau lưng thì là theo chân một mặt để phòng Kiếm Đồng. Không quay đầu nhìn hắn liếc một chút, Kiếm Tâm khoan thai mở miệng, dường như tự nói, lại dường như kể rõ giống như, lầm bầm, rất nhanh lòng hắn nguyện liền muốn đạt thành, cái thế giới này cũng phải biến đổi đến mức thanh tĩnh. Không có trả lời, Kiếm Đồng chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi tên là gì? Quay đầu liếc hắn một cái, Kiếm Tâm cười nói. Kiếm Đồng, đây là ngươi chủ nhân cho ngươi đặt tên. Không, hắn là phụ thân ta. Trong mắt chớp động lên kiên định, Kiếm Đồng nói năng có khí phách. Thản nhiên cười, Kiếm Tâm chậm rãi lắc lắc đầu, không hổ là nhân đạo truyền thừa a, đem chính mình bội kiếm, coi như nhi tử đến dưỡng. Vậy ngươi chủ nhân lại đem ngươi nhìn làm cái gì? Cái này không bày rõ ra à, là lòng hắn. Thản nhiên cười. Kiếm Tâm ngửa đầu nhìn lên trời, thở ra một hơi thật dài, tâm chi sở trí, kiếm chỗ chỉ, ta là hắn kiếm, theo tâm mà động, chính là Kiếm Tâm. Ta cùng hắn, là cùng một người, không phân khác biệt. Vậy ngươi chủ nhân đem ngươi trở thành huynh đệ rồi. Không phải huynh đệ còn sinh hai lòng, nhưng ta cùng hắn vĩnh viễn một lòng. Mỉm cười, Kiếm Tâm nhìn về phía Kiếm Đồng nói, hắn muốn làm, chính là ta muốn làm. Nào giống ngươi chủ nhân. Nói dễ nghe một chút, là đem ngươi trở thành thân tử, nhưng thân tử sao lại không phải nô dịch. Ngươi muốn nghe hắn bài bố, còn muốn bị đóng lên cái hiếu chữ, nhân đạo dối trá, có thể thấy được lốm đốm. Hừ hừ, vậy ngươi lại như thế nào? Không khỏi cười lạnh, Kiếm Đồng khinh thường bĩu môi,
người chủ nhân chỉ là đem ngươi chế tạo thành giống như hắn người, nói cho cùng bất quá lại phục chế một cái chính mình mà thôi. Nói dễ nghe là các người muốn tốt hình cùng một người, khó mà nói nghe điểm, người căn bản chính là hắn phục chế phẩm, không có nửa phần nhân cách. Nhưng phụ thân ta đợi chúng ta như con, lại không có ép buộc qua chúng ta đi hắn đường, Lạc gia chủ như thế, cái kia Kỳ Lân cũng là như vậy, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi, cũng là như vậy. Như thế đến xem, đến tột cùng người nào mới là chủ nhân nô lệ đâu. Mí mắt nhẹ rung, kiếm tâm không nói gì, chỉ là ngửa nhìn bầu trời, chờ một lúc mới nói, thiên đạo vô tình, vốn là duy nhất, mà không giống nhân đạo phức tạp như vậy. Cho nên thượng cổ thập đế, cuối cùng hình thành chư thiên thập đạo, cũng chỉ có một ngày 9 người. 9 người phân có đại đạo, nhưng thiên đạo chỉ có duy nhất. Chúng ta tương tự, không phải là bởi vì hắn phục chế chính mình, mà chính là thiên đạo vốn là tương tự. Ta là hắn bội kiếm, hắn chỉ cho ta ngày mai nói sở hướng, chúng ta cùng một chỗ chế tạo một cái tinh khiết thế giới. Vậy cùng ta lão cha có quan hệ gì, hắn không có chọc tới các ngươi đi. Cái này đương nhiên là có quan hệ, hắn là trọng yếu nhất nhất hoàn, mặc kệ là đối thiên đạo cũng tốt, nhân đạo cũng được, thế giới đi hướng đều tại hắn trên người một người, cái này tập hợp thiên đạo cùng người nói làm một thể nam nhân. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, kiếm tâm khẽ cười một tiếng, lộ ra đột nhiên chi sắc, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tối nay đại khái thì có mặt mày, thế giới đi hướng, ha ha ha. Thân thể ngăn không được chấn động, kiếm đồng mi mắt lắc một cái, trong lòng phát lên một chút bất an tới. Vù vù. Lúc này, hai đạo tiếng xé gió lên, hai đạo bóng đen đột ngột xuất hiện tại hai người trước mặt, hướng về kiếm tâm khom người cúi đầu, đại nhân. Hết thảy đều làm thỏa đáng. Dương mắt nhìn lên, lại chính là cái kia 8 cái yêu nghiệt bên trong thứ 2. Không sai gật đầu, kiếm tâm phất phất tay, để bọn hắn đi xuống, sau đó vừa nhìn về phía kiếm đồng cười nói, người biết bọn họ đều là người nào sao? Đã từng phàm giai tối cường giả, không ai bì nổi, truy cầu đỉnh phong nam nhân. Có thể càng là như thế, khi bọn hắn gặp phải khó có thể với tới bình cảnh lúc, liền càng hội cảm thấy thất bại. Chưa từng có thất bại qua bọn họ, nội tâm sẽ trở nên tương đương nôn nóng, dục vọng cũng sẽ trở nên cực kỳ bức thiết. Lúc này ta đứng ra, nói với bọn họ, có thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, bọn họ liền cúi đầu. Thế nhưng là một cường giả một khi cúi đầu, liền rốt cuộc không nhấc lên nổi, đây chính là nhân đạo ti tiện. Người nói là, bọn họ đều đến từ phàm giai, 5 thanh thánh binh lĩnh hội người. Không tệ, gian khổ chi địa, tất gia cường nhân. Thượng cổ về sau, thánh vực nơi này là ra không cái gì ra dáng nhân vật, chỉ có phàm giai, cách mỗi cái mấy trăm ngàn năm, còn sẽ xuất hiện một nhóm không tệ nhân vật. Đạm mạc gật gật đầu, kiếm tâm cười khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra trần trụi khinh miệt, nhưng cái này lại như thế nào? Bọn họ kẹt tại chuẩn đế phía trên, vô luận như thế nào đều không thể lại trước một bước, cao ngạo tính tình liền nhu nhược xuống tới. Không còn tin tưởng mình lực lượng, bắt đầu tìm kiếm ngoại lực. Sau đó vĩnh viễn mất đi xưng đế khả năng. Đó là bởi vì bọn họ vốn là xưng không đế, nếu như kiếm đế còn sống lời nói, kiếm đạo danh ngạch đã bị chiếm, bọn họ ngộ lại là kiếm đạo. Chăm chú nhìn hắn không thả, kiếm đồng hét lớn lên tiếng. Nhếch miệng lên, kiếm tâm từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, vậy ngươi thì sai, chư thiên thập đạo tuy nhiên có 10 cái danh vị, nhưng cũng không phải là không thay đổi. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng chỉ cần xuất hiện mở ra lối riêng mà kẻ thành đạo, cho dù là đều là kiếm đạo, cũng có thể tranh giành một cái cao thấp, quyết ra ai là kiếm đạo đạo tổ. Kiếm đồng, thượng cổ đã từng có cái huyết ma lão tổ, thì có lá gan này, chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Đáng tiếc hậu nhân, nghe hắn truyền thuyết, vẫn cho là 10 đạo vĩnh tồn, thì lại không có người có dũng khí làm như thế. Tiểu bất điểm, người dám không? Nhìn chằm chằm hắn cái kia quỷ dị ánh mắt, kiếm đồng song quyền hơi hơi chăm chú. Trong mắt dần dần lóe lên hừng hực chiến ý. Ha ha ha, đoán chừng không có cơ hội kia, nếu như ngươi chủ nhân bại lời nói. Nhịn không được cười lớn một tiếng, kiếm tâm vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ, thở dài, đi thôi, đi gặp ngươi chủ nhân một lần cuối, có lẽ là một lần cuối. Nói, kiếm tâm đã là một bước chân, rời đi. Kiếm đồng ánh mắt nhất định, cũng lập tức đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người tới thiên đế trong cái tiểu viện kia. Giờ này khắc này, thiên đế vẫn như cũ khoan thai ngồi tại cái kia trước bàn đá, loay hoay quân cờ đen trắng, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Một bên Sở Khuynh Thành khuôn mặt lo nghĩ,
vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng hướng cái kia không gian thông đạo nhìn xem, chờ đợi Trác Phàm trở về. Siêu siêu hai tiếng, Kiếm Tâm cùng Kiếm Đồng hai người cùng nhau rơi xuống. Kiếm Tâm hướng lên trời đế liền ôm quyền, gật đầu nói, hết thảy đã sẵn sàng. Rất tốt. Nhẹ liếc Kiếm Đồng liếc một chút, Thiên Đế cũng không để ý, ngược lại là một bên Sở Khuynh Thành giật mình, đi vào Kiếm Đồng bên người kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng tới, nơi này rất nguy hiểm. Phụ thân đâu? Không có trả lời, Kiếm Đồng mở miệng hỏi thăm. Mặt lộ vẻ khó khăn, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn một chút sau lưng thông đạo, than nhẹ một tiếng, đi tìm Tình Đế đi, mà lại giống như hai người bọn họ đế còn là tử đối đầu. Trác Phàm đại biểu Thiên Đế đi, chẳng phải là... Bất đắc dĩ dao động cái đầu, Sở Khuynh Thành cảm thấy lần này Trác Phàm giữ nhiều lành ít. Kiếm Đồng nghe, cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Ông! Bỗng nhiên, một đạo ngâm khẽ vang lên, Trác Phàm bình yên vô sự địa theo lối đi kia bên trong đi ra. Sở Khuynh Thành hai người thấy một lần, chưa phát giác đại hỉ, ào ào tiến ra đón. Thiên Đế thì là dương mắt liếc liếc hắn, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, trêu đùa ta nói cái gì tới, nữ nhân kia nhất định sẽ cho ngươi. Đồ vật ta lấy đến, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Ngươi là giao thớt, Trác Phàm nhìn về phía hắn, chỉ có thể khẽ thở dài. Mỉm cười cười một tiếng, Thiên Đế hơi hơi nhún nhún vai, vung tay lên, vuông vức trên mặt đất một trận lưu động. Đúng là lại mở một cái lối đi. Mà cái kia cuối thông đạo, thì là những cái kia vẫn còn tồn tại Thánh Sơn các đệ tử, thậm chí 6 cái sơn chủ cũng thình lình ở bên trong. Chỉ bất quá giờ này khắc này, bọn họ tựa hồ đã ngất, bất tỉnh nhân sự. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn về phía Thiên Đế, không biết hắn là có ý gì. Cười lạnh, Thiên Đế mở miệng yếu ớt, với tư cách cửu u chính thống truyền nhân. Hắn thiên ma đại hóa quyết ngươi đã luyện đến thánh giả sơ kỳ, còn kém một chút liền có thể đạt tới thánh giả đỉnh phong còn tâm cảnh, ngươi có thể được nhiều như vậy đế cảnh cao thủ truyền thừa, đã không thấp. Muốn đạt tới đế cảnh, chắc hẳn hiện tại chỉ còn năng lượng chồng chất đi. Không khỏi giật mình, Trác Phàm lại nhìn về phía những cái kia hôn mê người, lập tức minh bạch hắn ý tứ, ngươi là muốn cho ta đem bọn hắn công lực đều hấp thu sao? Đương nhiên. Bằng không ta ngăn cản các ngươi lại đổ sát những phàm nhân này làm gì? Thánh Sơn đệ tử mỗi cái huyền môn chính tông, tu vi vững chắc nhất, thực lực cao nhất, dùng bọn họ đến luyện công hiệu quả tốt nhất đi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, để cho ta xưng đế sao? Ngươi coi như ta tại thành toàn ngươi tốt. Khẽ cười một tiếng, Thiên Đế lộ ra một mặt tà dị, đương nhiên, cái này không chỉ là ta, hắn mấy vị đế quân đoán chừng cũng là như thế hy vọng. Nếu không truyền cho ngươi nhiều như vậy đế cảnh đại đạo, đề cao ngươi đại đạo lĩnh ngộ làm gì? Thế nhưng là ngươi cùng bọn hắn không phải một cái mục đích. Ngươi quản nhiều như vậy đâu, tựa hồ ngươi lại quên chính mình thân phận, một con cờ, không có cỏ kè mặc cả quyền lực. Suy cười một tiếng, Thiên Đế liếc Sở Khuynh Thành cùng Kiếm Đồng liếc một chút, vừa nhìn về phía hắn, nếu không phải dục tốc bất đạt lời nói, bản đế sớm đã muốn tìm một đống người, tăng lên ngươi tu vi. Làm gì các loại thời gian dài như vậy? Còn không mau làm. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Trác Phàm nhìn xem dưới đáy những người kia, lại nhìn xem bầu trời đế, thở dài một hơi, ấn quyết trong tay một chục, toàn thân hắc khí cuồn cuộn ứa ra. Bất quá trong nháy mắt, liền phảng phất chảy xiết đại hải cấp tốc đem mọi người bao phủ. Bọn họ cũng không có gì phản ứng, ngay tại an tường trong lúc ngủ mơ, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, tiêu tán vô tung. Mà những hắc khí kia thì càng thêm mãnh liệt chảy trở về, đến Trác Phàm thể nội, khí thế của hắn cũng đang không ngừng cuồn cuộn đề cao bay vụt. Mắt lạnh nhìn hắn, Thiên Đế nụ cười quỷ quyệt liên tục, còn có giữ lại, ngươi là thật sợ bị thiên ma đại hóa quyết phản phệ, biến thành theo ngươi đồ đệ những người kia bình thường là đi. Yên tâm, thiên ma đại hóa quyết phản phệ, một là thể phách không đến, càng muốn hấp thụ quá nhiều hỗn tạp năng lượng, đè nén không được bạo thể. Hai là tâm cảnh không đủ. Bị oán khí nhiễu loạn tâm đạo, rơi vào điên cuồng. Nhưng bây giờ ngươi cũng không có vấn đề gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta nhanh lên tu luyện. Em gái ngươi, cảm thấy thầm hừ một tiếng, Trác Phàm cuối cùng thân thể lắc một cái, hoàn toàn bật hết hỏa lực, cái kia ngập trời hắc khí giống như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ hướng dưới thân mọi người, trong nháy mắt thì đem bọn hắn hóa thành bụi phấn. Thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành sợ đến hướng về sau tránh một chút. Thiên Đế thì là hài lòng gật đầu, khoan thai mở miệng nói, thừa dịp đoạn này ngắn ngủi thời gian, huynh đệ chúng ta hai người,
lại đến tìm tòi nghiên cứu một chút thiên đạo chính thống đề tài a, tựa như thượng cổ lúc sau, lần kia đại chiến trước tranh luận một dạng. Nói, thiên đế trong mắt lần thứ nhất giật mình lo lắng lên. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm trên thân hắc khí không tắt, tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là giữ im lặng, nghe hắn nói tiếp. Hồng mông sơ khai, thiên địa trong sáng, vạn vật khôi phục, một mảnh sinh cơ bừng bừng chi tượng, hạo nhiên chính khí trường tồn, coi là vũ trụ ở giữa lớn nhất thư thái thời điểm. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, thiên đế chậm rãi đứng lên, khoan thai địa đi dạo, tản bộ, lầm bầm, nhưng là từ nhân loại loại sinh vật này xuất hiện về sau, liền dần dần vẩn đục thế gian sinh linh, nhân tâm sinh ma, thiên địa chính đạo bị ma đạo khiêu chiến, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không sai, ma đạo vốn không phải là thiên địa sinh, đều là bởi vì nhân đạo lên. Nói cách khác, tất cả tội ác căn nguyên, đều tại nhân tâm phía trên, người nói như khiến thế gian trở lại thư thái, phải chăng cái kia diệt trừ căn nguyên đâu. Trầm ngâm không nói, Trác Phàm trong tay ma công không tiếc, lạnh lùng lên tiếng, ta một cái ma đạo tu giả, ngươi cùng ta nói diệt trừ ma đạo căn nguyên, không phải chê cười sao. Cũng là bởi vì ngươi đã đến ma đạo đỉnh phong, lớn nhất hiểu rõ nhân tâm tội ác, ta mới chịu thực tình thành ý hỏi ngươi một câu. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế chậm rãi tiến đến hắn bên tai, lại là chợt biến sắc, trong mắt tràn ngập trần trụi sát ý, trầm thấp tiếng nói, nhân loại tà ác, là có hay không đã tội lỗi chồng chất, không có thuốc chữa. Bọn họ, thật đáng chết, đúng không? Mí mắt nhẹ nhàng run run, Trác Phàm liếc hắn một cái, thở sâu, không tệ, nhân tâm xác thực hiểm ác vô cùng, có điều. Không có gì bất quá, ngươi nhiều năm như vậy tinh tu ma đạo, một mực tại tìm nhân loại có nên hay không bị thiên phạt nguyên do, bây giờ ngươi từ nhỏ ma, tu đến chân ma. Thấy rõ nhân tâm thiện ác, tự nhiên cũng hoàn toàn minh bạch nhân loại cái kia vong sự thật. Kể từ đó, lần này ngươi là ủng hộ ta, mà không phải phản đối ta đi. Lão tử lúc nào phản đối qua ngươi, ta phản xứng đáng sao? Rất là kỳ lạ. Cảm thấy một trận oán thầm, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm. Một bên Sở Khuynh Thành nghe, suy nghĩ một chút, lại là cổ khí dũng khí, mạnh phân biệt nói, nhân loại tuy có ác đồ hung hăng ngang ngược, nhưng cũng có thiện tâm cùng chính nghĩa, ngươi không thể bởi vì nhân loại bên trong ác, liền phủ định thiện một mặt a. Dù nói thế nào, tuy nhiên ngươi là đế quân, nhưng cũng là loài người tu giả, không phải sao? Đúng vậy a, ta từng là nhân loại, nhưng từ khi ta tu thành không minh đại đạo, thành thiên đế chi tôn, liền không còn là nhân loại. Ta tu là thiên đạo, hết thảy thành không, ta tất cả mọi thứ nhân loại phẩm chất riêng đều bị bài không. Ta là thiên đạo trưởng đạo người, đại biểu là thiên địa, đại thiên hành phạt, diệt trừ vẩn đục giữa thiên địa u ác tính, chính là ta trách nhiệm. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế tà dị địa bĩu môi, mà chính là bởi vì ta từng là nhân loại. Cho nên ta mới vạn phần sáng tỏ, cái u ác tính này căn nguyên ở nơi nào. Giơ tay chém xuống, còn thiên địa một mảnh thư thái. Đến mức như lời ngươi nói nhân loại chi thiện cùng chính nghĩa a, ha ha ha. Một đạo cười lạnh phát ra, thiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ông! Chợt, đúng lúc này, một đạo ba động vang lên, Trác Phàm thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân khí thế bỗng nhiên đại phóng, tiếp lấy lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế liếc hắn một cái, hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn nói, phi thường tốt, không hổ là thiên ma đại hóa quyết, hấp thu năng lượng coi là thật nhanh đến không thể tưởng tượng a. Như thế một trận công phu, đã đến thánh cảnh trung kỳ. Chỉ là, ta có một chút không rõ, người cái này tu vi chuyện gì xảy ra, làm sao thối lui đến trúc cơ ngũ trọng, ngược lại là khá là quái dị a. Ha ha ha. Đây là nguồn gốc quyết, chính là ta tại phàm giai theo một vị lão giả trong tay sở học. Đại đạo phần cuối, trở về nguồn gốc, cái này hẳn không phải là các ngươi những đại nhân vật này ban ơn đi. Hẳn không phải là, dù sao thập đế bên trong, ta chưa từng nghe nói có như thế thông minh cổ quái công pháp. Mà lại, thập đế công pháp đều là mỗi người đại đạo sở ngộ, trưởng nhật nguyệt, che ngôi sao, hủy thiên diệt địa, tất cả đều là cao lớn hơn đồ vật. Bản này chân quyết tuy nhiên kỳ quặc, nhưng quá phổ thông, giống như là phàm nhân sáng tạo. Hơi hơi nhún nhún vai. Thiên đế từ chối cho ý kiến, ngươi tiếp tục luyện, thiên ma đại hóa quyết thâu tóm vạn vật, cái này phàm nhân công pháp cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, không cần phải lo lắng, ha ha ha. Khẽ nhắm hai mắt, Trác Phàm không để ý tới thiên đế trêu chọc, thẳng tiếp tục tu luyện. Thiên đế mỉm cười, không đi quấy rầy,
ngược lại vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, vừa mới Sở cô nương nói cái gì nhân loại thiện cùng chính nghĩa. Hừ hừ, dối trá đồ vật, những cái được gọi là chính nghĩa chi đạo, lương thiện chi tâm, chỉ là nhân loại để mà che giấu chính mình tội ác cùng ma tâm tấm màn che thôi. Cùng chánh thức chính khí, có dám quan hệ. Nhân loại muốn phải hoàn thành chính mình tư dục, lại muốn lung lạc nhân tâm, tránh cho ngày người đời sau đồng dạng đối với hắn như vậy, cho nên nhất định phải tìm đường hoàng lấy cớ. Cái gì trừ ma vệ đạo, thế thiên hành đạo, nói cho cùng bất quá hai nguyên nhân, một là xâm chiếm, hai là diệt trừ uy hiếp, chỉ thế thôi. Nếu là không có hai cái này nguyên nhân, người nào hội xuất lực không có kết quả tốt. Sở cô nương cũng coi như danh môn chính phái xuất thân, suy nghĩ một chút mỗi một lần chính nghĩa hành động, lần nào không phải kiếm lời đầy bồn đầy bát, hoặc là đem có uy hiếp người diệt trừ. Có một lần tránh thức vì người khác mà chiến sao. Cảm thấy trì trệ, Sở Khuynh Thành bị nghẹn đến nói không ra lời, thiên đế cũng không nhìn tới nàng, vừa nhìn về phía Trác Phàm cười nói, điểm này, Trác Phàm ngươi cần phải lớn nhất trải nghiệm. Đối phó Bát Hoàng cùng Thánh Sơn lúc, đều là làm đến bọn hắn thân bại danh liệt mới động thủ, không phải liền là vì cái đường hoàng tên tuổi sao. Nếu không mà nói, người coi như có thể động đến bọn hắn, cũng sẽ bị cùng công chi, bốn bề thọ địch. Cho nên ta mới nói, người tiểu tử này phàm giai một chuyến đi này không tệ, từ nhỏ ma biến chân ma, hiểu được đem mọi người đáy lòng ma tính phát huy ra, để bản thân sử dụng. Có điều, không thể phủ nhận là, có chút riêng lẻ vài người, thật có thiện tâm, thuần khiết địa giống đóa hoa sen trắng, cũng không phải là thế tục như vậy dơ bẩn. Ông! Chợt, thân thể chấn động, Trác Phàm khí thế lần nữa vừa tăng, sau đó biến mất, đã là thành công đột phá đến thánh giả hậu kỳ cảnh giới, tu vi cũng xuống đến trúc cơ tam trọng cảnh, mở ra hai con ngươi, trong mắt tựa hồ lại xuất hiện cái kia đạo quen thuộc bóng người. Chỉ là người này, hắn sớm đã thật lâu không thấy, không biết bây giờ sống hay chết. Thật sâu liếc hắn một cái, thiên đế thản nhiên cười, ta theo không phủ nhận, thế gian có dạng này thuần khiết nhân loại tồn tại, cùng thiên địa tương hợp. Nhưng là vậy thì thế nào? Người tâm tư biến, dạng này thiện tâm, một khi tiến vào cái này vẩn đục trong thế giới, hiện thực sẽ để cho nó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có lẽ so một ít tiểu ma, tà ác hơn rất nhiều. Nhìn thấu nhân tâm hiểm ác ngươi, cần phải lớn nhất giải điểm này. Trong thiên hạ nhất không thể dựa vào, cũng là nhân tâm. Thiên sứ trong nháy mắt biến ác ma, một dạng vẩn đục thế giới. Nhân loại cái gọi là lương thiện, bất quá thành ma trước đó phôi thai thôi, sớm muộn vẫn là sẽ xảy ra biến, không phải sao. Hô hô hô, mãnh liệt hắc khí từng đạo chảy trở về, cái kia ngàn vạn thánh sơn cao thủ, đã biến thành từng đống bột mịn, chỉ có số ít mấy cái còn không có bị tan đi, kéo dài hơi tàn lấy. Trác Phàm khí thế một mực kéo lên, cuối cùng đến thánh giả đỉnh phong. Như muốn trùng kích đế cảnh thời điểm. Thiên đế liếc hắn một cái, trèo lên thì lộ ra thắng lợi nụ cười, phải đồng tử bên trong, mười nói vầng sáng màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ. Đệ đệ a, cùng năm đó một dạng, người vẫn là không có biện pháp thuyết phục ta. Như vậy thì cùng khi đó nói tốt giúp ta một chút sức lực, để cho ta nhất thời vô thượng cảnh, thành là chân chính vô thượng chí tôn, khiến thế giới này diệt thế trọng sinh đi. Oanh! Vừa mới nói xong, toàn bộ bầu trời chợt biến bộ dáng, một khỏa to lớn trong mắt, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người trên không, phương viên trăm dặm. Mười nói vầng sáng màu vàng óng, phát ra khiếp người khí phách. Trác Phàm thân thể run lên, nhất thời bị ép tới không thở nổi, không thể động đậy, dường như trên thân ép một tòa cao trăm trượng núi giống như, cả người xương cốt đều nhanh đập vụn. Thiên đế, ngươi muốn làm gì? Cảm thấy không khỏi hoảng hốt, Trác Phàm kêu lên sợ hãi. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế lạnh lùng nói, đem ngươi đến bây giờ thu thập được cái kia mấy lão già đế cảnh đại đạo, tất cả đều giao ra đi. Không minh thần đồng đệ thập trọng, lỗ trống. Bạch, trên bầu trời mười nói vầng sáng màu vàng óng càng chói mắt, chẳng biết tại sao, Trác Phàm lại cảm thấy toàn thân khí mạch dâng trào phồng lên, da thịt một mảnh ửng hồng, từng tia máu giống như lục bình giống như, dần dần theo hắn da thịt bên trong chảy ra, phản trọng lực hướng phía trên trôi nổi đi lên. Tựa như trong thân thể của hắn có đồ vật gì, muốn bị hút ra đến giống như muốn sụp đổ. A, à, lúc này, một đạo chói tai kêu sợ hãi cũng là vang lên theo, Trác Phàm kinh hãi, nỗ lực quay đầu nhìn lại là bất chợt tới đến hai con ngươi máy động, nhịn không được chăm chú cắn lên hàm răng. Nguyên lai giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành cũng giống như hắn, cực kỳ thống khổ kêu gào,
toàn thân ửng hồng địa ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ cũng là có đồ vật gì muốn theo trong cơ thể nàng dâng lên muốn ra giống như. Thiên đế, ngươi để cho ta làm việc, ta đều làm, thả nàng. Thân là đế quân, ta đương nhiên nói lời giữ lời. Sở cô nương ta nhất định sẽ thả, chỉ bất quá có dạng đồ vật, nhất định phải cầm về mới là. Khẽ cười một tiếng, thiên đế quay đầu nhìn về phía nàng, mắt bên trong vầng sáng màu vàng óng lại lóe lên. Phốc, chợt, một đạo trầm đục phát ra, một cỗ thất thải hào quang bỗng nhiên từ Sở Khuynh Thành thể nội bay ra, thẳng trên 9 tầng trời, trong nháy mắt biến mất ngày hôm đó phía trên to lớn trong đồng tử. Cái đó là, không tệ, ngươi lưu tại trong cơ thể nàng, mà đế cửu u đế cảnh đại đạo, hiện tại quy ta. Mỉm cười cười một tiếng, thiên đế giải thích nói. Tiếp lấy liền gặp Sở Khuynh Thành thân thể mềm nhũn, bịch một chút rơi trên mặt đất, dường như trôi đi hết khí lực giống như, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, lại là liền nhấc một ngón tay khí lực đều không có. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm chặt siết chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, thiên đế lại là khoát khoát tay, khuyên giải nói, yên tâm, ta chỉ cần trong cơ thể nàng đại đạo, sẽ không tổn thương nàng, nàng nghỉ ngơi một trận liền tốt. Bất quá cũng liền một trận, đợi ta diệt thế trọng sinh lúc, không thể bảo đảm nàng còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, ha ha ha. Thiên đế, đế cảnh đại đạo không phải cầm đạo nhân tự nguyện mới có thể. Cái kia là đối với bọn hắn những người phàm tục kia mà nói, ta thế nhưng là thiên đế, không minh thần đồng đệ thập trọng lỗ trống, có thể đem bất kỳ vật gì hút vào bên trong, bao quát đế cảnh đại đạo ở bên trong. Nhìn lấy Trác Phàm nghi hoặc ánh mắt, thiên đế chế nhạo cười cười nói, đương nhiên, nếu nàng có đế quân công lực, có lẽ ta cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ, đáng tiếc nàng thì điểm ấy cân lượng, ngược lại là rất dễ dàng. Như vậy tiếp đó, liền nên ngươi, đệ đệ ta, ha ha ha. Trong mắt tản mát ra một đạo gần như điên cuồng nụ cười hưng phấn, thiên đế trong mắt mười nói vầng sáng màu vàng óng, càng thêm sáng chói chói mắt. Mà Trác Phàm cũng là càng cảm giác, thể nội cái kia sắp chướng đau như cắt sở, bứt rứt đau đớn. A, à, phốc, theo một tiếng thảm liệt gào thét, nhưng gặp một vòng thất thải hào quang trầm đục một tiếng, từ Trác Phàm thể nội thấu thể bay ra. Cùng lúc trước Sở Khuynh Thành như vậy một dạng, thẳng hướng 9 ngày to lớn thần đồng bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Bá đế đại đạo, đắc thủ, hừ hừ hừ, nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế lộ ra hài lòng nụ cười. Nhưng Trác Phàm vẫn tại khàn giọng liệt phế địa giống to, từng cái thất thải quang hoàn, cũng là từ trong cơ thể hắn hút ra. Sở Khuynh Thành từng ngụm thở hổn hển, mắt thấy Trác Phàm cái kia thống khổ tê minh, không biết sao, trước mắt tựa hồ có chút hoảng hốt. Trong đầu từng chương mơ hồ hình ảnh, cũng dần dần hiện lên tới. Tựa hồ từng có lúc, hắn cũng từng gặp dạng này tràng cảnh, hắn tiếng giống, so gia tăng nàng trên thân thể mình đau đớn, còn đau nhức hơn được nhiều. Không khỏi, Sở Khuynh Thành có chút nghẹn ngào, từng bước một hướng Trác Phàm chỗ đó leo đi, nhưng là nàng lại không có bao nhiêu khí lực, mỗi lần chỉ có thể di động mấy cái cm mà thôi, cuối cùng không lưu loát địa lầm bầm Trác Phàm. Kiếm đồng ở một bên nhìn đến cũng là khẩn trương, muốn tiến lên giúp vài chuyện, thế nhưng không minh thần đồng uy áp thực sự quá lớn, hắn lại một mực quỳ rạp xuống đất, làm sao cũng dậy không nổi, hận đến khóe mắt. Phụ thân, phốc phốc phốc, từng tiếng trầm đục, liên tiếp không ngừng, từng đạo thất thải hào quang, bị cái kia cự đồng tử hút vào thần đồng bên trong, Trác Phàm sắc mặt cũng là càng ngày càng thảm trắng, trên thân máu tươi như suối phun giống như mãnh liệt. Rốt cục. Tại sao cùng một đạo ánh sáng bay ra ngoài thân thể lúc, Trác Phàm đã là không có gào rú lực lượng. Sau cùng một đạo, tình đế đại đạo, cũng tới tay, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, thiên đế nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, quả nhiên, sau cùng thắng được vẫn là bổn tọa, thiên đạo cuối cùng cũng phải thay thế nhân đạo, còn thế gian thư thái. Giác, quyền đầu bên trong phát ra đạo đạo xương bạo, kiếm đồng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, quát, ngươi muốn đồ. Vật đều đã đắc thủ, còn không tranh thủ thời gian thả phụ thân ta. Tuổi còn nhỏ, lại là tinh linh xuất thân, còn cùng Trác Phàm cùng tu ma đạo, ngược lại là thẳng hiếu thuận. Liếc mắt liếc một cái hắn, thiên đế không khỏi suy cười ra tiếng, bất quá đáng tiếc, ngươi nói sai một chút, ta muốn đồ, vật, còn không có đến đầy đủ tay đây, không thể thả. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Nhân đạo chí cao, Trác Phàm thiên ma đại hóa quyết đỉnh phong công lực. Trong mắt ngưng tụ, thiên đế không minh thần đồng bên trong vầng sáng màu vàng óng càng thêm chói mắt. A, à, dường như thiên đao chặt,
Vạn đao chặt vốn liền đã vô cùng suy yếu chắc phàm, lần nữa khàn khàn tiếng nói, thống khổ dị thường giống lên tiếng, song đồng đều nhanh chừng ra ngoài, từng đạo dòng máu ngăn không được theo trong thất khiếu chảy xiết mà ra. Sau một khắc, nhưng nghe xoẹt xoẹt tiếng vỡ vụn vang lên, chắc phàm toàn bộ thân hình huyết nhục, đã như tờ giấy đồng dạng bị xé nứt ra, nương theo lấy trong thân thể cuồn cuộn chảy xuôi hắc khí, cấp tốc hướng lên bầu trời hội tụ, biến mất tại cái kia to lớn thần đồng bên trong. Trác Phàm gào thét cũng là không có một tia dừng lại, nương theo lấy thân thể cùng toàn thân hắc khí bị thu nạp, cái kia đã yếu đuối không chịu nổi thần hồn, cũng nhất thời bại lộ tại trước mắt mọi người, vẫn tại bị càng không ngừng bóc ra hấp thu. Dần dần, Trác Phàm không có tiếng gào thét âm, dường như đã sử dụng hết lực khí toàn thân. Kiếm đồng thì là nhìn đến hai mắt đỏ bừng, giống giật, người đã đem toàn thân hắn công lực cùng thân thể lấy đi, còn chưa đủ à. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thần hồn vẫn diệt, thì không còn có sinh cơ, hắn sẽ chết. Cái này là chính hắn tuyển đường, hắn thua, liền nên có kết cục này. Thì cùng năm đó ước định một dạng, hắn muốn giúp ta hoàn thành đại đạo công thành. Mắt lạnh nhìn cái kia dần dần ảm đạm thần hồn ánh sáng, thiên đế cười khẽ không ngừng, đệ đệ a, sau cùng ta thắng, ngươi cũng không tính thất bại. Bởi vì không có ngươi, ta sẽ không thắng, ngươi coi như ta đá đặt chân a, ta sẽ không quên ngươi, tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi lại lật bàn cơ hội, vĩnh biệt. Phụ thân, Trác Phàm, Kiếm Đồng cùng Sở Khuynh Thành đều thê lương đến gào thét lớn, Trác Phàm cũng đã lại bất lực hồi một tiếng, chỉ là hắn hiện tại vẫn là một đầu mê hoặc, cái này mẹ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta chọc ai gây người nào. Bị một đám đế quân đùa bỡn thành bộ dáng này. Sắp chết, còn không biết tiền căn hậu quả, thật sự là trên đời này không còn so ta càng hồ đồ oan hồn, ai. Đụng. Thế nhưng là, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, một đạo nổ rung trời lại là đột ngột đến phát ra, đinh tai nhức óc. Liền toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng chấn động, bầu trời cái kia to lớn trong mắt càng là hung hăng run run về sau, ánh sáng màu vàng chợt ảm đạm rất nhiều. Chỉ còn một tia tàn hồn Trác Phàm, thì là bỗng dưng buông lỏng, cảm giác mình lực lượng không còn dẫn ra ngoài, tuy nhiên đã suy yếu dị thường, nhưng là miễn cưỡng vẫn còn tồn tại một hơi. Kiếm Đồng thì là thân thể đầy ánh sáng, cũng không tiếp tục thụ áp chế, đột nhiên đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn chút trời thượng thần đồng tử, kinh ngạc nói, uy áp biến mất. Người nào? Song Đồng không khỏi hung hăng co lại, thiên đế phải đồng tử bên trong 12 đạo vầng sáng màu vàng óng đột ngột đến thoáng hiện, mắt trái bên trong tử sắc sấm sét lốp bốp lấp lóe, mãnh liệt nhìn về phía một cái không có cái gì hư vô phương hướng. Kiếm Tâm cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Hướng cái kia bên trong nhìn lại, ai có thể xông vào ngày này đế trong kết giới đâu. Bạch, một cái lắc mình, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chớp mắt tới gần, trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lạnh lẽo hai con ngươi chăm chú nhìn thiên đế không thả, khí thế cường đại, tràn ngập toàn bộ thương khung. Ngự vũ cô nương, cảm thấy chưa phát giác hơi hồi hộp một chút, Trác Phàm cảm thấy kinh hãi, Sở Khuynh Thành thì là trên mặt vui vẻ, đại kêu ra tiếng. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Chỉ là bọn hắn ai cũng không hiểu, làm sao Bách Lý Ngự Vũ thoáng cái như thế như bức. Thiên đế địa bàn, nói đến là đến, nói xong thì xong, hoàn toàn như vào chỗ không người a. Lãnh đạm nhìn hai người liếc một chút, riêng là cái kia suy yếu tàn hồn, Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nói, ta không phải Bách Lý Ngự Vũ, ta là tình đế, hiện tại mượn Bách Lý Ngự Vũ thân thể, tới cứu ngươi chạy thoát. Đến cứu bọn họ, tình đế, một tia tàn niệm. Mượn phàm nhân chi thân, thì dám khẩu xuất cuồng ngôn, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Không khỏi suy cười một tiếng, thiên đế từ chối cho ý kiến nói, đừng quên, nơi này là bổn tọa không minh kết giới, không phải ngươi tơ tình kết giới, ngươi tại ta chỗ này có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Huống hồ, ngươi bây giờ liền đế cảnh đại đạo đều không, đỉnh thêm một cái chuẩn đế thực lực, làm sao cùng ta đấu. Suy cười một tiếng. Tình đế dương mắt nhìn bầu trời một chút cái kia to lớn thần đồng, lộ ra tà dị tiếu dung, ai nói ta không có đế cảnh đại đạo, nó không là ở chỗ này sao? Bị ta không minh đại đạo thôn phệ đế cảnh đại đạo, còn có thể là ngươi sao? Cũng là bởi vì nó bị ngươi thôn phệ, cho nên ngươi mới tất thua không thể nghi ngờ. Lông mày nhíu lại, tình đế ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, thiên đế, đừng quên lúc trước ngươi là làm sao cắm. Trời như có tình, trời cũng lão. Một cái chữ tình, chỗ nào cũng có, không có khe hở không chui. Năm đó ngươi nếu không phải bên trong ta tình cổ,
há có thể nhiều năm như vậy, chỗ ở nhỏ hẹp tại như vậy cái địa phương, nửa bước không dám động. Không phải liền là sợ dính thế tục khí về sau, người vô tình thiên đạo hủy hết sao? Sắc mặt chưa phát giác chấn động, thiên đế lần đầu cả giận nói, đó cũng là ngươi thừa dịp bản đế cùng đám kia lão gia hỏa đánh nhau chết sống về sau, suy yếu yếu đuối, mới đánh lén đạt được. Mà lại, không có ta cái kia không thiếu đệ đệ ám trợ, cho dù ngươi đánh lén lại có thể thế nào. Huống chi, ngươi cũng bị ta đánh cho thần hồn tẫn tán, chỉ còn một tia tàn niệm cùng đế cảnh đại đạo, chờ ta cái này đệ đệ trở về, có gì có thể đắc chí? Không phải đắc chí. Ta chỉ là muốn nói với ngươi một sự thật, ta tình này nói là ngươi vô tình thiên đạo khắc tinh. Không minh đại đạo, một khi hữu tình, còn có thể lại hư không sao? Ngươi thật vất vả đem hết thảy nhân tính tình cảm bài trừ, tu thành không minh đại đạo, hiện tại lại đem tình đạo hấp thu, chẳng phải tự tìm đường chết. Mỗi thời mỗi khác, có cái này đỉnh phong cảnh thiên ma đại hóa quyết công lực, chẳng những ngươi tình đạo bị hóa. Liền ngươi ngày đó bên trong tại bổn tọa trên thân tình cổ cũng sẽ bị hóa đến không còn một mảnh, có quan hệ gì? Hừ hừ, tình đế, các ngươi thua. Thế thì chưa chắc, mấu chốt là, ngươi bây giờ hóa sao? Ra mặt lắc một cái, thiên đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giữ im lặng. Tình đế thì là nhếch miệng cười một tiếng, ấn quyết trong tay một chục, toàn thân cao thấp một đạo phấn hồng ánh sáng bỗng dưng khuếch tán ra đến, chớp mắt tràn ngập bầu trời. Trên 9 tầng trời cái kia to lớn thần đồng, cũng là ngột đến một trận rung động, đồng tử phía trên ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Hừ hừ, người bây giờ chỉ là đem ta đại đạo thôn phệ, còn chưa kịp tiêu trừ. Vậy ta liền còn có trưởng khống đại đạo chi lực, lúc này ta liền đem tình đạo chí tình, xâm nhiễm ngươi toàn bộ không minh đại đạo, phá ngươi vô tình thiên đạo tu vi. Nghĩ hay lắm. Hét lớn một tiếng, thiên đế tuy nhiên miệng phía trên cứng rắn, nhưng trên mặt lại nghiêm túc cực kỳ. Đồng dạng chói tay ấn quyết, ngày đó khung cự đồng tử ánh vàng liền càng sáng hơn rất nhiều, ta không minh đại đạo chính là thiên địa chính đạo, sẽ không bị ngươi cái này vẩn đục nhân đạo xâm nhiễm. Huống hồ ngươi một tia tàn niệm, dựa vào một phàm nhân đến thi triển đế đạo, có thể chống bao lâu? Chỉ sợ không tới một phút, cái này phàm nhân liền muốn thân thể hủy thần tiêu, tính cả ngươi tàn niệm cùng một chỗ, hừ hừ. Cái gì, thân thể hủy thần tiêu? Chưa phát giác quá sợ hãi. Trác Phàm thật sâu nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ chỗ đó, trong mắt tràn ngập mê mang. Đây là tình đế vừa vặn tìm tới để nàng làm thân thể, vẫn là. Một phút đồng hồ, đầy đủ. Khóe miệng xẹt qua một tia đột nhiên đường cong, tình đế quay đầu nhìn về phía Trác Phàm nói, ta có thể kéo hắn một phút đồng hồ, người đi nhanh lên. Đi, hắn hiện tại suy yếu như vậy, đi như thế nào? Lạnh lùng cười một tiếng. Thiên đế khinh thường nói, xem ra ngươi cái này một phút đồng hồ thời gian, trắng kéo. Siêu. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh lóe qua, kiếm đồng đã là vội vã đi vào Trác Phàm trước mặt, ôm lấy hắn thần hồn liền phóng ra ngoài, ai nói trắng kéo, tiền bối đa tạ, ta cùng lão cha ghi khắc ngươi đại ân đại đức, tuy nói chưa chắc có cơ hội báo đáp. Siêu. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, lại một đường tiếng xé gió lên, kiếm tâm đã ngăn ở kiếm đồng bên người. Ngăn trở hắn đường đi. Kít. Thân thể trì trệ, kiếm đồng nhất thời dừng lại, sắc mặt vô cùng lo lắng. Đối với cái này giống như thiên địch đồng dạng nam nhân, hắn cũng là vô kế khả thi, không có nửa phần tự tin đánh thắng. Kể từ đó, bọn họ là không có bất kỳ cái gì đường ra. Dù sao người ta nơi này có hai người cao thủ, bọn họ mới chạy đến một vị đế quân, hơn nữa còn có thời gian ngắn ngủi hạn chế, lại thế nào đánh. Sinh lộ tựa hồ đã càng ngày càng xa vời. Kiếm đế, ngươi làm sao còn đang vì hắn bán mạng a? Biết rõ hắn là vô tình chi đạo, ngươi còn đi theo hắn có chỗ tốt gì? Thấy tình cảnh này, tình đế lúc này lên tiếng. Quả nhiên, con hàng này xem xét thì cùng còn lại những yêu nghiệt kia khác biệt, thì ra là kiếm đạo đạo tổ. Khó trách, chính mình gặp phải hắn, một mực cảm thấy có loại không hiểu uy áp, căn bản là không có cách địch nổi bộ dáng. Cái kia căn vốn thì là bởi vì chính mình kiếm đạo cùng thân kiếm đều là từ hắn tạo thành. Nói cho cùng, hắn mới là mình sư phụ, chính mình lại nơi nào có sức phản kháng. Mí mắt ngăn không được run run, tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng tránh thức tìm được chứng minh, kiếm đồng cảm thấy vẫn là ngăn không được một nắm chặt, sầu mi khổ kiểm xuống tới. Lần này, càng thêm vô vọng chạy đi, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Nhìn chằm chằm kiếm đồng không thả. Nhưng lời nói nhưng là đúng lấy tình đế mà thuật, tình đế,
hai người chúng ta là thập đế bên trong duy nhất không phải nhân loại đế quân, ta là thiên đế bội kiếm, ngươi là trác phàm sáng tạo, chúng ta đều sẽ không phản bội chủ nhân của mình. Ngươi là không muốn phản bội, nhưng hắn lại làm sao tin tưởng qua ngươi? Đúng, ngươi đế cảnh đại đạo đâu? Vì sao chỉ rơi vào chuẩn đế tu vi, ngươi vương quan bị người nào hái? Không nói gì, kiếm đế trầm mặc không nói. Thấy tình cảnh này, tình đế đã không sai tại ngực, cười lạnh, thiên đế sợ ngươi phản bội, cho nên thì chụp lấy ngươi đế đạo, nếu là ngươi có nửa phần mưu nghịch chi tâm, hắn thì hủy ngươi, đúng không? Ngươi như vậy, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Ngươi trước kia không phải cùng Hải Ngao bọn họ muốn tốt sao? Vì sao sau cùng lựa chọn thiên đế? Bởi vì là thiên đế chính xác, người tâm tư biến, ta nhiễm nhân khí. Cho dù ta trên miệng nói trung thành, nhưng chính ta đều không dám hứa chắc về sau là ý tưởng gì. Thiên đế đem ta đế đạo nắm giữ trong tay, là chính xác nhất lựa chọn, ta rất tán thành. Ngươi cái đồ đê tiện, oán hận đến mắng hắn một câu, tình đế khí đến ngoác miệng ra. Thiên đế thì là cười lạnh một tiếng, châm chọc nói kiếm tâm cùng ta nhiều năm, là ta duy nhất chi kỷ, chúng ta đều tin tưởng thiên đạo pháp tắc, nhân tâm không đáng tin, biến số to nhất. Cho dù ta đem hắn đế đạo cầm tại trong tay, cũng không có nghĩa là cái gì, tin tưởng hoặc không tin, chỉ là ấn pháp tắc đến làm, tổng so với các ngươi bằng trung tâm sự tình tốt. Một khi tâm biến, liền sẽ đối thế gian này ủ thành đại họa, đây chính là các ngươi nhân đạo tất diệt, thiên đạo trưởng lưu giữ nguyên nhân. Hừ, ngươi lời nói cũng không nên nói quá sớm, thắng bại còn không có bình tĩnh đâu. Làm sao? Lông mày nhíu lại, thiên đế cười khẽ một tiếng, thế nhưng là còn không đợi khóe miệng của hắn đường cong nhấc lên, một tiếng ầm vang tiếng vang, đã là lần nữa chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người lỗ tai oanh minh, thiên địa rúng động. Ngay sau đó, liền gặp trên 9 tầng trời, từng đạo tinh thần trụy lạc, lúc này đem kết giới này nện đến phân mảnh. Sau đó cùng nhau hướng kiếm đến nơi này đập tới. Trong mắt hung hăng co rụt lại, cảm thụ lấy cái kia khủng bố uy áp, kiếm đế bỗng dưng xuất ra một thanh trường kiếm, đối với trời cao chính là một trận kiếm cương chém lung tung, lúc này đem từng viên sao băng đánh thành phấn vụn. Nhưng là cái kia sao băng uy lực, lại là để cánh tay hắn tê dại, ngăn không được lùi lại lên. Vân đế tinh thần vẫn lạc. Trong lòng khẽ run lên, kiếm đế kinh hãi, thiên đế cũng là bất khả tư nghị lầm bầm. Điều đó không có khả năng, vân đế lão nhi sớm đã tại thượng cổ vẫn lạc, coi như tàn niệm vẫn còn tồn tại, cũng không đủ dẫn phát mạnh như thế đế cảnh lực lượng. Chẳng lẽ nói, thản nhiên cười, tình đế ấn quyết trong tay không rời, nhưng là trên đầu đã toát ra đổ mồ hôi, trêu chọc nói, thiên đế, cái này ngươi hối hận đi. Nếu là kiếm đế đế đạo tại thân, lấy pháp tắc lực lượng, không làm sợ vân đế tinh thần chi uy. Nhưng cũng tiếc. Ngươi đem hắn đế đạo thu tại ngươi không minh đại đạo bên trong, cái này hắn một cái chuẩn đế tu vi, thế nhưng là vạn vạn ngăn không được vân đế đại đạo công kích đi. Nói, hai người vừa nhìn về phía kiếm đế chỗ, tuy nhiên hắn còn có thể ngăn trở, nhưng đã là liên tục bại lui, không chịu nổi phong mang. Thập đế đại đạo, mỗi một đạo đều cần thích ứng tâm cảnh, mới có thể thi triển, không phải tùy tiện tìm thân thể liền có thể khống chế. Tình đạo thậm chí tình chi đạo. Nhất định phải người mang chân thành tha thiết cảm tình, mới có thể tại ngươi cái này tàn niệm dưới, khống chế tình đạo một phút đồng hồ, tái hiện đương niên tình đế thần uy. Chăm chú nhìn nàng, thiên đế bình tĩnh lên tiếng, cho nên ngươi bây giờ dùng thân thể, coi là đối trác phàm dùng tình sâu vô cùng người, nguyện lấy sinh mệnh bảo vệ hắn. Mỉm cười, tình đế gật gật đầu. Sau đó, thiên đế lại nhìn xem bầu trời phía trên cái kia ngôi sao uy lực, lầm bầm, đây là vân đế đại đạo. Nó kế thừa điều kiện, hẳn là lòng mang thiên hạ, thông thiên hiểu địa, hẳn là vân đế trực hệ truyền nhân mới có thể, lúc này mới phù hợp vân đế đạo tâm. Chỉ là người này, cũng phải có vì trác phàm phụng hiến sinh mệnh hy sinh chi tâm, mới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, đạt tới vân đế năm đó trình độ. Chỉ là, tiểu tử này có nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn hy sinh sao? Thiên đế, đây chính là người đạo lực lượng, trưởng khống thiên đạo ngươi. Làm sao biết nhân tâm lực lượng vĩ đại? Huống hồ! Khóe miệng xẹt qua một tia chế nhạo, tình đế vô tình hay cố ý nhìn một chút trác phàm chỗ đó, sâu xa nói, ngươi cũng không phải không biết, năm đó lệnh đệ phong độ, bây giờ vẫn như cũ, theo ngươi cũng không đồng dạng, ha ha ha. Cho nên hắn mới tại thiên đạo trên đường đi lối rẽ, cùng các ngươi nhân đạo dính líu quan hệ. Nhẹ hừ một tiếng, thiên đế đánh giá mỏ một ít thời gian, cười lạnh nói, còn có vài giây đồng hồ.
các ngươi không có thời gian chạy ra ta kết giới này, các ngươi thua. Vừa mới nói xong, thiên đế trong mắt kim quang lần nữa chói mắt, ấn quyết trong tay một chục, trên đầu cái kia to lớn thần đồng đột ngột đến tản mát ra chói mắt ánh sáng. Phốc, thân thể ngăn không được run run, tình đế hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí trên thân đã tràn ngập khởi trận trận ửng hồng. Từng tia dòng máu đang không ngừng theo da thịt hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Dường như vừa mới trách phàm bọn họ liếc một chút, dòng máu như là vòi rồng nước đồng dạng hướng trời cao cự đồng tử bay đi. Tình đế, đã gần như đường cùng. Tiểu tử, người còn đứng ngây đó làm gì, mau dẫn trách phàm rời đi. Ách, là, nhìn lấy viên kia khỏa tinh thần vẫn lạc, khí thế phi phàm, kiếm đồng chưa phát giác ngơ ngác, đợi nghe đến tình đế hét lớn, mới phản ứng được. Vội vàng mang theo Trác Phàm rời đi. Mà kiếm đế thì là bị cái kia sao băng bao phủ, phân thân pháp thuật. Bất quá, đây hết thảy thiên đế lại cũng không ngại, trong mắt chừng một cái, lại thêm một phần lực, một cỗ cuồng mãnh trùng kích nhất thời nện đến tình đế ở ngực, lần nữa đem nàng làm cho phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, thời gian đến, các ngươi thua, con cờ này, bị bổn tọa hái. Hết thảy đều kết thúc, nhân đạo đế quân nhóm. Đôi mắt chưa phát giác hung hăng run run, tình đế ngẩng đầu nhìn về phía chín ngày cái kia thần đồng ánh sáng trở thành sáng chói, cũng là nhìn không được khẩn trương. Bạch! Bỗng nhiên, ngay tại cái này nguy nan trước mắt, chói mắt bạch sắc quang mang, đột ngột đến xuyên qua tầng tầng kết giới phong tỏa, trong nháy mắt vẩy vào viện này rơi trên đất trống, chiếu một mảnh tỏa sáng. Đây là... Trong lòng cả kinh, thiên đế không khỏi lầm bầm, tình đế thì là hai mắt tỏa sáng. Hướng kiếm đồng hét lớn, tiểu gia hỏa, đem Trác Phàm tàn hồn ném tới trong vầng hào quang, nhanh. Hết thảy rõ ràng, kiếm đồng không nói hai lời, liền đem Trác Phàm thần hồn thân thể tàn phế hướng về phía trước đẩy, trong nháy mắt thì ném tới cái kia sáng chói bên trong. Hô một chút, Trác Phàm tại vệt trắng bên trong lại lộ ra hình người, chỉ bất quá có chút hư huyễn. Sở Khuynh Thành nhìn thấy, đưa tay chộp tới, trong mắt tràn đầy hy vọng, Trác Phàm cũng là đuổi vội vươn tay ra cánh tay. Nhưng là hai cánh tay vừa mới đụng phải, lại là một đến xuyên qua, Trác Phàm thân thể, cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, đang không ngừng tiêu tán ở cái kia vệt trắng bên trong. Không rõ ràng cho lắm, Sở Khuynh Thành coi là Trác Phàm lại xảy ra chuyện gì, chưa phát giác khẩn trương. Tình đế nhìn thấy, thì là mở miệng giải thích trấn an, các ngươi yên tâm, đây là vân đế tinh thần đại đạo, thần hồn ở phía trên hội hóa thành tinh thần chi lực, thoáng qua tức thì, liền xem như đế quân cũng đuổi không kịp. Hừ hừ. Nói, tình đế còn vô tình hay cố ý nhìn thiên đế liếc một chút, lại chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, không cam lòng nắm nắm quyền đầu, sau đó lại buông ra. Xem ra, các ngươi còn muốn cược đi xuống A. Không phải đánh cược, mà là sinh cơ, toàn bộ thiên hạ sinh linh sinh cơ. Vậy thì tốt, ta thì để cho các ngươi mang theo cái này chút hy vọng rời đi. Bất quá kết quả, các ngươi nhất định là tuyệt vọng. Dù sao ta muốn đổ. Vật đều được tay, một cái trọng thương tàn hồn, không có việc gì là không được. Có đúng không, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi a, ha ha ha. Đột nhiên địa cười rộ lên, tình đế thân tử bắt đầu sụp đổ, hóa thành một chút phấn hồng ánh sáng, hướng bốn phía tiêu tán. Trác Phàm gặp, chưa phát giác khẽ giật mình, chặn lại nói, tiền bối, đây là ngươi ý tứ, vẫn là ngự vũ ý tứ. Tiểu tử, nữ oa kia không có ngu như vậy. Hội vì người khác nam nhân nỗ lực nhiều như vậy, ta là dùng mê tâm đại pháp, mới thành công được đến bộ thân thể này. Tuy nhiên ti tiện, nhưng hết thảy vì thiên hạ thương sinh, vĩnh biệt, Trác Phàm. Hai gò má xẹt qua nước mắt, Bách Lý Ngự Vũ mặt không biểu tình, phạch một cái, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến thành một đống phấn hồng ánh sáng, tiêu tán vô tung. Trác Phàm ngơ ngác về sau, cũng là hô một chút, hóa thành nói đạo tinh quang. Theo cái kia quang trụ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại có bốn người, thiên đế, kiếm đồng cùng Sở Khuynh Thành, không có người nào nữa. Nhìn qua hai người biến mất chỗ, bốn trong lòng người nghĩ khác nhau, ngũ vị tạp trần. Bạch, thừa dịp này thời cơ, kiếm đồng một cái lắc mình, ôm lấy Sở Khuynh Thành liền đi, nhất phi trùng thiên. Thừa dịp thiên đế kết giới vừa mới bị phá hư hầu như không còn. Kiếm đồng nhất thời lao ra, không có nửa phần trở ngại. Hiển nhiên hai người rời đi, kiếm đế thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía thiên đế, muốn lưu bọn hắn lại sao? Không cần, ta nói thả bọn họ,
thì thả bọn họ. Đế quân lời nói, há có nói không giữ lời lý lẽ. Lắc đầu, thiên đế không khỏi thản nhiên cười, sau đó vừa nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ biến mất địa phương, lầm bầm, vừa mới nha đầu kia sau cùng lưu di ngôn lúc, tình đế tàn niệm đã biến mất đi. Đúng vậy a, nhưng là hắn cũng không để lại cái gì đáng ngưỡng mộ di ngôn, nghe còn giống tình đế lời nói giống như. Ai, nhân đạo bên trong thật có đáng ngưỡng mộ chỗ, đáng tiếc là như thế ngu muội. Chậm rãi lắc đầu, thiên đế thở dài một tiếng, đây càng thêm nói rõ, thiên đạo lập mà nhân đạo diệt, là cỡ nào chính xác sự tình. Như vậy kiếm tâm, triển khai một bước cuối cùng đi. Đợi ta đem tình này cổ cởi ra, chúng ta liền đi luân hồi thiên trì, phá cái kia khó khăn nhất kết giới, cầm luân hồi đại đạo, hoàn thành sáng thế trọng sinh kế hoạch đi. Khẽ gật đầu, kiếm đế bình tĩnh nói, vâng. Hiu, như điện quang hỏa thạch bay lượn không trung. Kiếm đồng mang lấy Sở Khuynh Thành một đường phi nước đại, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xem, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên cũng chưa phát hiện có ai đuổi theo, nhưng tốc độ cũng không giảm chút nào. Lần này địch nhân thực sự thật đáng sợ, bọn họ căn bản không có lực phản kích. Không thể không thừa nhận, vô luận thực lực vẫn là mưu lược, bọn họ đều vượt qua bản thân cùng phụ thân một mảng lớn, mảy may không thể so sánh. Không hổ là phía trên cổ lão quái vật. Bọn họ có thể trốn tới cũng không tệ, nào còn dám lãnh đạm. Hiện tại hắn mới rốt cuộc cảm nhận được, cái gì gọi là nghe ngóng rồi chuồn. À, đám người kia ở chỗ này làm gì? Bỗng nhiên, kiếm đồng nhìn thấy dưới thân một đám quen thuộc bóng người, nhất thời khẽ giật mình, suy nghĩ một lát sau, thân thể một rơi, liền đột ngột đến lao xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước người, lại chính là Đan Thanh Sinh bọn họ, vội vàng nói các ngươi tới nơi này làm gì, còn không mau đi. Cẩn thận chế, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương mắt nhìn về phía kiếm đồng, mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cùng nhau ai thán một tiếng, trầm mặc xuống, nhưng cũng không động tác. Kiếm đồng nhìn đến kỳ quái, không khỏi hỏi, các ngươi làm sao? Vừa mới Sương Nhi cô nương chẳng biết tại sao, bày cái trận pháp, ở bên trong quy tiên sinh thân thể cùng thần hồn đều tiêu tán. Ngẩng đầu hướng một bên cái kia tràn đầy thánh linh đất đá mới chỉ. Đan Thanh Sinh ngăn không được thở dài. Kiếm đồng gặp, cũng là kỳ quái, nàng quy tiên. Chuyện gì xảy ra? Nàng nói phải cứu Trác quản gia, chính mình tại trận thức này bên trong tiêu tán không thấy, hóa thành một số sáng ngời ánh sáng, hình thành trên trời đầu kia ngân hà. Đưa tay chỉ 9 ngày cái kia sáng ngời một cái thông đạo, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Kiếm đồng nhìn thấy, thân thể chấn động, tựa hồ cũng rõ ràng một số, thì ra là thế. Vừa mới cái kia đem phụ thân thần hồn cứu đi thông đạo, là nàng biến thành A, thật sự là giúp đại ân. Bất quá bây giờ không phải ai thán thời điểm, tất cả mọi người tranh thủ thời gian theo ta đi, muốn là thiên đế bọn họ đuổi theo, chúng ta một cái đều đi không? Cái gì, thiên đế? Hắn thật đúng là còn sống A. Nói nhảm, muốn không phải hắn, chúng ta như vậy vội vã chạy trốn làm gì? Cái kia Trác quản gia đâu? Việc này một lời khó nói hết, trước trở về rồi hãy nói. Vội vã phất phất tay, kiếm đồng thúc giục nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Vừa dứt lời, kiếm đồng sớm đã dẫn đầu một bước chân, tiếp tục mang lấy suy yếu Sở Khuynh Thành, chạy như bay ra ngoài. Đan Thanh Sinh bọn người liếc nhìn nhau, không dám chần chờ, cũng vội vàng theo thật sát. Trong nháy mắt, người ở đây thì toàn đều biến mất. Chỉ để lại cái kia trống rỗng một mảnh không hiểu trận thức, còn có đầu đội 9 tầng trời cái kia lóa mắt ngân hà, tản ra sáng chói hào quang lóa mắt. Thỉnh thoảng có ngôi sao trượt xuống, rất là lộng lẫy. Trác đại ca, như có như không trong tinh không, một đạo quen thuộc mà êm tai thanh âm, tiếng vọng bên tai bờ. Trác phàm toàn thân hư huyễn, đôi mắt khẽ nhắm, thỉnh thoảng run run hai lần, chậm rãi mở ra, ánh mắt chiếu tới, đều là trắng noãn thánh quang. Lại quay đầu nhìn lại, chính gặp cái kiệu uyển chuyển bóng người, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy hắn, toàn thân một bộ váy trắng, có chút mông lung, tản ra yêu kiểu ánh sáng. Sương Nhi, ngươi, phát ra không lưu loát tiếng nói, Trác phàm chậm rãi đứng lên, nhìn lấy cái này có chút hư huyễn bóng người, cảm thấy tựa hồ đã minh bạch cái gì, trong lòng đau xót, buồn bã nói, là Vân Đế an bài đi. Mỉm cười, Sương Nhi gật gật đầu, không để bụng. Nụ cười vẫn là như vậy rực rỡ. Lộ ra một tia đắng chát đến, Trác phàm thở dài, người hà tất phải như vậy đây,
coi như Vân Đế là ngươi lão tổ, nhưng đó cũng là thượng cổ cao thủ ân oán. Ta bị bọn họ nhìn chằm chằm vào, rõ ràng chạy không, ngươi lại cần gì phải thành vì bọn họ quân cờ đâu. Không, ta là tự nguyện. Tự nguyện. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng, không sai gật đầu, há, đúng, người nhà họ Vân luôn luôn lòng mang thiên hạ. Vừa mới ta tựa hồ nghe đến, thiên đế có diệt thế trọng sinh dự định, Sương Nhi lấy ngươi tính nết, loại này cứu vãn thương sinh sự tình, nhất định kẻ cầm đầu. Chỉ là vì thiên hạ người, mà độc hy sinh chính mình một người, đáng giá không? Có thể người trong thiên hạ bị diệt, một mình ta cũng vô pháp tự vệ, không phải cũng một dạng sao? Đương nhiên không như vậy, vô luận thiên hạ phải chăng được cứu, người đều phải hy sinh. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, kết quả lại có cái gì khác biệt, không đều lại cũng không nhìn thấy cái thế giới này sao? Có khác biệt, chỉ ít ta biết, có người sẽ thay ta nhìn cái thế giới này. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ, Sương Nhi khuôn mặt dị thường ngọt ngào. Thản nhiên cười, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập nàng cái đầu nhỏ, gật gật đầu, Sương Nhi cũng là Sương Nhi, y nguyên như lúc trước đồng dạng. Giống lúc trước không chung chi chiến một dạng, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ hết sức. Ngươi hy sinh, không biết uổng phí. Nói, Trác Phàm đã cười theo Sương Nhi bên cạnh gặp thoáng qua, chỉ là khóe miệng của hắn nụ cười, lại là có chút chua xót. Đồng thời trong tay chậm rãi kết cái ấn quyết, sau đó run rẩy buông ra. Bởi vì hắn biết, Sương Nhi hiện tại chỉ là một luồng tàn niệm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đây là cùng hắn sau cùng nói lời tạm biệt. Bất luận ngày sau thắng bại như thế nào, hắn đều khó có khả năng lại nhìn thấy nàng. Trác đại ca. Chợt, Trác Phàm chính dọc theo cái kia tinh hà con đường tiếp tục hướng phía trước lúc đi, Sương Nhi thanh âm lại là vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhàng, ta chỉ có thể đem ngươi đến chỗ này, về sau. Giúp ta nhìn cái thế giới này, cái này mỹ lệ địa phương. Thân thể lắc một cái, Trác Phàm chấn động trong lòng, nhất thời minh bạch. Lần này nàng không hoàn toàn là bởi vì Vân Đế ý tứ cùng an bài, hoặc là vì thiên hạ thương sinh tới cứu hắn, chỉ là vì hắn một người mà thôi. Bởi vì trong nội tâm nàng cái kia giúp nàng nhìn thế giới người, chính là mình, mà không phải thương sinh. Nàng, là chỉ vì chính mình một người hy sinh. Sương Nhi, giống to một tiếng, Trác Phàm bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng là còn không đợi hắn thay đổi thân hình, siêu một tiếng, dưới chân lại là trong nháy mắt gia tốc. Theo cái kia lóa mắt tinh hà đại đạo đột ngột đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, trong tinh không u ám chỉ còn lại một cái thánh khiết bóng người, thăm thẳm trôi nổi, khóe môi nhếch lên vui vẻ ý cười. Trước kia ta cho là mình tâm rất lớn, có thể đem thiên hạ thương sinh an nguy thời khắc để ở trong lòng. Cho dù là lão tổ bí mật phân phó ta nhiệm vụ lần này lúc, ta cũng là như vậy nghĩ, vì thiên hạ thương sinh hiến thân. Nhưng mãi đến vừa mới, ta mới phát hiện. Nguyên lai ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể cho phép tiếp theo người mà thôi. Sang nghiêng nhìn Trác Phàm biến mất phương hướng, Sương Nhi hư huyễn thân thể cũng đang dần dần biến mất không thấy gì nữa, Khuynh Thành tỷ nói đúng, chúng ta đều là tiểu nữ nhân, đựng bất thế giới, chỉ có thể đựng một người thôi. Vĩnh biệt, Trác đại ca. Bạch, trắng noãn thánh quang trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành ngôi sao đầy trời, phủ tới bầu trời. Một đạo thất thải hào quang theo cái kia nổ tung ánh sáng bên trong dần dần dâng lên, dường như một vòng vũ trụ hình thức ban đầu giống như, lộ ra thâm thúy mà thần bí. 3. Lúc này, một cái thiết chảo đưa tay về phía trước, đem cái kia mây ngũ sắc giữ trong lòng bàn tay, tập trung nhìn vào, lại chính là kiếm đế không thể nghi ngờ. Hít một hơi thật sâu, kiếm đế nhìn lấy ánh sao đầy trời sáng chói, thỏa mãn gật gật đầu, lần này, Vân Đế đế cảnh đại đạo cũng tới tay. Trác Phàm a, trong tay ngươi cứu lại còn có mấy chương bài có thể dùng đâu. Thắng bại, tựa hồ đã rốt cuộc. Nói, kiếm đế quay người lại, biến mất không thấy gì nữa. Một phương diện khác, Phàm Giai một gian tinh xảo trong thư phòng, Ngô Nhiên Đông một mặt thích ý tựa ở một chương trên ghế dài, mượn mờ nhạt ngọn đèn, liếc nhìn trong tay quyển sách. Từ khi kiếm ngôi sao bị diệt, gia cửu đến báo về sau, hắn nhưng là khoan thai thoải mái được nhiều, lại không có thời gian phân tranh. Chỉ có trong tay thương hội quản lý, cảm thấy nhất thời thanh tĩnh không ít. Giờ này khắc này, hắn duy nhất sứ mệnh, cũng là đang chờ đợi Trác Phàm trước khi đi nhắc nhở. 3. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy bạo hưởng phát ra, Ngô Nhiên Đông thân thể lắc một cái, đuổi vội vàng xoay người, lại chính gặp chính giữa thư phòng vị trí, thật cao cung cấp một khối xanh biếc ngọc bài, không lý do đến vỡ vụn thành 4-5 khối,
rớt xuống. Lạch cạch. Trong tay quyển sách chậm rãi trượt xuống, rớt xuống đất, Ngô Nhiên Đông giật mình một chút, mới bỗng nhiên hét lớn, người tới, mau tới người. Thế nào, lão gia, có gì phân phó? Vội vã xông vào mấy tên hộ vệ, nhìn về phía cái kia kinh dị sắc mặt, không rõ ràng cho lắm, đuổi vội vàng khom người hỏi thăm. Sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, Ngô Nhiên Đông thở sâu, bình tĩnh nói, lập tức truyền tin, để Ngũ Châu trận pháp đại sư tề tụ địa điểm chỉ định, chuẩn bị khai trận. Vâng. Bỗng nhiên gật đầu một cái, hộ vệ cấp tốc rời đi, Ngô Nhiên Đông thì là chậm chậm đi vào cái kia vỡ vụn ngọc bài trước, chậm rãi vuốt ve hai lần, trong mắt thỉnh thoảng phát lên đạm mạc thần sắc lo lắng, điện chủ trước khi đi phân phó, hồn bài nát, mở lớn trận. Bây giờ điện chủ nhất định gặp phải đại phiền toái, mới bắt đầu dùng cái này sau cùng thủ đoạn. Điện chủ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Rắc. Song quyền hung hăng chăm chú, Ngô Nhiên Đông trong mắt chớp động lên vẻ kiên định. Ba ngày sau, ban đầu kiếm tinh đế đều lôi ngâm các vị trí, tề tụ hơn 20 vị trận pháp đại sư, đều là cấp 11 trở lên. Ngô Nhiên Đông vội vàng đến cảm giác đến nơi đây, ngoài ra còn có Vũ Thanh Thu hòa thượng quan viên khói nhẹ các loại phàm giai thế lực đại biểu, đều đến. Ngô tiên sinh, có phải chắc phàm chỗ đó xảy ra chuyện gì, thiên ma điện rốt cục muốn hành động. Vội vàng đi vào trước mặt hắn, Vũ Thanh Thu vội vàng nói, một bên thượng quan khói nhẹ cũng là một trận gật đầu. Trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, Trác Phàm cùng ta cha đều tại cái kia thánh vực, bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện? Cái này ta cũng không tiện nói. Chậm rãi lắc đầu, Ngô Nhiên Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, điện chủ trước khi đi lưu lại một khối hồn bài, chỗ đó bao hàm hắn một luồng tàn hồn. Hắn nói qua, chỉ cần hắn đem cái này sợi tàn hồn dẫn bạo, đã nói lên chuyện quá khẩn cấp, chúng ta phải lập tức khởi động cái này xông lên đại trận. Bây giờ hồn bài phá. Cần phải ra đại sự còn xảy ra chuyện gì, các loại đại trận sau đó, chúng ta tự mình đi tìm điện chủ hỏi thăm đi. Liếc nhìn nhau, thượng quan khói nhẹ bọn người khẽ gật đầu, chỉ là một trái tim vẫn là chăm chú níu lấy, lo lắng không thôi. Đi vào mọi người trước người, Ngô Nhiên Đông nhìn bầu trời một chút, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, hét lớn, buổi trưa khai chiến, hiện tại thời gian đã đến, kết ấn, bắt đầu. Vừa mới nói xong. Cái kia hơn 20 tên trận pháp đại sư lập tức bắt đầu kết động ấn quyết, còn lại Ngũ Châu các nơi thiên địa phong huyệt chỗ trận pháp sư nhóm, căn cứ ước định thời gian, cũng lập tức bắt đầu kết ấn. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn không gian ba động không ngừng lan ra, hình thành nói vệt sóng gợn. Ngay sau đó, oanh một tiếng bạo hưởng, một đạo trùng thiên quang trụ đột ngột được từ lôi ngâm các chỗ dâng lên, thẳng lên chân trời. Cùng lúc đó, còn lại 7 chỗ thiên địa phong huyệt, cũng cùng nhau dâng lên chói mắt quang trụ, diệu đến nỗi ngay cả mặt trời đều ảm đạm phai mờ đi xuống. Ầm ầm, bên trong thiên địa không ngừng chấn động, phát ra điếc tai oanh minh, cái kia đạo đạo quang trụ dường như từng cây quấy động thiên địa thần khí, làm cho bầu trời cũng bắt đầu rừng không ngừng run rẩy lên. Kính Nguyệt tiểu trúc, thiên đế chính trong phòng an tâm tu luyện, lại là chợt thân thể lắc một cái, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt hơi hơi nặng nề. Một bên kiếm đế nhìn thấy chặn lại nói, làm sao? Phàm giai lại có động tĩnh, hơn nữa còn không nhỏ. Phàm giai, lông mày nhíu lại, kiếm đế ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cái kia ba cái xúc sinh không an phận? Đáng tiếc hiện tại cái kia năm thanh thánh binh đi vào thánh vực, nếu không ta lại ném trở về, đủ để lại uy hiếp bọn họ một trận. Cười lạnh, thiên đế chậm rãi lắc lắc đầu, không phải cái kia năm cái, tại không có thăm dò bổn tỏa hư thực trước, bọn họ còn không dám động thủ. Lần này cùng lần trước một dạng, lại là bằng trận pháp trùng thiên. A, à, lại có người muốn tới thánh vực. Không phải đến, là muốn phá. Thản nhiên cười, thiên đế khinh thường bĩu môi, xem ra là Trác Phàm tại phàm giai biện pháp dự phòng, ngay từ đầu hắn tới trước thánh vực dò đường, là không tin những cái kia lũ xúc sinh lời nói, sợ bị bọn họ sử dụng, đúc thành sai lầm lớn. Nhưng bây giờ, hắn một mình đối mặt, cần trợ giúp. Tự nhiên là muốn đem những xúc sinh này phóng xuất giúp hắn. Không sai gật đầu, kiếm đế trầm ngâm một chút, hỏi, nếu không ta đi ngăn cản bọn họ, phàm giai kết giới một phá, sẽ có tổn hại lực lượng ngươi nơi phát ra. Không cần, dù sao hiện tại tình đạo đã tới tay, ta tình cổ cũng không tiếp tục cần mượn phàm giai lực lượng tới áp chế. Chỉ cần ta đem tình đạo luyện hóa, tình cổ tự nhiên giải trừ. Phàm giai đối với ta, đã không dùng, huống hồ. Chậm rãi khoát khoát tay,
Thiên đế trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, ngươi nếu là đi phàm giai, cái kia ba cái xúc sinh cảm giác được ngươi khí tức, tất nhiên đoán được ta có không tiện, chỉ sợ lúc này tạo phản, giết đến tận cửa. Bây giờ ta luyện hóa đại đạo đến lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, không thể bởi vậy bị quấy dày, làm cho đế đạo phản phệ. Ngươi ở chỗ này cho ta hộ quan liền tốt, lượng bọn họ cho dù đi ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hừ hừ. Hơi hơi gật gật đầu, kiếm đế tỏ ra hiểu rõ, khẽ khom người, tiếp tục bồi tại trái phải. Thiên đế thì là an tâm địa nhắm mắt tĩnh tọa, trong nháy mắt tiến vào không minh trạng thái, siêu thoát ra khỏi trần thế. Rầm rầm rầm, thiên địa rúng động càng ngày càng mãnh liệt, bầu trời tựa hồ cũng dừng không ngừng run rẩy lấy, từng đạo đen nhánh vết nứt như giống như mạng nhện tràn ngập ra, phảng phất muốn sập giống như. Thượng quan khói nhẹ tại dưới đáy nhìn lấy, cảm thấy rung mạnh, cái này chắc phàm để ngươi khởi động đại trận đến tột cùng là cái gì trận thức, làm sao cùng bọn hắn lần trước khởi động có chút không giống. Giống như lần này uy lực, so với lần trước đại gấp mấy trăm lần không ngừng, toàn bộ thiên hạ đều có loại muốn bị hủy diệt cảm giác. Ta cũng không rõ ràng đây là cái gì trận, dù sao điện chủ mở cho ta trận thủ quyết, để cho ta tùy thời chờ lệnh. Hơi hơi nhún nhún vai, Ngô Nhiên Đông cũng là không hiểu rõ lắm. Nhưng vẫn là kiên định lạ thường nói, yên tâm đi, điện chủ không biết hại chúng ta. Các loại trận này sau đó, chúng ta liền có thể tìm điện chủ tụ hợp. Gật gật đầu, thượng quan khói nhẹ các loại người thân thể lay động, hoàn toàn không thể khống chế chính mình, nhưng như cũ kiên trì khởi động trận thức, không hề từ bỏ dự định. Bởi vì bọn hắn trong lòng một mực tin tưởng vững chắc phàm làm bất cứ chuyện gì tất có hắn nói ý, không có sai. Cùng lúc đó, mạnh như thế rung mạnh. Tự nhiên cũng gây nên tam đại thánh thú chú ý. Vạn thú sơn mạch, Côn Bằng nhìn lên bầu trời nơi xa cái kia tám đạo chói mắt quang trụ, nhẹ nhàng an ủi tròm dâu, thì thào lên tiếng, xem ra hắn đã đụng phải thiên đế, đối với chúng ta nói lòng nghi ngờ tận thả, hết là chuẩn bị muốn liên thủ. Nhiều năm kế hoạch, song phương rốt cục muốn chống lại, chỉ nhìn sau cùng ai thắng ai thua a, ha ha ha. Tất cả vạn thú sơn mạch linh thú nhóm đều nghe kỹ. Bổn tọa kình thiên Côn Bằng, muốn rời đi nơi này, vì thiên hạ sinh linh tham chiến. Nói, Côn Bằng đã là hai tay vươn ra, ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng, thoáng chốc truyền khắp toàn bộ sơn mạch nơi hẻo lánh. Nghe đến cái này âm thanh thông báo, còn đang vì thiên địa dị tượng này, nơm nớp lo sợ, co rúm lại không ngừng linh thú nhóm, ào ào hướng về Côn Bằng chỗ sơn phong, cúi thấp đầu, vạn phần không muốn địa chi ta lên, thê thống khổ sở. Thái Thanh Tông Long Tổ trong kết giới, phần Thiên Long Tổ dương mắt nhìn xem về sau, đầu tiên là một mặt hưng phấn đến ngẩng đầu lên. Làm sao, cái này phàm giai rốt cục muốn bị phá sao? Thế nhưng là vừa nghĩ tới lần trước bị Trác Phàm bá vừa ra nháo kịch, Long Tổ liền lại lười biếng nằm xuống, hừ, không biết lại không vui một trận đi. Những nhân loại này, vong ân phụ nghĩa, một mực chính mình chạy, không để ý chút nào lão phu còn ở nơi này chịu khổ đây. Lần này không biết lại là cái nào lữ hành đoàn muốn lên thánh vực du lịch, cắt, lão phu mới không mắc mưu, miễn cho vừa hy vọng biến thất vọng. Lại nói, có phải cái kia lại bồi dưỡng một cái nhân loại cường giả, đi đem đại trận này cho ta hoàn toàn khởi động đâu? Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, làm sao liền không tìm được một người để lão phu lợi dụng một chút đâu? Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, Trác Phàm trước khi đi đã sớm ngờ tới khác ý nghĩ. Bởi vậy liền để Vũ Thanh Thu đem hắn cái này một khối địa phương hóa thành cấm địa. Đừng nói là người, liền quỷ đều khó có khả năng đến hắn nơi này. Thu Diệp Lân làm đồ đệ lúc, hắn còn có đến chọn, hiện tại hắn đâm liền đều không cơ hội kia. Việc này nếu như bị Long Tổ biết lời nói, không phải hận không thể nhất trưởng đem Trác Phàm đập chết không thể. Lão Phu đem hết toàn lực giúp ngươi, ngươi dưỡng giả phu cùng giống như phòng tặc, có ý tứ gì? Quá không phải đồ chơi đi. Nhưng là cái này cũng không thể trách Trác Phàm, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Tại chính thức hiểu rõ ràng đám thánh thú này ý đồ trước, hắn đương nhiên muốn nhiều làm phòng bị. Không phải vậy đám hung thú này vừa ra, không có người có thể trị, cái này còn phải. Đây không phải hãm nhân loại tánh mạng tại không để ý a. Bắc Hải, Phong Thiên Hải ngao cái kia băng lãnh nước biển, cũng tại ngăn không được phồng lên lấy, nổi lên thao thiên cự lãng. Hải ngao duỗi ra cự đầu to. Hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ có một con mắt chớp chớp, lại là cười nhạo liên tục, thế mà còn có nhân loại nghĩ đến thánh vực đi. Tiểu tử kia đi cũng liền thôi, dù sao hắn nếu không đi, cường địch phía trước, sớm muộn tìm tới cửa,
chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng hắn người đi, đoán chừng hội phiền muộn đến chết đi. Thánh vực nước, thế nhưng là sâu rất a, người ở chỗ này xưng vương xưng bá, đi chỗ đó cũng là chỉ con kiến hôi, mặc người nắm, ha ha ha. Chúc các ngươi tìm đường chết vui sướng. Ngăn không được cười nhạo, hải ngao đầu lần nữa chìm vào dưới nước, tựa hồ không còn quan tâm. Ầm ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, thiên tượng lại biến. Theo tám đạo cột sáng năng lượng càng ngày càng mạnh, các nơi trận pháp đại sư ấn quyết trong tay lần nữa một chục, còn lại bảy cái thiên địa phong huyệt quang trụ, liền đột nhiên hóa thành bảy đạo sao băng, hướng cái kia lôi ngâm các chỗ chuyển đi. Tám đạo quang mang lực lượng hợp làm một thể, cái kia lôi ngâm các quang trụ nhất thời liền hướng ra phía ngoài một chương, trong nháy mắt phồng lớn đếm không chỉ gấp 10 lần. Thiên tới bầu trời cũng là chịu không được cái này năng lượng trùng kích, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hình thành một đạo đen nhánh lỗ trống, không ngừng vỡ vụn lan tràn, tựa như trời đất sụp đổ. Toàn bộ bầu trời, đều tại từng tầng địa bóc ra, dường như vỏ trứng giống như, một chút vỡ vụn, hóa thành linh quang, tiêu tán ở trong hắc động. Quang trụ không ngừng mà mở rộng, thượng quan khói nhẹ bọn họ đều bị bức phải khí tức trì trệ, liên tiếp lui về phía sau. Sau đó phạch một cái, quang trụ trong nháy mắt vẽ qua tất cả người thân thể, khuếch tán ra. Toàn bộ bầu trời, cũng là một tiếng ầm vang, hoàn toàn bị vỡ ra tới. Tựa như là một cái cự thủ, đem bao vây mọi người ánh mắt thành tường, mãnh liệt xé nát. Chờ hết thảy đều bình tĩnh về sau, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại là tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cả mảnh trời hư không, đều biến thành đen kịt một màu, đó là không động đen nhánh, tuyệt vọng mà không có sinh cơ. Chúng ta, đến tột cùng làm gì? Thiên không, ngơ ngác nhìn qua thương khung, thượng quan khói nhẹ thì thào lên tiếng. Ngô Nhiên Đông bọn họ nhìn, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trong lòng không hiểu kinh hãi. Chỉ là bọn hắn vẫn là không biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Điện chủ để cho chúng ta khởi động trận pháp, đến tột cùng là cái. Các ngươi mau nhìn. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, đã là tròng mắt máy động, nhịn không được hướng lên nhất chỉ, giống to lên tiếng thiên. Thiên lại trở về. Theo hắn chỉ hướng, mọi người lại đi nhìn, lại là nhất thời phát hiện, cái kia đen nhánh bầu trời đúng là chậm rãi tu bổ lên, lại hiện ra xanh thẳm bầu trời. Hải ngao nhìn lấy đây hết thảy, hơi hơi ngơ ngác, qua một chút, đơn độc một con mắt, không khỏi lộ ra phát từ đáy lòng cuồng hỉ, cái này phàm giai kết giới, rốt cục phá. Cái này do trời đế chế tạo huyễn thiên, rốt cục bị xé nát, lão phu lại nhìn thấy chánh thức thiên, thánh vực thiên, ha ha ha. Cười to một tiếng, nhưng nghe một tiếng ầm vang, hải ngao đã là hung hăng vỗ song chảo, to lớn thân thể nhất thời xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đột phá cái kia bắc hải kết giới, đi vào trên 9 tầng trời. Thân thể chuyển một cái, bỗng dưng hóa thành một cái có chút mập mạp một mắt lão nhân, một mặt mừng rỡ tại bầu trời bay lượn lên, vừa bay ngàn dặm xa. Cái này xông lên đại trận, xé mở thiên đế kết giới, tự nhiên hình thành không gian hắc động. Bất quá tại thiên địa pháp tắc tác dụng dưới, không gian hắc động sẽ nhanh chóng tu bổ. Đợi tu sửa hoàn toàn về sau, phàm giai cùng thánh vực lại không ngăn cách, thật hòa làm một thể. Cái thế giới này, lại không phàm giai, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ, Kình Thiên Côn Bằng cũng là bỗng nhiên một bước chân, nhất thời thẳng trên 9 tầng trời. Phần Thiên Long Tổ đang ngơ ngác về sau, cũng là mừng rỡ trong lòng, không kịp chờ đợi xông phá cái kia kim viêm không gian, một đầu kim sắc viêm long, thẳng đem bầu trời đều đốt thành một mảnh kim sắc, sau đó chuyển nửa vòng, tất cả hỏa diễm hướng vào phía trong vừa thu lại, nhất thời biến thành một cái thân mặc kim sắc hoàng bào trung niên nhân, cười to liên tục, lão phu rốt cục đi ra, xú tiểu tử. Nhìn lão phu không tìm ngươi tính sổ sách, lúc trước dám thả lão phu bổ câu. Hừ, siêu, tiếng nói kết thúc, Long Tổ một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Tam đại thánh thú rốt cục bài trừ lồng giam, vùng vẫy thiên hạ, đi tìm Trác Phàm hạ lạc. Mà phàm giai nhân loại, tại ngửa đầu nhìn lấy cái này thiên tượng biến hóa, còn không rõ ràng cho lắm. Nhưng đúng lúc này, hô một chút, một cỗ linh khí nồng nặc, giống như vòi rồng giống như bao phủ toàn bộ phàm giai nơi hẻo lánh. Mọi người nhất thời dường như đắm chìm ở linh khí hải dương giống như, không cần chính mình hấp thu, nguyên lực trong cơ thể thì lao nhanh xoay nhanh địa hấp thu chung quanh lực lượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta muốn đột phá. Ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy. Từng tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp,
Hôm nay phàm giai kết giới đại phá, không chỉ là thánh thú được lợi, phàm giai tất cả mọi người tu giả, đều là to nhất được lợi người. Thánh vực linh khí liên tục không ngừng đường đi nhập phàm giai mọi người thể nội, để bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có dồi dào lực lượng. Cho nên tại ngắn ngủi một hơi bên trong, toàn bộ phàm giai tu giả đều đang không ngừng đột phá, mà lại đều là tăng lên trên diện rộng. Không còn ấn mỗi cấp nhắc tới, mà chính là từng bậc đột phá. Hôm qua còn vừa đột phá thần chiếu cảnh người, hôm nay liền có thể trực tiếp tiến vào hóa hư cảnh, giống như nằm mơ tất cả mọi người đắm chìm trong vô tận trong vui mừng. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái này vốn là bọn họ nên được, chỉ là nhiều năm như vậy, bị người áp chế rất nhiều mà thôi. Hô! Nồng đậm linh phong, dường như hồ nước giống như sền sệt, cuốn sạch lấy phàm giai mỗi cái tu giả, làm cho không đành lòng từ bỏ cái này cơ hội khó được, tất cả đều tại tĩnh tâm ngồi xếp bằng tu luyện. Trong chớp mắt, liền một tháng đi qua, Vũ Thanh Thu mấy người cũng là không để ý tới ngoại sự, yên tĩnh bó gối tại lôi ngâm các chỗ, hấp thu bốn phía tinh thuần linh khí. Đợi ngày khác nhóm lại mở mắt ra, không khỏi mặt hiện kinh hỉ, cái này trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đúng là linh vương trở lên, sớm đã siêu qua năm đó bất bại kiếm tôn Quát Tháo đỉnh phong. Cái này trận thức đến tột cùng là lấy làm gì? Chậm rãi đứng dậy, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, một đám tu giả cũng là dần dần mở ra hai con ngươi, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Vũ Thanh Thu càng là nhịn không được kêu lên, cái này có vẻ như không chỉ là chúng ta nơi này số ít người được hưởng lợi, quả thực là toàn bộ thế giới đều cải biến. Chắc phàm hoa trăm năm phòng bị cái này trận thức, đến tột cùng làm cái gì? Quá bất khả tư nghị. Hít một hơi thật sâu, Ngô Nhiên Đông cũng là chậm rãi đứng lên, nhưng trên mặt lại không có cái gì vui sướng, mà chính là một mặt nghiêm túc nói, điện chủ nói qua, đây là một cái có thể đánh thông hai thế giới trận thức. Thậm chí trận này vừa mở, hai thế giới thì trong nháy mắt dung hợp. Có thể nói, bây giờ chúng ta chỗ cảm thụ đến cái này to lớn linh khí, đều là theo thế giới kia tuôn đi qua. Ngươi nói là, Trác Phàm từng đề cập qua Thiên Ma Sơn bên kia. Không tệ, bình tĩnh gật gật đầu, Ngô Nhiên Đông nghiêm túc nói. Than thở gật gật đầu, Vũ Thanh Thu trong mắt chớp động lên kích động ánh sáng, khó trách, năm đó Thiên Ma Sơn đệ tử Quát Tháo phong vân, tại như thế ưu dị dưới điều kiện tu luyện, tự nhiên không phải ta nhóm có thể so sánh. Thật thua thiệt Trác Phàm a, đã thông hai thế giới, để cho chúng ta cũng có thể được hưởng này huệ, coi là thật vô cùng cảm kích. Vũ Thanh Thu trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết, Ngô Nhiên Đông nhìn về phía hắn. Lại là không có nửa phần vui sướng, tuy nhiên ta không biết nội tình như thế nào, nhưng cái này trận thức chậm chạp không ra, đợi điện chủ tín hiệu đến, mới do chúng ta mở ra, bên trong tất có nguyên nhân, không thể nói được đây là điện chủ gặp phải đại phiền toái mới dùng đến thủ đoạn. Cho nên hiện tại đã hai thế giới đã liên thông, chúng ta có thể đi tìm điện chủ đi, tốt giúp hắn một tay. Không sai, vô luận như thế nào, tìm được trước hắn lại nói, chỉ là... Mi mắt nhẹ rung. Vũ Thanh Thu hơi lúng túng một chút, chúng ta muốn đi đâu nhi tìm hắn, liền phương hướng đều đoán không được. Ách, cái này. Cảm thấy trì trệ, Ngô Nhiên Đông ngưng lông mày suy tư, một mặt do dự, ta đã để ngũ châu đệ tử, bốn phía thăm dò. Đã hai thế giới dung hợp, thì nhất định có chỗ giao giới, hy vọng mau chóng tìm tới đi. Chỉ hy vọng như thế. Thở dài một tiếng, Vũ Thanh Thu thổn thức nói, sợ là sợ, chờ chúng ta tìm tới cùng thế giới kia dung hợp biên giới. Trác huynh chỗ đó sự tình đã xử lý xong. Một phương diện khác, xanh thẳm trên 9 tầng trời, một nói bóng người màu xanh phát triển mạnh mẽ, nháy mắt không thấy. Tốc độ quá nhanh, hiếm thấy trên đời. Chợt, một tiếng tràn đầy nộ khí hét lớn, bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên, lão già kia, ngươi tên phản đồ này, cho lão phu đứng lại chớ có lại trốn. Bạch, một đạo kim sắc hỏa mang, chớp mắt là tới, người áo xanh kia giật mình, không dám thất lễ. Thân thể trì trệ, bỗng nhiên quay người lại, một cái nương theo lấy thanh sắc liệt diễm đá bay, liền hung hăng tát tại cái kia kim viêm phía trên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, bay thẳng bầu trời, kim viêm cùng thanh viêm hỏa quang văng khắp nơi, trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm, khủng bố nóng rực, thiêu đến toàn bộ 9 ngày đều phát sinh vặn vẹo, khối khối nước toát bốc hơi, bất quá giây lát, toàn bộ bầu trời đã là đen kịt một màu, bao trùm mấy vạn dặm xa, cũng là bị cái này hai cỗ hỏa diễm cho bốc hơi. Đáng sợ như thế uy lực, chỉ sợ cho dù là thánh giả đỉnh phong gặp, đều muốn sợ đến vỡ mật, nhượng bộ lui binh. Vù vù. Nhất kích phía dưới, hai bóng người lần nữa tản ra,
phân lập tại hai bên, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật sự, lại chính là Côn Bằng cùng Long Tổ hình người hình thái giao phong. Lão gia hỏa, ngươi làm gì? Gặp cái này lão Long thế mà không lý do hướng hắn xuất thủ, Côn Bằng trên mặt chưa phát giác có chút tức giận, mắng to lên tiếng. Cười lạnh, Long Tổ khinh thường nói, ngươi năm đó làm việc tốt, lão phu còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Lão phu chỗ nào đắc tội qua ngươi sao, tính là gì sổ sách? Phản bội sổ sách. Lạnh hừ một tiếng, Long Tổ nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải ngươi đem Lôi Hoàng bán, nó làm sao đến mức chết không toàn thây, chúng ta có lẽ cũng không cần bị nhốt phàm giai nhiều năm như vậy, bằng vào chúng ta ngũ đại thánh thú hợp lực. Hừ hừ, hợp lực thì sao? Ngươi cho rằng có thể đánh được thiên đế sao? Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Côn Bằng đã là nhịn không được sùi cười một tiếng, bĩu môi nói, không biết tự lượng sức mình, người lão gia hỏa này, căn bản không biết đương nhiên tình thế đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không phải lão phu cùng Lôi Hoàng hợp diễn khổ nhục kế, hiện tại sớm không có ngươi cái này lão nê thu chuyện gì. Không khỏi sững sờ, Long Tổ không hiểu, khổ nhục kế. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, năm đó Lôi Hoàng hiến thân là tự nguyện, cũng không phải là lão phu bán. Thân thể ngăn không được chấn động, Long Tổ một mặt rất là kỳ lạ, cái này sao có thể? Hắn điên, đem chính mình mệnh đưa cho thiên đế. Hắn đây không phải điên, mà chính là đại nghĩa. Vì cứu vãn thiên hạ sinh linh, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, người biết cái gì à? Hung hăng nguyết hắn một cái, Côn Bằng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt đột nhiên địa âm trầm xuống. Thấy tình cảnh này, Long Tổ càng là mê hoặc. Một thân tràn đầy sát phạt khí thế cường đại, cũng dần dần tiêu tán đi xuống. Lúc này, từng đạo băng lãnh hàn khí dần dần phát lên, cái kia khắp thiên hỏa diễm, cũng chậm rãi dập tắt xuống tới. Hai người thân thể khẽ giật mình, đã là minh bạch người tới, quay đầu nhìn lại, cùng nhau nói, Hải Ngao, người cũng đi ra. Ha ha ha, đúng vậy à, mỗi ngày tại Bắc Hải Ngâm, cũng phao dính. Đúng lúc thiên đế kết giới băng, một thân nhẹ nhõm à. Ta cũng liền lên trên trời hoạt động một chút gân cốt. Các ngươi đánh các ngươi, coi như ta không tại, hắc hắc hắc. Ông một tiếng, không gian một trận vặn vẹo, một cái một mắt lão nhân chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại hai người trước mặt, khóe miệng một phát, rất là vui sướng. Nhẹ liếc một cái hắn, Côn Bằng thở dài một hơi, cất giọng nói, lão Long, Hải Ngao, năm đó sự tình các ngươi không lắm giải, đi theo ta sẽ giải thích với các ngươi rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách, là tìm được trước Trác Phàm hạ lạc. Đã hắn chịu nhường người đem phàm giai kết giới mở ra, tin tưởng chúng ta lời nói, thì nhất định là đụng phải thiên đế. Chúng ta nếu là lại không tiến đến cứu hắn, để hắn bị thiên đế độc thủ, hết thảy thì đều xong. Chúng ta nhiều năm như vậy khổ, cũng coi như nhận không. Vừa dứt lời, Côn Bằng quay người lại, lập tức hướng nơi xa bay đi. Thôi đi, người nhà thụ khổ gì, tránh ở một bên làm sơn đại vương. Chịu khổ là chúng ta có được hay không? Nhẹ hừ một tiếng, Long Tổ cảm thấy phẫn uất, nhưng vẫn là tạm thời tin tưởng hắn, một bước gót chân phía trên. Dù sao hiện tại, mọi người địch nhân đều một dạng, cho dù trước kia phản đồ lại như thế nào, hiện tại thế nhưng là cùng chung mối thù. Hải Ngao hơi hơi nhún nhún vai, cũng không quan trọng bộ dáng, lập tức theo sau. Kết quả là, bay ba ngày ba đêm, ba cái thánh thú rốt cục xuất phàm giai khu vực. Trở lại thánh vực chỗ. Mà vừa mới đi vào nơi này sơn lâm, Côn Bằng liền ngăn không được ngửa mặt lên trời gào lên, Long Tổ cũng là theo chân trường ngâm lên tiếng, vang vọng bầu trời. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xé gió theo nhau mà tới, rất nhanh một đám phi điểu linh thú cùng mấy đầu cự long liền một đến xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn về phía bọn họ, mặt hiện kinh hỉ, lúc này bái ngã xuống. Thuộc hạ bái kiến Côn Bằng đại nhân. Long tộc con cháu, bái kiến Long Tổ lão tổ tông. Ây, làm sao không bái kiến ta? Hải Ngao tại một bên nhìn lấy, gặp những thứ này chạy tới linh thú cùng cự long thì bái hai người, không có đoạn dưới, không khỏi nhất thời có chút ăn dấm, hiện ra khó chịu. Thản nhiên cười, Côn Bằng nghiêng liếc nhìn hắn một cái, cười mắng, Hải Ngao, người đây cũng đừng tính toán, cái này cũng không phải là hải lý, từ đâu tới người đồ tử đồ tôn. Cũng đúng. Vậy chúng ta đi hải lý đi một lần đi. Đi cái gì hải lý, Trác Phàm hắn có thể chạy trong biển. Không khỏi sùi cười một tiếng, phần thiên Long Tổ vừa nhìn về phía những cái kia linh thú cùng cự long,
sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi nghe rõ ràng, chúng ta muốn tìm một người, tên là Trác Phàm, nhanh chóng tìm hiểu. Thân thể chấn động, một tên cự long cẩn thận từng ly từng tí phải xem hướng hắn, lão tổ tông, các ngươi muốn tìm Trác Phàm, thế nhưng là Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm. Hắn tựa như là một cái phàm giai tiểu gia tộc quản gia, hơn nữa còn làm được làm không biết mệt. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Côn Bằng gật gật đầu, thế nào, người biết hắn hạ lạc. Khom người cúi đầu, cái kia cự long nói, khởi bẩm lão tổ tông cùng hai vị thánh thú đại nhân, cái kia Trác quản gia nói là mấy vị đại biểu, đoạn thời gian trước một mực cùng chúng ta liên hợp tiến công Thánh Sơn, không dám không theo. Gào to, tiểu tử này thật đúng là dám cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn a. Một phương diện chậm chạp không thả chúng ta đi ra, một phương diện còn đánh lấy tiếng tăm của chúng ta, dùng chúng ta người. Thực sự buồn cười, hừ. Mi mắt lắc một cái, Long Tổ nhất thời tức giận cười nói, tiểu tử kia ở nơi đó, nhìn lão phu không đem hắn xé nát không thể, hừ. T. Chưa phát giác hít sâu một hơi, cái kia cự long kinh hãi, thế nào, hắn không phải lão tổ tông ngài đại biểu sao? Đáng chết, chúng ta đều bị lừa gạt. Bên cạnh hắn có hai vị thánh thú đại nhân, còn có một vị tự xưng là lão tổ tông ngài truyền nhân, chúng ta thật đúng là tin, còn mượn hóa long chỉ cho bọn hắn tu luyện. Hiện tại chúng ta liền trở về, đem mấy cái kia đồ giả mạo cho giải quyết tại chỗ. Cái gì đồ giả mạo, thánh thú khí tức các ngươi không biết sao? Còn có cái kia truyền nhân, cũng hẳn là lão long đệ tử, đúng không? Quát khẽ một tiếng, Côn Bằng vừa nhìn về phía Long Tổ. Hơi hơi trầm ngâm. Long Tổ gật đầu nói, chắc là Diệp Lân tiểu tử kia, bọn họ xác thực đều là lão phu thụ mệnh người, vừa mới bất quá lão phu nói nhảm mà thôi, ai bảo các ngươi động đến bọn hắn. Cẩn thận các ngươi đầu. Ây, là, cảm thấy trì trệ, cái kia cự long không khỏi sợ đến co lại rụt đầu, trong lòng oán thầm. Cái này lão tổ tông lúc nào ưa thích nói đùa, dọa đến ta còn coi là thật. May mắn không có đắc tội mấy vị kia, nguyên lai đều là thật a. Đúng. Ngươi còn chưa nói Trác Phàm hắn đến cùng đang ở đâu, mang bọn ta đi. Vâng vâng vâng, có điều, liên tục không ngừng gật đầu, cái kia cự long lại là lại có chút chần chờ. Khẽ cau mày, Long Tổ hồ nghi nói, có điều cái gì? Bất quá ta chỉ có thể mang lão tổ tông các ngươi tìm tới Lạc gia, Trác quản gia chỉ sợ tìm không thấy. Vì cái gì? Bởi vì hắn, đã chết. Nhịn không được giật nảy cả mình. Tam đại thánh thú cùng nhau đại kêu ra tiếng, Côn Bằng càng là thân thể mềm nhũn, như muốn té xỉu, xong, nhiều năm tâm huyết, hóa thành hư không. Phụ thân, đại ca, Lạc gia thành, Lạc gia phủ đệ, Lạc gia một các vị cấp cao ngồi tại trong đại sảnh, từng cái tình cảnh bi thảm. Chợt, từng tiếng hét to vang lên, mọi người cảm thấy thoát động, dương mắt nhìn lên, lại chính gặp ba đạo thân ảnh quen thuộc liên tiếp xông tới, chính là Cổ Tam Thông, Tước Nhi cùng Diệp Lân ba người trở về. Mà lại theo bọn họ khí tức cường đại nhìn lại, đều là đạt tới thánh giả trở lên tu vi. Hai mắt tỏa sáng, Âu Dương Trường Thanh chưa phát giác ngay lập tức tiến lên khen, Diệp Lân, xem ra tại Long Tộc ngươi thu hoạch không nhỏ a, thế mà nhanh như vậy đã đột phá thánh cảnh, ngày nào ta cũng phải đi cái kia hóa long chỉ nhìn xem. Tránh ra. Thế nhưng là không chờ hắn nói hết lời, Diệp Lân đã là hung hăng đem hắn đẩy đến một bên. Trực tiếp đi vào Lạc Vân Hải trước mặt, chất vấn, Lạc gia chủ, ta đại ca hắn làm sao? Vì cái gì Long vực người đều nói hắn chết? Thở dài một hơi, Lạc Vân Hải mặt có buồn bã sắc, vỗ vỗ hắn đầu vai, yên tâm đi, chắc đại ca khả năng còn có một đường sinh cơ, bất quá Sương Nhi cùng Ngự Vũ cô nương thì. Các nàng vì cứu lão cha, đã tất cả đều chết đi. Lúc này, Kiếm Đồng tiến về phía trước một bước, sắc mặt nặng nề. Bọn họ mượn đế cảnh đại đạo, tạm thời tăng thực lực lên, theo trời đế thủ bên trong cứu đi lão cha tàn hồn. Nhưng chính bọn hắn, cũng bởi vì không thể thừa nhận đế đạo lực lượng, mà phá tán, thần hình câu diệt. Mí mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Diệp Lân giật mình một hồi, cũng theo phun ra một ngụm chọc khí, trầm trọng cúi thấp đầu. Tước Nhi lại là bỗng dưng có chút đau thương, tựa hồ lại nghĩ tới cùng Bách Lý Ngự Vũ ở chung thời gian. Đến mức nơi này tâm tình trầm trọng nhất. Tự nhiên muốn thuộc Bách Lý Ngự Lôi cùng Bách Lý Cảnh Thiên. Xuống dốc Bách Lý ra, về sau đi theo Trác Phàm sông Thánh vực ba người, lại mất đi một cái. Bách Lý Ngự Lôi một mực đem Bách Lý Ngự Vũ coi là thân muội, tự nhiên đau lòng nhất, Bách Lý Cảnh Thiên thì cũng là cảm niệm liên hệ máu mủ, có chút mất thân thống khổ.
Bất quá, trong lòng bọn họ đều không có hận ý, dù sao đây là Bách Lý Ngự Vũ chính mình quyết định, bọn họ hận không đến bất kỳ người nào. Kinh Lôi Kiếm Vương, chúng ta đối trác phàm thù, tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Trong mắt lóe giật mình lo lắng, Bách Lý Cảnh Thiên nhìn về phía Bách Lý Ngự Lôi nói, Mưa Lạnh Kiếm Vương rời đi, ta chợt phát hiện thiếu cái gì, chân quý hiện tại trọng yếu nhất a, miễn cho mất đi mới hối hận. Thật sâu liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Lôi không nói gì, giữ im lặng. Không biết có phải hay không lúc trước đột phá hoàng giai lúc, tắm rửa trác phàm đế đạo, ta hiện tại càng nhìn mở rất nhiều. Tưởng tượng năm đó tay cụt về sau trăm năm ở giữa, ta vẫn muốn giết trác phàm, cũng không có chú ý qua người bên cạnh, phụ vương ta bọn họ. Thẳng đến đế quốc hủy, ta muốn vẫn như cũ là giết trác phàm. Lần này Mưa Lạnh Kiếm Vương lại rời đi, ta mới phát hiện cái này trăm năm qua, trong lòng ta chỉ có giết, lại không phát hiện rất nhiều thứ đang từng bước mất đi. Kinh Lôi Kiếm Vương, chúng ta quy ẩn đi, ta cũng muốn tìm tới phụ vương ta, an độ lúc tuổi già. Bệ hạ tại Hoa Vũ Thành, chợt, Bách Lý Ngự Lôi mở miệng, chúng ta có thể đi chỗ đó tìm hắn. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Cảnh Thiên ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Trác Phàm nói, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Bách Lý Ngự Lôi sâu xa nói, ngươi tâm tư hắn hiểu được, nhưng ngươi đã trợ hắn, mặc kệ là cái gì ý đồ, hắn đều sẽ chiếu cố tốt gia quyến nhà ngươi, không thẹn với lương tâm. Bệ hạ làm vong quốc tri quân, vẫn chưa bị người khác cầm tù, mà chính là được an trí tại bầu trời Hoa Vũ Thành. Nghe nói nơi đó là Trác Phàm cảm thấy lớn nhất bình tĩnh mới, hắn cũng hy vọng cái này không ai bị nổi đế vương, có thể trở về bình tĩnh. Hết thảy không sai, Bách Lý Cảnh Thiên trèo lên thì lộ ra vẻ xấu hổ, nguyên lai hắn chả làm sự kiện này, mà ta lại liền cha mình đều nhanh quên. Cho nên mới nói, Trác Phàm là làm đại sự người. Người như vậy sẽ có chính mình đạo, cái này nói sẽ đem người chung quanh tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành chỉ thuộc về chính hắn lực lượng. Mỉm cười, Bách Lý Ngự Lôi thản nhiên nói, các loại trác quản gia trở về, cùng hắn đánh xong một trận, chúng ta lại đi bồi bệ hạ ẩn cư, như thế nào? Không có trả lời, Bách Lý Cảnh Thiên chỉ là chăm chú bưng bít lấy hai con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu, hình như có tiếng khóc. Lăn đi! Đột nhiên, một tiếng gầm thét đột ngột đến theo ngoài phòng vang lên, nghe tựa hồ tương đương táo bạo. Mọi người không rõ ràng cho lắm, Diệp Lân lại là sắc mặt giận dữ, lúc này đi ra ngoài, buồn cười, người nào tại Lạc Gia hô to gọi nhỏ. Lão phu giống, làm sao? Nói, một cái áo bào màu vàng trung niên nhân, hùng dũng hiên ngang địa xông tới, bên cạnh còn theo một xanh một lam hai bóng người, lại chính là Long Tổ, Côn Bằng cùng Hải Ngao đều đến. Cảm thụ lấy bọn họ cái kia khí thức quen thuộc, Cổ Tam Thông cùng Tước Nhi nhất thời khẽ giật mình, lập tức nhận ra. Nhưng Diệp Lân dù sao cũng là nhân loại, còn chưa thấy qua Long Tổ như thế hình người hình thái, lúc này liền lên trước mắng to, tốt lớn gan chó, người từ nơi nào xuất hiện, dám đến Lạc Gia Dương Oai. Gào to, thằng nhãi con, cánh cứng, dám giáo huấn lão phu. Không khỏi sững sờ, Long Tổ nhìn thấy chính mình cái này đồ đệ dám cùng chính mình nói như thế. Khi chân khí cười ra tiếng. Cổ Tam Thông cùng Tước Nhi thì là sắc mặt một khổ, vội vàng đem Diệp Lân kéo trở về, không ngừng cho hắn đánh lấy ánh mắt. Ngươi muốn chết à, đắc tội cái này ba lão quái vật. Côn Bằng bọn họ ngược lại không để bụng, chỉ ở một bên không ngừng tìm kiếm lấy. Bọn họ hiện tại lớn nhất cuống cuồng là Trác Phàm an toàn, hắn ngược lại không quan trọng. Lúc này, nương theo lấy từng đạo tất dẫn tiếng vang. Một đám long thánh nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy Long Tổ, lúc này kích động nước mắt chảy ngang, lập tức quỳ xuống đến, bái nói, lão Tổ Tông, ngài quả nhiên không có việc gì, một lần nữa trở lại chúng ta Long tộc con cháu trước mặt, thật sự là thật đáng mừng a. Cái gì, ngươi là sư phụ, chưa phát giác kinh hãi, Diệp Lân sợ đến tắc lưỡi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Long Tổ chửi bới nói, thằng nhãi con, một hồi lại tính sổ với ngươi, Trác Phàm đây. Đi ra cho ta, không thực sự chết đi. Lão Tổ Tông, ngài có chỗ không biết a? Vài ngày trước, Long Đế Đại Nhân bị 8 cái kẻ xấu toái thi, ngài có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta, vì Long Đế Đại Nhân báo thù a. Giờ này khắc này, đám kia lão Long nhóm vẫn như cũ vẻ mặt cầu xin, tại Long Tổ trước mặt kêu rên không ngừng. Không kiên nhẫn phất phất tay, Long Tổ nặng hừ một tiếng, chỉ là một cái Long Đế, bị hố thì làm thịt a, có cái gì nếu không? Hôm nào lại tuyển cái thiên phú tốt là được. Mấu chốt là hiện tại, Trác Phàm đây,
hắn chết không có. Hắn chết thì ra đại sự a. Ách, thân thể chấn động, tất cả Long Thánh tất cả đều mắt trợn tròn. Vốn là bọn họ nghe nói Long Tổ tái xuất giang hồ, liền lập tức chạy đến hướng Lão Tổ Tông tố khổ, mời hắn chỗ dựa. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, tại Lão Tổ Tông trong mắt, Long Đế cũng không tính là chuyện này, một cái nhân loại tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Xem ra cái kia Trác Phàm thật sự là Lão Tổ Tông tâm phúc a, cư nhiên như thế coi trọng. Kết quả là, bọn họ cũng cải biến sách lược, nên khóc Trác Phàm, Lão Tổ Tông, mặc kệ là cho Long Đế đại nhân báo thù, vẫn là cho Trác quản gia báo thù thực đều như thế. Bởi vì giết bọn hắn, đều là cùng một nhóm người a. Cái gì, hắn thật bị người giết? Trong mắt hung hăng co lại, Long Tổ quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, buông buông tay nói, làm sao bây giờ, tiểu tử kia chết, có phải trời thì sập. Sắc mặt trở thành nặng nề, Côn Bằng vòng bài mọi người, nghiêm nghị quát, các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, Trác Phàm sinh tử quan buộc lên Phổ Thiên Thương Sinh, ngàn vạn sinh linh. Các ngươi cho lão phu một cái lời chắc chắn, hắn đến tột cùng chết thật à, các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Các vị tiền bối, thực sự tình là như vậy. Nhìn lấy ba người khí thế hung hăng bộ dáng, tất cả mọi người câm như hến, chỉ có Kiếm Đồng tiến về phía trước một bước, sắc mặt bình tĩnh đem tất cả mọi chuyện thuật lại một lần. Đợi đem hết thảy chân tướng đều rõ ràng về sau, Côn Bằng ba người mới ngăn không được thở phào một hơi, yên lòng, thì ra là thế, đây là giải thích còn có một đường sinh cơ, may mắn may mắn. Lão gia hỏa, tiểu tử kia chỉ còn một tia tàn hồn, toàn thân công lực đều bị người hút đi, thật sự là phế không thể lại phế. Mặc dù có sinh cơ, còn có hy vọng gì? Nghe đến hắn lời nói, Long Tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bụng của ngươi bên trong có cái gì kỳ quặc, cái kia một phế nhân còn có thể chấp hành sao? Phế, hừ hừ, ngươi nếu như biết rõ hắn là ai, ngươi thì sẽ không như thế nói. Hắn, lông mày nhíu lại, Long Tổ kỳ quái nói, hắn không phải ngươi lão gia hỏa này dùng đến chấp hành âm mưu gì quân cờ sao? Có thể sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là đế quân chuyển thế? Thản nhiên cười, Côn Bằng không để bụng, cũng kém không nhiều. Lão Long, còn nhớ rõ năm đó Vô Miện đế quân sao? Hắn, thân thể chấn động, Long Tổ chưa phát giác kinh hãi, cái kia thiên đế đệ đệ, cùng thiên đế cùng một chỗ tịnh xưng thiên đạo song tôn nam nhân. Không thể nào, Trác Phàm là hắn, làm sao nhập ma đạo? Còn không phải là vì tất cả đế quân, mục tiêu cuối cùng nhất, vô thượng cảnh a. Trong mắt tinh mang lóe lên, Côn Bằng bình tĩnh lên tiếng. Sắc mặt cùng nhau nghiêm một chút, Phong Thiên Hải Ngao cùng Long Tổ trong lòng nhất thời xuất hiện thất chữ to, mười đạo quy nhất, vô thượng cảnh. Chỉ là cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới, thật có hy vọng thực hiện sao? Ách, chư vị tiền bối, đến như vậy lâu, còn chưa thỉnh giáo. Nhìn lấy cái này ba cái lão đầu vừa tiến đến, ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn đem bốn phía người làm thành không khí. Lạc Vân Hải không khỏi rực rỡ cười một tiếng, ôm ôm quyền nói. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Côn Bằng thản nhiên nói, ba chúng ta chỉ thánh thú, chống trời Côn Bằng, Phần Thiên Long Tổ, còn có Phong Thiên Hải Ngao. Trước đó dạy bảo qua Trác Phàm, bây giờ nghe nói việc khác, đến đây nhìn rõ ràng. Cái gì, chính thức thánh thú, cùng đế quân sánh vai cùng nhau tồn tại. Chưa phát giác kinh hãi, Lạc Vân Hải bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tiếp lấy chính là đại hỷ, có ba vị thánh thú xuất thủ, đối phương chỉ có hai cái đế quân, chúng ta có phần thắng. Ra mặt ngăn không được lắc một cái, Côn Bằng bất đắc dĩ bĩu môi, có cái gì phần thắng. Cái kia hai cái đế quân, bên trong một trong thế nhưng là thiên đế, ngang nhau tu vi, một đánh mười người. Chúng ta mới ba cái, từ đâu tới phần thắng. Vô chi chi đồ, khác làm nằm mơ ban giữa ngày, chúng ta duy nhất phần thắng cũng là Trác Phàm, ngoài ra, không còn hắn muốn. Thế nhưng là Trác Phàm đều một luồng tàn hồn, coi như hắn là Vô Miện đế quân, lại như thế nào? Mặt hiện ngượng nghịu, Long Tổ ngăn không được lắc đầu. Xùy cười một tiếng, Côn Bằng trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, hắn tàn hồn không phải là bị Vân Đế tinh thần đại đạo tiếp đi sao? Nếu là ta không có đoán sai lời nói, hắn cần phải đã là đi luân hồi thiên trì. Ở nơi đó, hắn hội cầm lại hắn tất cả mọi thứ, bao quát thượng cổ thời kỳ, tiếp cận nhất thiên đế lực lượng. Hưu. Sáng tỏ bầu trời đêm, một đạo tinh quang xẹt qua, rơi vào một mảnh bụi cỏ ở giữa, phát ra tia sáng chói mắt. Chờ ánh sáng thu liếm, lại là hiện ra một cái hư huyễn bóng người. Định thần nhìn lại,
chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Nơi này là... Trong mắt hiện ra giật mình lo lắng, Trác Phàm tỉ mỉ dò xét nơi này, chỉ thấy chim hót hoa nở, cỏ thơm tùm, rất là bình tĩnh ưu mỹ. Phảng phất tiên cảnh, không có một tia trần thế tầm thường nhuộm dần. Mà cái kia trong mặt cỏ van xin khẽ cong rõ ràng hồ, càng là thanh tịnh như gương, khiến người ta liếc nhìn lại, tựa hồ toàn bộ tâm linh đều bị gột rửa giống như, bình tĩnh không lay động, lại không nửa phần ưu phiền. Chậm rãi đi tới đó, Trác Phàm ngồi xổm xuống, nhịn không được thân thủ đụng vào một chút cái kia mặt thủy kính. Ông! Chợt, nương theo lấy từng đạo gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một cỗ vô hình không gian ba động, cũng là đột ngột được từ cái kia trên mặt nước phát ra. Sau một khắc, thanh tịnh mặt nước hiện ra hai đạo nhân ảnh, ngay tại đang ngồi đánh cờ. Bên trong một trong là cái mặt trắng công tử, một thân áo bào trắng, tư thế hiên ngang, trong hai tròng mắt vĩnh viễn mang theo tia tia tiểu ý, có chút hiền lành. Một cái khác thì là một mặt lạnh lùng, không có nửa phần tình cảm giống như, cho dù là đánh cờ lúc, nhìn về phía quân cờ ánh mắt cũng không có không gợn sóng, dường như đã sớm đem thắng bại không để ý, tâm như niêm phong. Mà người này, hắn cũng nhận biết, chính là Thiên Đế. Chưa phát giác quá sợ hãi, Trác Phàm một mặt kinh ngạc nói, cuối cùng là địa phương nào. Cái ao này thế mà có thể giám thị đến Thiên Đế. Còn làm hắn không có chút nào phát giác. Cái này sao có thể? Đế quân cảm giác thế nhưng là tương đương nhạy bén, đã liền thông thiên địa, cho dù cách không liếc hắn một cái, đều ngay lập tức sẽ chú ý tới, sao lại thế? Đệ đệ, ngươi lại thua. Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng bên trong kỳ quặc, hình chiếu chính giữa đế, đã một con cờ rơi bàn, lạnh lùng nhìn về phía đối diện người kia nói, đây đã là chúng ta thứ 99 bàn cờ cục A. Người một bàn cũng không thắng qua, cái này còn không đủ để chứng minh hết thảy sao. Đệ đệ, không khỏi sững sờ, Trác Phàm cảm thấy càng thêm hồ nghi, làm sao Thiên Đế lại đi ra cái đệ đệ. Hắn lúc trước không phải xưng chính mình là đệ đệ hắn sao? Tại sao lại tới một cái? Chẳng lẽ hắn có nhận đệ đệ ham mê? Thế nhưng là ngươi nhận thì nhận a, cũng quá vô tình, miệng phía trên kêu huynh đệ, trên tay lại là muốn đưa người vào chỗ chết, có ý tứ gì? Cảm thấy chưa phát giác oán thầm, Trác Phàm tiếp tục xem tiếp. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia áo bào trắng nam tử không để bụng, tựa hồ đã thua quen, khoát tay một cái nói, tiểu đệ tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, ha ha ha. Cái gì tài nghệ không bằng người? Đến ngươi ta cảnh giới này, ván cờ thắng bại, còn nhìn kỹ nghệ sao? Liếc mắt liếc một cái hắn, Thiên Đế trầm mặt đứng lên, hừ nhẹ nói, bàn cờ ta vũ trụ. Vì thiên địa, nắm tử người được là mình nói. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau tham ngộ thiên đạo, bây giờ ta đã ngưng tụ không minh đại đạo đế đạo, mặt khác tám cái lão gia hỏa cũng đã thành đạo. Làm là thiên đạo đế quân, ta có thể đàng hoàng nói cho ngươi, ta đã cảm nhận được thiên địa pháp tắc, đế quân danh vị chỉ có 10 tên. Còn lại sau cùng một cái danh ngạch, ngươi chừng nào thì thành đạo. Trầm ngâm một chút, áo bào trắng nam tử lơ đễnh nói, thuận tự nhiên a, cái kia thành tự nhiên thành. Hừ, nói dễ nghe, thuận tự nhiên, thế nhưng là thiên đạo vô tình, người đạo có quá nhiều hỗn tạp cảm tình, vĩnh viễn khó thành. Nếu muốn thành đạo, đầu tiên liền muốn giống như ta vậy, bài trừ hết thảy quấy nhiễu mới có thể, ngươi hiểu chưa? Ách, đại ca, ngươi cái này quá độc đoán đi. Rực rỡ cười gãi đầu một cái, áo bào trắng nam tử chậm rãi đứng lên, cửu u bọn họ không phải cũng là chí tình chí nghĩa người, không như cũ thành đạo. Đế quân đại đạo cùng hữu tình vô tình, tựa hồ không có gì liên quan quá nhiều a, ha ha ha. Đừng cho ta cười đùa tí từng. Hung hăng nguyết hắn một cái, Thiên Đế cao ngạo địa ngẩng đầu lên, thiên tôn địa ti, thiên đạo là hơn. Chúng ta ngộ là thiên đạo, tự nhiên vô tình, cửu u bọn họ lĩnh hội chính là nhân đạo, người chính là địa chi chỗ mớm, trời sinh thì so thiên đạo ti tiệt, lĩnh hội khó dễ tự nhiên không như vậy. Chúng ta là bị trời lựa chọn, thiên đạo trưởng đạo người. Chứ cùng những cái kia đê tiện đế quân đánh đồng. Chậm rãi lắc đầu, áo bào trắng nam tử sắc mặt nghiêm túc, từ chối cho ý kiến, đại ca không minh đại đạo tuy mạnh, nhưng không thể một vị phủ định người khác đạo thống. Tựa như thiên địa nếu không có tình, như thế nào lại bồi dưỡng thế gian vạn vật? Chỉ có thể nói thiên địa đại tình đại ái, thế nhân không hiểu. Thiên đạo không phải vô tình cũng phi thiên nói. Hừ, bồi dưỡng vạn vật, ngươi suy nghĩ nhiều. Cười lạnh một tiếng, Thiên Đế khinh thường bĩu môi, thế gian tiên sinh thiên địa,
lại sinh vạn vật. Thiên địa vĩnh cửu xa, mà vạn vật không dài lưu giữ. Nói cách khác, thiên địa vĩnh viễn là thiên địa, nó chỉ lấy chính mình quy tắc đến vận hành, vạn vật sinh linh bất quá xuất hiện tại một giai đoạn nào đó mà thôi. Vạn vật dựa vào trời địa mà sinh, nhưng thiên địa không lấy vạn vật vì dựa. Thiên địa vốn là vô tình, người nhất định phải đem nhân đạo cùng thiên đạo quấy cùng một chỗ, dở dở ương ương, đáng đời ngươi khó thành đại đạo. Khuôn mặt chưa phát giác có chút cứng ngắc, tựa hồ nghẹn lời, áo bào trắng nam tử trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, nhưng thiên nhược thật có mời đâu. Cái kia không có khả năng. Ta nói là nếu như, trời như có tình, trời cũng lão, thiên địa đều hữu tình lời nói, cùng phàm vật có gì khác biệt, tự nhiên không thể trường tồn. Kiên định cắn răng, thiên đế bế nghĩa hướng cái kia áo bào trắng nam tử nói, sau cùng nhắc nhở một câu, đế quân danh vị chỉ còn một cái, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, thiên đế vẫy vẫy tay áo, thẳng rời đi. Áo bào trắng nam tử đứng lặng tại chỗ, tựa hồ có chút do dự, không biết nên như thế nào xử sự. Trác Phàm ở bên hồ nhìn lấy, mi mắt sâu nhăn, một mực sờ lên cằm, tuy nhiên thiên đế là tử đối đầu, nhưng nói chuyện thật là hữu lý. Thiên địa vốn là vô tình, đã lựa chọn thiên đạo, còn xen lẫn cảm tình, không thể nghi ngờ là liên lụy. Chỉ là, bây giờ còn có người có xưng đế hy vọng, mà lại bị thiên đế coi trọng như vậy. À đúng, đệ đệ của hắn a, chỉ là không biết đây là thân vẫn là làm. Ai, đoán chừng là thân a, muốn là giống lão tử dạng này thuận miệng nói một chút đệ đệ, đoán chừng sớm đã bị làm chết. Ngăn không được dao động cái đầu, Trác Phàm một trận đập đi miệng, đâu còn có thể mở miệng chỉ điểm. Chỉ là lời nói này có chút cổ lão a, cái gì gọi là chỉ còn một cái danh ngạch, thập đế danh ngạch không đều phân phối hết sao? Chẳng lẽ nói, thế nào, người cũng nhận là thiên đế nói không giả sao? Chợt, một tiếng già nua hét lớn đột ngột đến tại hắn sau lưng vang lên. Không khỏi giật mình, Trác Phàm đuổi vội vàng xoay người, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân đen nhánh bảo phục, trên mặt một luồng đen trắng hỗn hợp râu dài, phiêu đãng trước ngực lão giả, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân thể chấn động, Trác Phàm vừa muốn đứng dậy hành lễ, bởi vì hắn thấy, xuất hiện tại thần bí như vậy khu vực lão giả, tuyệt đối là tuyệt thế cao nhân a. Bất quá, lão giả kia lại là vỗ vỗ bả vai hắn, ngăn cản hắn, ngay sau đó cũng giống như hắn, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cười nói, người trẻ tuổi, đừng khách khí, tất cả mọi người là một luồng tàn hồn, không thể nói được ngày nào thì tán, còn giảng cái kia tục lễ làm gì. Mình vẫn là cùng một chỗ nhìn ngày này đế bí văn a, chỗ khác người có thể không nhìn thấy, ha ha ha. Ách, lão tiền bối, ngài thật là nhìn thoáng được, ha ha ha. Bật cười một tiếng, Trác Phàm ra mặt co lại, cũng liền cùng hắn cùng một chỗ song song ngồi chồm hổm hồ nước bên cạnh, thỉnh thoảng sầu hắn hai mắt, lại là nhất thời gặp hắn cái kia hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hào hứng bộ dáng, cảm thấy nhất thời chính là một trận oán thầm. Lão gia hỏa này, người nào a, vẫn rất bát quái. Xem người ta bí văn, so với chính mình mệnh đều quan trọng, lúc nào tàn hồn tiêu tán đều mặc kệ, chỉ ở cái này nhìn đã mắt liền phải. Thật đúng là người đã sắp chết, bát quái chi hỏa còn cháy hừng hực a. A, đúng, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, sao có thể nhìn thấy thiên đế như thế tư mật sự tình đâu. Rốt cục muốn lên trong lòng mình nghi hoặc, Trác Phàm vội vàng ôm ôm quyền nói, đối tiền bối, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Vì sao thiên đế bí văn, lại ở chỗ này hiển hiện. Ngươi không biết, không khỏi sững sờ, lão đầu kia nhìn về phía hắn. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm gật gật đầu, đương nhiên, ta là đần độn u mê tới nơi này, nghĩ đến là bằng hữu ta đưa tới. Hả, thì ra là thế, người tiểu tử này vận khí tốt. Ngươi không biết a, nơi này không phải người hữu duyên không được tiến. Mà một khi tiến đến, tám thành thì có trọng sinh cơ hội. Chỉ cần ngươi lưu lại một dạng đồ vật, liền có thể. Đồ vật, thứ gì? Cả đời trí nhớ, cảm giác, còn có tất cả hết thảy. Trong mắt chớp động lên đạm mạc tinh quang, lão giả kia bình tĩnh nói, nơi này là luân hồi thiên trì, bất luận cái gì một luồng muốn tiêu tán tàn hồn, đều có thể ở chỗ này được đến luân hồi cơ hội. Mà phàm là ở chỗ này luân hồi, bọn họ kiếp trước tất cả mọi thứ, đều muốn lưu tại nơi này, cái này tàn ảnh cũng giống vậy. Cái gì, luân hồi thiên trì? Không khỏi giật mình, Trác Phàm quay đầu nhìn một chút cái này bình tĩnh giới, cả kinh kêu lên, thượng cổ thập đế một trong, luân hồi đại đế đạo tràng. Như vậy tiền bối,
ngươi chính là luân hồi đại đế. Ha ha ha, ngươi đoán sai, ta cũng là một luồng tàn hồn a. Rực rỡ cười một tiếng, lão giả kia khoát tay một cái nói, luân hồi đại đế đồng dạng không xuất hiện ở đây, tất cả may mắn tới nơi này tàn hồn oán nghiệp, chỉ cần lưu lại kiếp trước hết thảy, tự động liền sẽ luân hồi, cũng không cần đại đế xuất thủ, đây coi như là một cái phúc báo đi. Không sai gật đầu, Trác Phàm tâm lý rõ ràng một chút, sau đó vừa nhìn về phía cái kia tràn đầy phấn khởi, dõi sát mặt hồ lão đầu nói, đã quên đi tất cả liền có thể luân hồi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Còn nói cái gì ngày nào thì tán, chẳng lẽ ngươi không luân hồi? Ai, vừa mới ngươi không nghe thấy lão phu nói sao? Luân hồi là có điều kiện, muốn thả phía dưới kiếp trước hết thảy, không bỏ xuống được đương nhiên sẽ không luân hồi. Có một số việc quá trọng yếu, quan trọng qua chính mình mạng già, ta tình nguyện ở chỗ này tiêu tán, cũng quả quyết không thể luân hồi. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lão giả trên mặt một mặt nghiêm túc, lộ ra 10 phần trang trọng. Trác Phàm gặp này, trong lòng cũng là chưa phát giác thoát động, kính trọng hướng lão giả kia ôm một cái quyền. Đúng vậy a, có chút trí nhớ, khiến người ta cho dù chết, biến thành cho bụi, cũng không muốn mất đi, cái này nhất định tương đương chân quý. Mà có thể có một kiện so chính mình sinh mệnh còn chuyện trọng yếu giữ lại người, trên đời cũng không nhiều gặp, cái này đáng giá hắn tôn trọng. Thế mà, ngay lúc Trác Phàm lòng kính trọng từ từ bay lên thời điểm, lão giả kia lại là bỗng một mặt bị ổi cười cười nói, lại nói, nơi này mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn nhân sinh trước bí văn, cũng rất có thú, so tại trần thế tốt, đặc sắc không ngừng, hắc hắc hắc. Bịch, một cái lảo đảo, Trác Phàm kém chút ngã nhào một cái té ngã trên đất, ra mặt một trận co rúm. Em gái ngươi a, nói cho cùng vẫn là bát quái chi hỏa cháy hừng hực duyên cớ, ta còn tưởng là ngươi có nhiều cao thượng nhân sinh tình hoài đây, vừa mới trắng cảm động. Mau nhìn, lại có đồ đi ra, đừng bỏ lỡ. Chợt, lão đầu kia hướng về Trác Phàm một trận vẫy chào, mặt mũi tràn đầy bị ổi dạng, vội vã thúc giục. Dường như một đám sắc quỷ nhìn lén cô nương tắm rửa một dạng, trên mặt đều là dâm đãng nụ cười. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không tiện chối từ, liền cũng lần nữa tiến lên trước. Mà lại, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặc kệ hắn về sau như thế nào đối mặt cái này cường đại đối thủ, nhiều giải một phen hắn quá khứ, cũng là có chỗ tốt. Sau đó, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, Trác Phàm mở to hai mắt, hướng cái kia mặt hồ nhìn lại, lại là một đến giật mình, a, lại là người áo bào trắng kia. Nói như vậy, cái này hình ảnh, là người áo bào trắng chuyển sinh lúc trí nhớ. Ngăn không được gật đầu, lão đầu một trận cười khẽ. Thế nhưng là thân thể là thiên đế đệ đệ, đều có tư cách ngưng tụ đế đạo, cũng hẳn là chuẩn đế cảnh, thế mà cũng muốn luân hồi. Ai, thượng cổ lần kia đại chiến đến tột cùng có nhiều tàn khốc a, khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, hắn đã có thể tưởng tượng được, thế gian này châu bò nhất đệ đệ nguyên nhân cái chết. Không ngớt đế đều bảo hộ không tình huống, chỉ có lần kia đại chiến. Một trận thở dài, Trác Phàm định thần nhìn lại, lại chỉ thấy cái kia áo bào trắng nam tử tại một gian ẩm ướt trong sơn động, trong mắt chỗ sâu tựa hồ có chút hưu quạnh. Lúc này, một thanh âm quen thuộc, đột nhiên mà vang vọng tại mọi người bên tai, người thật phải làm như vậy. À, cái thanh âm này là... Mí mắt ngăn không được run run, Trác Phàm lần nữa định thần nhìn lại, nhất thời kêu to, Minh Đế. Trong này còn có việc khác. Liếc mắt liếc một cái hắn, lão đầu kia không nói gì, chỉ là khóe miệng xẹt qua không hiểu ý cười, tiếp tục quan sát. Nước trong kính, áo bào trắng nam tử trong mắt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn biến thành kiên định, đại ca lời nói ta không thể phản bác, có lẽ hắn nói đúng, thiên đạo vốn vô tình, ta thiên nói quá đa tình, ngược lại khó có thể ngưng tụ đế cảnh, không bị thiên địa dung thân. Có thể là huynh đệ các ngươi hai người tuy nhiên đều tại tham ngộ thiên đạo, nhưng hắn là vô tình không minh đại đạo. Người lại là cho mời thiên đạo. Tựa như tiên thiên bát quái giống như hậu thiên bát quái, vô luận đúng sai, chỉ là lĩnh hội phương hướng khác biệt thôi. Nếu như nhất định phải vẽ giới, hắn là nhân đạo xuất hiện hôm trước đạo, người là nhân đạo xuất hiện về sau thiên đạo. Bằng vào ta đến xem, người thiên đạo, càng có thể cùng nhân đạo tương hợp, đạt tới đế cảnh phía trên vô thượng đại đạo. Đứng tại áo bào trắng bên người nam tử, Minh Đế nói năng có khí phách. Cười khổ lắc đầu. Áo bào trắng nam tử thở dài nói, còn nói cái gì vô thượng cảnh, ta hiện tại liền đế cảnh đều không đột phá, thì không yêu cầu xa vời những cái kia. Minh Đế, ta mời ngươi làm việc,
làm tốt sao? Tốt. Thở dài một tiếng, Minh Đế vung tay lên, nhưng gặp một đoàn u ám khí lưu thổi qua, hai người trước mắt liền chợt xuất hiện một đạo toàn thân đen nhánh tượng băng nữ tử, xúc đứng bất động, đây là lão phu tại Minh Hải bên trong tinh luyện vạn năm âm tinh tạo thành, thu thập ngàn vạn oan hồn lệ khí đổ đầy ở bên trong. Dù sao ngươi tình phụ tại thiên đạo bên trên, những oán niệm này thiếu, sợ phong ấn không được. Gật gật đầu, áo bào trắng nam tử thở dài một hơi, làm phiền. Vừa dứt lời, nam tử kia đã là trong tay cấp tốc kết lên ấn quyết. Chờ một chút, thế mà rất nhanh, Minh Đế liền lại khoát tay, gọi lại hắn. Trong tay chỉ trệ, người kia quay đầu nhìn lại, lại chính gặp Minh Đế muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thở sâu, thản nhiên nói, người đại ca thiên đế, từ khi không minh đại đạo xưng đế về sau, chúng ta đều biết hắn là cái dạng gì. Bây giờ ngươi đem chính mình tất cả tình nghĩa phong ấn tại cái này tượng băng bên trong, phải chăng cho thấy, về sau chúng ta không là bằng hữu nữa. Mi mắt nhẹ nhàng run run, áo bào trắng nam tử than nhẹ một tiếng, thuận tự nhiên đi. Nói, hắn ấn quyết trong tay lại nổi lên, mà theo hắn ấn quyết lật qua lật lại, ong 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 không gian chấn động, cũng là đang không ngừng rung động. Lại sau đó, từng sợi ngũ thải hà quang theo thể nội bay ra, sau đó thẳng vào cái kia tượng băng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Năm màu. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm chưa phát giác kinh hãi, thật sự là có huynh tất có đệ a, đế cảnh đại đạo là 7 màu, hắn thế mà tới tu đến 5 màu. Nói cách khác hắn không chỉ là chuẩn đế, mà chính là chỉ cùng đế cảnh một tầng giấy cửa sổ. Chỉ là như vậy về sau đều không trở thành thập đế, đến tột cùng vì cái gì? Hắn đã đem tình nghĩa khu trừ ra thiên đạo a. Trác Phàm không rõ. Lão giả kia lại là cười nhẹ lắc lắc đầu, có chút buồn vô cớ, tiếp tục xem đi. Quả nhiên, tại hoàn thành đây hết thảy về sau, áo bào trắng nam tử sắc mặt biến, trở nên cứng ngắc băng lãnh, quay đầu rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Đế liếc một chút, chỉ có lạnh như băng hai chữ ném ra, cảm ơn. Xem ra từ nay về sau, thật không là bằng hữu. Bất đắc dĩ cười khổ, Minh Đế lại sâu sắc nhìn cái kia tượng băng liếc một chút, cũng theo rời đi. Cứ như vậy, áo bào trắng nam tử đem trong lòng tất cả tình nghĩa, khu trừ thiên đạo, tính tâm tu luyện vô tình thiên đạo, thiên đế đối với cái này, cũng có chút hài lòng. Thế nhưng là tháng 3 đi qua, làm cho người làm sao cũng nghĩ không thông là, hắn vẫn không có ngưng tụ đế cảnh đại đạo. Lấy hắn cao như thế thiên phú, tựa hồ cho dù vô tình, cũng chớ có thể đạt tới cái kia cảnh giới tối cao. Thế mà, ngay tại lúc này, một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan tu luyện lúc, một trái tim chợt nhảy lên, trở nên bực bội bất an, tựa hồ có chuyện gì, đang chờ hắn làm giống như. Kết quả là, dựa theo trong lòng chỉ dẫn, hắn xuất quan một đường chạy như bay, cuối cùng lại trở lại cái kia hắn lúc trước trong phong ấn tâm tình nghĩa sơn động bên cạnh, trong lòng hiện ra nghi hoặc, chậm rãi đi đến. Ngươi trở về. Thế nhưng là ngay tại lúc này. Một đạo rõ ràng dịu giọng nữ lại là đột ngột đến xuất hiện tại hắn bên tai, đón đạm mạc làn gió thơm đánh tới, cửa sơn động xuất hiện một nữ tử, mi thanh mục tú, xinh đẹp rung động lòng người. Hai con người chăm chú nhìn hắn, ý cười đầy mặt yêu kiều. Thân thể ngăn không được chấn động, cái kia áo bào trắng nam tử kinh hãi, Trác Phàm nhìn thấy, cũng là kinh ngạc lên tiếng, cái này. Đây không phải cái kia phong ấn tượng băng sao, làm sao biến thành người. Cái kia áo bào trắng nam tử cũng là như thế nghĩ, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã thổi qua. Cái này Minh Đế đến tột cùng chơi hoa chiêu gì, không phải nói nữ tử kia là tượng băng vật chứa à, làm sao lại thành người. Chẳng lẽ nói, là lấy nữ tử này vì mô hình điêu. Minh Bạch hắn suy nghĩ trong lòng, nữ tử kia một làn gió thơm phốc qua, đi vào trước mặt hắn, vì hắn từng cái giải thích, hắn cũng không có ý cự tuyệt, dường như đánh đáy lòng sẽ không cự tuyệt nàng này một dạng. Nguyên lai cái này tượng băng thể nội tràn ngập vô tận oán khí, nhưng là áo bào trắng nam dù sao cũng là tu luyện tới đỉnh phong đại đạo tu giả, thiên đạo thai nghén chí tình, chẳng những không thể bị những cái kiệu oán khí phong ấn, ngược lại đưa chúng nó cảm hóa, tất cả đều biến thành tràn đầy yêu. Mà lạnh như băng đồ vật hữu tình là cái gì? Người, yêu, vẫn là gay. Dù sao nàng là sống, mà lại bởi vì cái này chí tình là lấy áo bào trắng nam tử hữu tình thiên đạo làm nền cơ. Nữ tử này vừa mới có sinh mệnh, áo bào trắng nam tử cái thứ nhất biến cảm giác được. Mà lại nữ tử này đối áo bào trắng nam tử cũng là tương đương ỷ lại, cả ngày dính ở bên cạnh hắn.
đối ở hiện tại đã tu vô tình thiên đạo hắn, tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ đây hết thảy, hắn nhưng là muốn đoạn tình tuyệt nghĩa. Bất quá, nữ tử kia thể nội chí tình là tới từ hắn trên thân, đối với nữ tử này si mê cùng dây dưa đến cùng, hắn đánh trong đáy lòng vô pháp cự tuyệt. Thật giống như máu mủ tình thâm một dạng, thủy chung có liên hệ. Sau đó một tới hai đi, một lúc sau, áo bào trắng nam liền quen thuộc. Hơn nữa còn làm lên nàng này sư phụ, dạy bảo nàng tu luyện. Bởi vì vốn là có áo bào trắng nam hữu tình thiên đạo cảm ngộ tại thân, nàng này tu luyện cũng là tốc độ kinh người, không giống thường nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.